Phong Phi Vân vững vàng leo lên quẻ đài tầng thứ 43. Vị trí bên dưới vang tiếng hú dài, Văn Tổ xông lên bậc thang. Mỗi bước ra một bước là lực lượng Văn Tổ tăng gấp đôi, khi Văn Tổ leo lên quẻ đài tầng thứ 36 thì khí thế đã ngang ngửa với Phong Phi Vân. Lực lượng của Văn Tổ hòa hợp cùng Thái Cực Bát Phương Tế Đài, có thể nhờ vào sức mạnh tế đài phát ra trí thức bao la như biển sao. Tay Văn Tổ cầm quyển sách thần, tay khác cầm bút thần viết một chữ chấn. Thoáng chốc áp lực khổng lồ rơi xuống người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân phun ra một chữ song âm. Phá! Chữ chấn của Văn Tổ bị đánh nát. Không thể để hắn lên tiếp. Phong Phi Vân đứng từ trên cao chém diều chiến xuống, hắn đáp xuống quẻ đài tầng thứ 36, thần lực cái thế chặt đứt bút thần. Văn Tổ kinh hoàng, vội trốn vào không gian Thái Cực Bát Phương Tế Đài, ném sách thần ra. 88.888 chữ cổ trong sách thần bay ra biến thành 88.888 thanh cổ kiếm. Tế kiếm. Quẻ đài tầng thứ 36, 7, 8, 44, mỗi quẻ đài là một thế giới, trong mỗi thế giới có ức vạn sinh linh vực ngoại. Giờ phút này, sinh linh trong 8 thế giới tự nổ thành vô số huyết khí lao vào 88.888 thanh cổ kiếm. Dùng máu của ức vạn sinh linh tế kiếm, ngưng tụ ra lực lượng sinh linh 8 thế giới. 88.888 thanh cổ kiếm tụ tập thành 8 loại kiếm vực, kiếm sơn, kiếm thành, kiếm hà, kiếm cung, kiếm nhai, kiếm tinh, kiếm long, kiếm vũ. Ầm 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 ầm. 8 loại lực lượng kiếm ý hùng dũng khiếp người, trong Thái Cực Bát Phương Tế Đài có thể giết 8 tổ thánh. Thái Cực Bát Phương Tế Đài là sân nhà của bọn họ, tựa như Phong Phi Vân ở trong mảnh đất giam cầm với cảnh giới tổ thánh đánh bại Điện Cực Dương Thiên Thần. Tại đây sức mạnh đám người Phong Phi Vân không bị ức chế nhưng lực lượng tu sĩ Thái Cực cung biến mạnh, có thể chiến đấu vượt cấp. Kim Tàm Phật khí bao bọc toàn thân Phong Phi Vân, hắn vỗ các trưởng ấn đối kháng 8 thế giới kiếm ý của Văn Tổ. Bên ngoài Thái Cực cung, cứu viện rậm rạp kéo đến. Dao động kinh thiên trong thần ngục đã kinh động cường giả vực ngoại, bọn họ tuyệt đối không cho phép các thành bị nhốt trong thần ngục được cứu ra, họ phái đại quân đến trấn áp. Không chỉ cường giả Thái Cực cung, các cường giả Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Chiến Vương Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Song Tử Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Cốc Thần Hỗn Nguyên Đại Thế Giới cũng đến. Có nhiều nhân vật chí tôn đẳng cấp tổ thánh, thần thánh như biển người ập đến. Nguyên Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đã bị luyện thành cho, các người giãy giụa trước khi chết sao? Điện Cực Dương Thiên Thần đứng đằng trước nhất, đầu đội thần quan, eo quân dây lưng vàng, ánh sáng trên người rực rỡ còn hơn sao? Nguy rồi, Điện Cực Dương Thiên Thần đã đến. Nếu Điện Cực Dương Thiên Thần nhờ vào lực lượng tế đài thì trong thiên hạ không còn ai địch lại. Mọi người thấy Điện Cực Dương Thiên Thần bước ra từ hỗn độn, sau lưng là đại quân vực ngoại không giới hạ, hơn ngàn thánh giả. Ngàn thánh giả, ức vạn binh thốt rầm rộ ập đến. Điện Cực Dương Thiên Thần bước lên quẻ đài tầng thứ nhất. Điện Cực Dương Thiên Thần đột nhiên biến sắc mặt, chân bước ra nhanh chóng rụt về. Khi Điện Cực Dương Thiên Thần rụt chân về thì tế đài tầng thứ nhất nổ tung, một tượng đất không đầu lao ra khỏi thế giới hỗn loạn trong tế đài, tay cầm càn thích càn là thuẫn. Thích là búa. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ xé nát 800 thời không, oanh kích, đánh gã văng ra ngoài. Tượng đất không đầu đứng bên dưới tế đài, hơi thở cổ xưa như vị thần vĩnh hằng. Một chân tượng đất không đầu đạp xuống. Ngàn ước sinh linh vực ngoại bị đánh chết thành bãi máu, xương trắng. Điện Cực Dương Thiên Thần ổn định thân hình, mắt giật mình trợn to. Nhân tổ, người còn chưa chết. Tượng đất không đầu có nhiều chỗ nứt dạn bắn ra tinh hoa ngũ sắc như tùy thời tan vỡ, nhưng tượng đất vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngạo nghễ cửu thiên. Vù 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 vù. Một mũi vẫn thánh tiễn xé rách khung trời, kéo đuôi dài mấy chục dặm đâm thủng ngực một thánh linh vực ngoại, đóng đinh vào ngọn núi lớn. Vẫn thánh tiễn vạch đường cong xinh đẹp bay trở về tay phủ chủ mộ phủ. Phủ chủ mộ phủ đứng trên nóc một tòa cung khuyết, mặc áo tím, tóc dài như tuyết. Phủ chủ mộ phủ cầm phá tiên cung, lưng cõng 4 mũi vẫn thánh tiễn, đôi mắt sâu thẳm cô đơn nhìn xuống sinh linh vực ngoại bên dưới. Growl! Vang tiếng rồng ngâm chấn thiên địa sao động. Một con rồng đen to dài 300 vạn dặm bay ra khỏi hỗn độn, vảy to như hòn núi cao, sừng rồng như dãy núi, 10 đôi mắt như hồ nước, đuôi rồng quẫy một cái thời không dâng lên. Cự long phun ra hơi thở rồng thổi tan mấy chục thánh linh vực ngoại kết thành trận pháp, các thánh giả bị đánh nát thánh thể.
Điện cực dương thiên thần nhìn cự long, ánh mắt độc ác. Đại ma long. Đại ma long biến ra hình người đáp xuống bên dưới thái cực bát phương tế đài, áo đen kéo mặt đất, trong mắt tràn đầy ánh sáng ma tính. Đại ma long nói. Điện cực dương thiên thần, có thể dám chiến không? Khí thế điện cực dương thiên thần mạnh mẽ, gã triệu thuyền cổ đất vàng ra. Các ngươi cùng lên đi. Các ngươi canh giữ tế đài, lão phu đấu với hắn đủ rồi. Nhân tổ cầm càn thích, người tỏa thần quang năm sắc. Tuy nhân tổ bị chặt đầu nhưng chiến y bất diệt, càng đánh càng mạnh. Nhân tổ, điện cực dương thiên thần lần thứ hai kịch chiến. Điều khác biệt là lần trước điện cực dương thiên thần có thể nhờ vào lực lượng thái cực bát phương tế đài, còn lần này là đánh dưới tế đài. Có rất nhiều cường giả vực ngoại, như cửu đại cốc thần chạy từ cốc thần hỗn nguyên đại thế giới đuổi đến giúp. Cửu đại cốc thần là đẳng cấp thần thánh, dẫn theo đám đại quân xông lên thái cực bát phương tế đài, muốn ngăn cản thái tổ và phong phi vân lao lên thần ngục. Thần long biến. Đại ma long biến thân thần long, dữ tợn khiếp người, ma khí đằng đằng đấu với oa hậu đại thánh. Trong 18 đôi mắt phát ra ánh sáng ma tính. Phủ chủ mộ phủ đứng trên nó cung khuyết, bốn mũi vẫn thánh tiễn liên tục bắn ra. Mỗi mũi tên có thể bắn chết một vị thánh giả. Không lâu sau đã có 31 thánh giả chết thành thánh thi. Sức một mình phủ chủ mộ phủ tạo ra tổn thất nặng nề cho đại quân vực ngoại. Nhưng quá đông cường giả vực ngoại, số lượng tu sĩ rậm rạp. Khá nhiều người đeo gông xiềng cũng công kích thái cực bát phương tế đài. Bọn họ từng là anh kiệt trong di châu hỗn nguyên đại thế giới, nhưng thần phục trước dâm uy của tu sĩ vực ngoại, thành chó săn. Giết! Một thiếu niên anh kiệt lao ra từ hư không, chân đạp con dao long đỏ. Lưng cõng cổ đao thần khiếu, hai tay kết thần ấn đánh ra ức vạn ánh sáng tím. Ầm 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 ầm. Những ánh sáng màu tím chân chết nô lệ vực ngoại đeo gông xiềng. Mỗi giây có ngàn vạn sinh linh chết trong tay thiếu niên. Cường giả vực ngoại phát hiện thiếu niên anh kiệt đột nhiên lao ra, có hơn 10 thánh linh dụng cụ, mấy trăm sát binh cổ xưa công kích thiếu niên, muốn đánh nát thiếu niên. Huyết giao chửi rủa. Bà nội nó, 13 thánh linh dụng cụ. Sao ở đâu thánh linh dụng cụ thành giao cải, muốn hù chết giao sao? Thiếu niên anh kiệt đứng trên đầu huyết giao, khí thế hùng hồn, tay chỉ lên trời. Đại tinh tú thuật. Bầu trời biến sắc, vũ trụ nổi gió. 18 thánh linh dụng cụ, mấy trăm sát binh cổ xưa bay ngược về quét sạch tu sĩ vực ngoại trong vạn dặm, tử thương chết sạch. Vảy trên lưng huyết giao dựng đứng, nó cảm thấy nên cùng đám Mao ô quy chạy trốn mới đúng. Nó không nên cùng tiểu tổ tông đến vùng đất sống chết này, quá nguy hiểm, quá nhiều cường giả. Khắp nơi là khí thế cường đại, tùy thời sẽ chết. Phong tiểu long đứng trên đầu huyết giao, ngón tay đánh ra một thần ấn. Chu thiên hỗn loạn. Trong hỗn độn sinh ra gió mưa, mấy ngàn bí cảnh bay ra khỏi không gian hư vô cùng đập xuống mặt đất, biết bao nhiêu sinh linh vực ngoại chết trước một kích này. Đây là thủ đoạn thiếu niên và huyết giao bày bố trong hư không. Liên kết mấy ngàn bí cảnh lại tương đương lực lượng mấy ngàn tiểu thế giới ập đến. Có ức vạn sinh linh vực ngoại chết vì đòn công kích. Các thánh giả vực ngoại nổi giận, người và giao chẳng biết từ đâu chu ỉa quá đáng ghét, sức phá hoại thật đáng sợ. Đặc biệt là một kích vừa rồi làm sinh linh vực ngoại tử thương vô số. Có thánh linh vực ngoại bay lên cao định giết phong tiểu long, nhưng bị gã dơ trưởng quy phái khí công. Không, huyền vũ chân khí đè té xuống. Thánh linh vực ngoại lăn lông lốc dưới đất, mặt xám mày cho chỉ lên trời quát to. Có giỏi thì xuống đây đánh. Huyết giao la lên. Có giỏi thì ngươi lên đây chiến. Lại một thánh linh vực ngoại quát to. Ngươi uống. Các ngươi lên. Huyết giao đánh chết cũng không chịu đáp xuống đất. Đùa, đây là thánh linh, một ngón tay đủ đè chết nó. Phong tiểu long không chịu nổi hai bên chửi loạn xạ. Gã rút cổ đao thần khiếu nhảy xuống đầu huyết giao, chém một nhát. Đao long đánh bay hai thánh linh vực ngoại. Ánh mắt phong tiểu long ngạo nghễ quét lục hợp, lao hướng thái cực bát phương tế đài. Phong phi vân một búa đánh nát tám thế giới kiếm ý của văn tổ, búa xẻ đầu văn tổ. Thân thể tổ thánh bị xẻ làm đôi, văn tổ rơi xuống hư không vô tận. Phong phi vân nhìn chiến trường bên dưới, chỉ lướt qua phong tiểu long. Huyết giao dây lát rồi tiếp tục xông lên đỉnh thái cực bát phương tế đài. Thái tổ đi đằng trước nhất, thần thương múa may. Tất cả sinh linh vực ngoại chặn đường đều bị đánh bay, chém eo. Trên quẻ dài tầng 49 mây đen bốc lên, lệ quỷ cao mấy vạn thước dương nhanh múa vuốt, tiếng hú thê lương.
Thái Tổ đứng trong không gian thế giới, đạo ấn sau lưng khuếch tán biến thành thần nguyệt màu lam, bắn ra các cột sáng lam. Đám lệ quỷ tan nát thành đống quỷ vụ. Ầm. Bàn chân bằng đất đạp trên quẻ đài tầng 50, gió mạnh nóng cháy thổi qua, nhiệt độ lên cao gấp ngàn lần. Gió thổi hỏa hoa bay lất phất. Một con ma rơi toàn thân đầy lửa phát ra tiếng kêu xèo xèo bay từ trong lửa ra, mang theo dung nham ánh vàng rực rỡ. Đây không phải dung nham bình thường, một giọt hơi xuống đất có thể hòa tan một tinh cầu. Két 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 két. Trường thương trong tay Thái Tổ có hoa văn cổ xưa không ngừng công kích ma rơi, thiên địa lăn lộn, vũ trụ rung động, không gian sắp tan nát. Phong Phi Vân đã lao lên tầng 47, hấp dẫn đa số cường giả vực ngoại. Đám sinh linh vực ngoại tầng thứ 48, 9 công kích Phong Phi Vân, chia sẻ áp lực lớn cho Thái Tổ. Bên dưới, 72 chủ thần, địa ngục quỷ chủ dẫn theo đại quân thần giới và địa ngục giết đến quẻ đài tầng thứ 17, công phá 17 thế giới. Bọn họ như thủy triều tuôn lên trên. Mỗi giây có hàng tá sinh linh chết. Mặt huyết dao dữ tợn gầm giống. Giết, 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 giết. Huyết dao lặp đi lặp lại một chữ giết, thanh âm như sấm ầm ầm. Phong Tiểu Long đạp đầu huyết dao, tiếng la ngừng bặt. Phong Tiểu Long nạt. La cái gì, ăn no rửng mỡ. Huyết dao há mồm nhe hai hàm răng nanh, cười khờ. Ta hù bọn họ. Nhìn xem bọn họ bị ta hù sợ run như cầy sấy. Phong Tiểu Long lắc đầu, nói. Run cái đầu ngươi. Phong Tiểu Long cưỡi dao long lại lao vào trận doan hát đại quân vực ngoại, một đao chém đất nứt 10 vạn dặm, có vô số sinh linh rơi xuống, khí thế nhất phu đương quan vạn phu mạc khai. Cuối trời lại có địa quân lao đến, yêu khí đằng đằng, quần ma cùng múa. Một con cọp trắng, một con nùa đen khổng lồ như núi, một con côn bằng cánh che trời. Mấy chục đại quân yêu tộc lao đến đánh tu sĩ vực ngoại người ngã ngựa đổ, để lại xác đầy đất. Thị Bạch Hổ Đại Đế, Huyền Vũ Chân Tổ, Côn Bằng Đại Đế, và đại quân yêu tộc bọn họ thống lĩnh. Một mảnh lá cây vàng rực bay từ hư không ra rơi xuống đất. Một mảnh lá cây biến thành một thế giới, trên lá cây chứa ức vạn kỳ thụ thần mộc biến thành người cây, kỳ hoa dị thảo. Tất cả lao vào đại quân vực ngoại, tấn công dồn dập. Diệt thế giả vực ngoại đốt chết Tử Tôn Thụ Tông, cắt đứt căn cơ thụ tông ta. Liều mạng với chúng đi, chúng không chết thì chúng ta chết. Các sinh linh thụ tông rất tức giận, cường giả vực ngoại bày ngân hà luyện giới đại trận, thực vật trên Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới bị đốt trụi, chỉ có những tu sĩ có tu vi cường đại là thoát nạn. Bọn họ kéo nhau đến tiểu linh tiên giới muốn làm ngọc nát với đám tu sĩ vực ngoại. Mảnh lá cây này đưa sinh linh thụ tông đến nơi xong lại bay lên Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Tuy nó chỉ là lá cây nhưng khổng lồ như một thế giới, nó thật ra là chủ thụ tông, Kim Diệp Hoàng, cũng là đại đệ tử của Tang Mô Lão Tổ. Kim Diệp Hoàng cắm rễ bên dưới Thái Cực Bát Phương Tế Đài biến thành thần thụ thông thiên. Nhánh cây, lá cây, rễ cây ánh vàng rực rỡ, bắn ra vô số hà quang. Sinh linh vực ngoại nào đến gần Thái Cực Bát Phương Tế Đài bị ánh sáng vàng bao phủ sẽ thành tro. Bọn chúng đang tranh thủ thời gian cho Thái Tổ, Phong Phi Vân, muốn cứu các thánh bị nhốt trong thần ngục ra. Trong chiến trường, một đẳng cấp thánh tiên hừ lạnh một tiếng. Tuy tu vi của Thái Tổ cao, sức chiến đấu của Phong Phi Vân mạnh nhưng tuyệt đối không lên đến quẻ đài tầng thứ 64. Trên quẻ đài đó có một vị tồn tại vô thượng đủ giết chết Thái Tổ, Phong Phi Vân. Lão nhân tổ thánh nói, ta thì thấy bọn họ muốn dùng Thái Cực Bát Phương Tế Đài làm trung tâm phản kích tận thế sinh linh bảy hỗn nguyên đại thế giới chúng ta lần cuối. Thánh tiên kia nói, còn không bằng dãy ruộ sắp chết. Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Thái Tổ đứng trên quẻ đài tầng thứ 56, ngước đầu có thể thấy thần thuyền màu tím, như thể nhảy một cái là đến nơi. Nhưng thật ra cách xa chân trời góc biển, có lẽ suốt đời không đến được. Đứng trên quẻ đài tầng thứ 56, tu vi như Thái Tổ cũng thấy vất vả, như có ngàn ngọn núi lớn đè người. Phong Phi Vân đứng ở quẻ đài tầng thứ 55, nghênh chiến bát phương. Phong Phi Vân ngăn lại các thánh linh vực ngoại muốn xông lên trên. Thái Tổ đánh nát thế giới quẻ đài tầng thứ 56, leo lên tầng thứ 57. Một cơn gió đen thổi qua kèm theo các núi thây biển máu. Phong Phi Vân tiến lên trước một bước. Hắn đứng ở quẻ đài tầng thứ 56, hét to một tiếng. Càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa. Một Phật thủ ân vàng to lớn đè xuống, thủ ấn bao trùm 6 tầng quẻ đài,
xuyên thấu không gian sáu thế giới đè chết vô số sinh linh thành bột phấn. Bảy thánh linh vực ngoại từ bên dưới lao lên, thánh quang nóng cháy, đằng đằng sát khí. Bọn họ cầm thánh linh dụng cụ, tu vi bảy người không tầm thường. Nhất là một thánh giả đứng đầu, tu vi đến cảnh giới tổ thánh, địa ngục quy chủ cũng không ngăn được. Thánh giả này mở một đường máu xông lên quẻ đài tầng thứ 56. Lưng tổ thánh vực ngoại mọc đôi cánh thịt, có 9 vòng thần quanh thân, thanh âm hùng hồn. Phong Phi Vân, Thái Tổ, các ngươi tuyệt đối không leo lên tế đài nổi, càng không thể phá mở thần ngục. Trên quẻ đài tầng 60, một nam nhân tóc đỏ bước ra, da sắt bao bọc toàn thân. Trên da sắt đúc thái cực âm dương ấn, gã cực kỳ giống ma thần. Nam nhân tóc đỏ giấu mặt trong da sắt, đôi mắt đen thui âm trầm nhìn bên dưới. Gọi tiên cốt ra trấn áp bọn họ. Phong Phi Vân nhìn lên trên, ánh mắt giao nhau với nam nhân tóc đỏ. Phong Phi Vân thấy đau mắt như bị kim đâm. Phong Phi Vân có mắt đại thánh mới ngăn cản được tà tính từ đôi mắt nam nhân tóc đỏ, đổi lại người khác đối diện gã e rằng đã bị thọc mù mắt. Nam nhân tóc đỏ cũng thấy đau mắt, lạnh lùng cười. Không tệ, đáng giá sử dụng lực lượng tiên cốt trấn áp các ngươi. Nam nhân tóc đỏ đứng trên quẻ đài tầng 60, bảy thánh linh vực ngoại đứng ở quẻ đài tầng 55. Bọn họ cùng quát tiếng thần cổ xưa, các chữ ngưng tụ thành thực thể phun ra khỏi miệng bay vào thái cực bát phương tế đài. Lực lượng khiếp người khuếch tán. Không chỉ tu sĩ trên thái cực bát phương tế đài cảm nhận được, nguyên tiểu linh tiên giới rung động như có vị tiên thánh cổ xưa sắp thức tỉnh, uy lâm thiên hạ. Ầm 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 ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống thái cực bát phương tế đài nứt một cái khe to, bên trong bắn ra ánh sáng mênh mông làm mắt người mù lòa. Lực lượng trấn áp tất cả trên đời phát ra từ thái cực bát phương tế đài, chớp mắt vô số sinh linh bị lực lượng đè chết. Phập, phập. Trong khoảnh khắc hơn một ư nả đại quân quy giới, thần giới chết. Tất cả thành cho, ước vạn quân đội bị bốc hơi. Bùm. Một luồng tiên quang đánh vào người Thái Tổ, trường thương đẳng cấp thánh linh dụng cụ bị hòa tan. Cơ thể Thái Tổ vỡ ra, té từ quẻ đài tầng thứ 57 xuống. Khi Thái Tổ lại ngưng tụ thân đất thì đã rơi xuống quẻ đài tầng thứ 52. Lực lượng tiên quang suýt khiến Thái Tổ vạn kiếp bất phục. Thái Tổ buồn bã. Cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng ánh mắt Thái Tổ kiên quyết lịa lao lên thái cực bát phương tế đài, không bao giờ bỏ cuộc. Đó là lực lượng của tiên, hạ giới không ngăn cản được. Lực lượng có thể trấn áp mọi thứ trên đời, phá hủy thiên địa vạn vật. Nhiều người run rẩy. Trước lực lượng tiên bất cứ ai đều thật nhỏ bé. Phong Phi Vân cắm yêu hoàng kiếm trên quẻ đài tầng thứ 56. Phong Phi Vân đứng vững vàng, hai tay kết ấn, thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi người tỏa ra 6 loại sức mạnh nước lũ, thời gian, không gian, tử vong, sinh mệnh, ngũ hành, tiên lực. 6 loại lực lượng quấn quanh thanh đồng cổ thuyền, khiến thanh đồng cổ thuyền lơ lửng trong lực lượng tiên cốt. Phong Phi Vân khiêng thanh đồng cổ thuyền trên vai, tay cầm bàn man phủ. Một bước một bậc thang lao lên đỉnh thái cực bát phương tế đài. Tiên cốt bao phủ trong tiên quang trắng nằm ở tầng thứ 64, lực lượng mạnh mẽ vô biên. Mỗi tiên quang đập vào thanh đồng cổ thuyền là Phong Phi Vân sẽ hộc một búng máu. Phong Phi Vân nghiến chặt răng, bước lên quẻ đài tầng thứ 60, búa chém xuống nam nhân tóc đỏ. Phong Phi Vân quát to. Trảm mệnh. Nam nhân tóc đỏ điều động lực lượng tiên quang ngăn lại nhát chém của Phong Phi Vân. Lại xông lên một bước vỗ trưởng vào ngực hắn. Phong Phi Vân vung thanh đồng cổ thuyền đánh bay nam nhân tóc đỏ. Chết đi. Phong Phi Vân hơ bàn man phủ, tóc dài bay rối, búa chặt đứt cánh tay trái của nam nhân tóc đỏ. Nam nhân tóc đỏ hoảng sợ vội thụt lùi, gã lùi đến quẻ đài tầng thứ 61. Phong Phi Vân đuổi theo đến quẻ đài tầng thứ 61, chân run rẩy, áp lực khổng lồ đè người. Phong Phi Vân tùy thời sẽ bị lực lượng này đánh bay. Đây mới là điểm khổng lồ nhất của thái cực bát phương tế đài, lớn khủng khiếp tùy thời đập vào thân thể. Tiên quang liên tục đánh ra, hèn gì tu vi vô thượng như thái tổ sẽ bị tiên quang đánh rơi. Nam nhân tóc đỏ đứng trên quẻ đài tầng thứ 62, tay cụt đổ máu dây lát mọc cái mới ra, người tỏa tiên quang. Nam nhân tóc đỏ được tiên cốt gia cố, tiên khí bao bọc cánh tay, lực lượng khổng lồ vô biên, nắm tay dám va chạm với lưỡi bàn man phủ. Bùm 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 bùm. Phong Phi Vân hơ bàn man phủ múa may, cánh tay như bánh xe cắt nát thời không xung quanh, oanh kích nào nắm tay của nam nhân tóc đỏ. Bùm.
Cuối cùng bàn man phủ đánh tan tiên quang bao phủ nam nhân tóc đỏ, nhát búa chặt nguyên cánh tay gã. Các giọt máu thần thánh rơi xuống, mỗi giọt như núi cao đụng mặt đất, thái cực bát phương tế đài rền rĩ. Chết đi! Khóe môi Phong Phi Vân dính máu thánh, trán lấp lánh thần quang năm sắc, búa chém xuống đầu nam nhân tóc đỏ. Phong Phi Vân phun ra hà khí. Trảm mệnh! Trước áp lực khổng lồ từ Phong Phi Vân, nam nhân tóc đỏ lại bị đẩy lùi đến quẻ đài tầng thứ 63. Nam nhân tóc đỏ không thể lùi nữa, vì phía sau là quẻ đài tầng thứ 64, cũng là đỉnh thái cực bát phương tế đài. Nếu nam nhân tóc đỏ lùi đến đỉnh thái cực bát phương tế đài sẽ bị lực lượng tiên cốt đánh chết. Không ai ngăn được lực lượng của tiên. Không lùi được thì đánh chiến. Ta có tu vi cảnh giới thần thánh, đệ tử xuất sắc nhất của thái cực đạo nhân. Ta không tin nhờ vào lực lượng tiên cốt mà không đánh lại ngươi. Nam nhân tóc đỏ sinh ra thở ban đầu thái cổ, sống hơn 10 lượng kiếp pháp lực, là đệ tử của thái cực đạo nhân. Nhờ vào lực lượng tiên cốt ngăn cách thời gian ăn mòn, nam nhân tóc đỏ sống từ thái cổ đến bây giờ, đã là cảnh giới thần thánh. Nam nhân tóc đỏ có lực lượng tiên cốt gia cố mà vẫn bị một tiểu bối mới tu luyện mấy ngàn năm đẩy lùi, gã không chấp nhận sự thật này. Thái cực binh giải đại pháp. Mắt nam nhân tóc đỏ lóe tia hung tợn, một khúc ngón tay út rớt ra. Ngón tay út đẫm máu bay hướng Phong Phi Vân, nổ tung trước mặt hắn, phát ra lực lượng phá hủy chơi sao. Bùm! Thần y trước ngực Phong Phi Vân nổ tung, máu thịt bê bết, người lảo đảo. Phong Phi Vân rớt xuống quẻ đài tầng thứ 62. Xung lực quá mạnh, Phong Phi Vân suýt không ngăn được. Nam nhân tóc đỏ cắn răng, bàn tay trái bay ra đụng vào người Phong Phi Vân. Lực lượng này khổng lồ hơn vừa rồi gấp chục lần, đánh tan nát thân thể Phong Phi Vân, khắp nơi là khe nứt rách nát, máu chảy ra. Cơ thể Phong Phi Vân tùy thời sẽ tan vỡ. Nam nhân tóc đỏ cắn chặt răng. Vậy mà chưa chết, thân thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyên cánh tay trái của nam nhân tóc đỏ bay ra. Nam nhân tóc đỏ thi triển thái cực binh giải đại pháp, binh giả thân thể mình có thể tiếp tục ra sức mạnh gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Nhưng binh giải cũng có nghĩa là không thể tái sinh lại phần bị cụt đó. Binh giải một bàn tay là nó sẽ mất thật, cần tốn mây vạn năm mới phục hồi nguyên khí. Cơ thể Phong Phi Vân bị cánh tay nam nhân tóc đỏ đánh nát thành huyết vụ, nhưng rất nhanh hắn nghịch thiên trọng sinh, lại lần nữa ngưng tụ thân thể đứng trên quẻ đài tầng thứ 62. Nam nhân tóc đỏ kinh ngạc kêu lên. Không thể nào, dù lực lượng thái cực binh giải đại pháp không giết ngươi được cũng đủ sức đẩy ngươi té xuống tế đài. Muốn biết lý do không? Ta cho ngươi biết. Phong Phi Vân nhấc chân phải lên, dưới bàn chân có một thanh kiếm. Nửa thân kiếm lộ ra ngoài bàn chân Phong Phi Vân, tỏa ánh sáng yêu tính. Phong Phi Vân bước ra một bước là thân kiếm cắm vào một tầng quẻ đài, đóng đinh hắn tại chỗ. Vậy thì hắn có thể chết trận nhưng tuyệt đối không lùi bước. Phong Phi Vân nói, thái cực binh giải đại pháp đúng là lợi hại, nếu ngươi trực tiếp binh giải chính mình, dùng nguyên thân thể công kích ta chắc chắn có thể hiện ra lực lượng một kích hết sức đại thánh, ta chết chắc. Tiếc rằng ngươi không dám làm, vì ngươi sợ chết. Nam nhân tóc đỏ hừ mạnh, nguyên người bay ra chỉ còn cái đầu lơ lửng trên quẻ đài tầng thứ 63, ánh mắt nanh chanh. Không cần một kích đại thánh, nhiều đây đủ lấy mạng ngươi. Lực lượng kia mạnh hơn một kích tiên quang, như vũ trụ bùng nổ. Con người Phong Phi Vân co rút, thần ấn ngũ sắc trên trán điên cuồng vận chuyển hình thành lồng trục bao phủ thân thể hắn. Người nam nhân tóc đỏ nổ tung, bắn ra lực lượng hủy diệt tất cả trên đời. Sinh linh nào còn ở trên thái cực bát phương tế đài đều cảm nhận lực lượng nước lũ này. Bọn họ chạy trốn xuống Mao Ô Quy, nhưng có rất nhiều người không trốn kịp. Phập, phập, tất cả sinh linh có mặt trên thái cực bát phương tế đài đều bị lực lượng này giết chết, thánh linh cũng chết. Không ai sống sót, xác chết chồng chết trong các thế giới. Yên tĩnh, tĩnh lặng, thái cực bát phương tế đài bỗng chốc trở nên yên lặng. Mọi cuộc chiến đấu biến mất. Chỉ còn cái đầu lơ lửng trên quẻ đài tầng thứ 63. Cái đầu cuồng cười. Ha 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 ha. Chết rồi, chết hết. Phong Phi Vân trên quẻ đài tầng thứ 62 bị lực lượng vừa rồi công kích thành tro. Phong Phi Vân bị trúng đòn trước tiên, cơ thể tan rã thành mấy hạt cát máu. Nhiều người đều thấy cảnh đó. Bên dưới, chiến trường dừng lại. Đại Ma Long lẩm bẩm. Phong Phi Vân chết trận sao?
Người đại ma long đầy vết thương, thịt rất gần hết, nhiều chỗ lộ xương rồng gãy. Mắt đại ma long tràn ngập thê lương và tuyệt vọng. Thái tổ thất bại, Phong Phi Vân bỏ mình. Thái cực bát phương tế đài đã trống trải, tuy sớm biết đây là đại chiến giữ nhiều lành ít nhưng nó là cuộc chiến cầu sinh cuối cùng của Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Khi kết cuộc đến làm nhiều người không thể chấp nhận, mỗi người như chút hơi thở cuối cùng. Các thánh trong thần ngục bi thương, trước mặt bọn họ không chỉ là Phong Phi Vân chết trận, còn có xác chết rải rác trên thái cực bát phương tế đài. Không, không thể nào, Phong Phi Vân chết trận. Không đâu. Huyết Giao ngơ ngác nhìn đỉnh thái cực bát phương tế đài, nó chính mắt nhìn thân thể Phong Phi Vân thành hạt cát đỏ bị gió thổi tan. Huyết Giao cảm thấy không thật chút nào. Huyết Giao luôn nghĩ Phong Phi Vân sẽ không bị đánh bại, nhưng bây giờ hắn chết trận. Đôi mắt Phong Tiểu Long đỏ rực, năm ngón tay siết chặt, móng tay sắp đâm vào thịt. Yêu khí cao vút, ma ý nổ tung trong người Phong Tiểu Long, thần thuyền màu tím bay ra khỏi cơ thể gã. Phong Tiểu Long đứng trên thần thuyền màu tím, bay hướng đỉnh thái cực bát phương tế đài. Giết! Thái cực bát phương tế đài đã bị dọn sạch sẽ, không có kẻ thu ngăn lại bước chân Phong Tiểu Long. Phong Tiểu Long một mình leo lên quẻ đài tầng thứ 62, bay xuống thần thuyền màu tím, nhặt một chiếc nhẫn đen lên. Phong Tiểu Long siết chặt miểu quỷ ban chỉ, cắn răng nói. Ngươi nói ta không dám liều mạng chiến đấu, ngươi nói tâm trí của ta không đủ cứng cỏi, vậy ta sẽ cứng cỏi một lần cho ngươi xem. Phong Tiểu Long đeo miểu quỷ ban chỉ vào ngón cái, xòe tay ra. Bàn man phủ rơi vào tay bàn man phủ, ánh mắt ngạo nghễ nhìn lên trên, chiến ý bùng nổ. Thần vương phi thiên đồ bay ra khỏi miểu quỷ ban chỉ dung nhập vào thần thuyền màu tím, khí linh bị kích hoạt toảm âm mù màu tím. Thần thuyền màu tím dưới chân Phong Tiểu Long và bản thể Phong Tiểu Long kêu ầm ầm. Bản thể thần thuyền màu tím rung bần bật muốn chấn vỡ phong ấn bay xuống tế đài. Các thánh bị nhốt trên thần thuyền màu tím cảm giác phong ấn thả lỏng, cấm chế có dấu hiệu tan vỡ. Mọi người phấn chấn tinh thần. Tổ Long Vương hét to một tiếng. Bản thể và khí linh thần thuyền màu tím cộng minh đối kháng lực lượng tế đài. Mọi người hãy hợp sức lại, có lẽ sẽ phá tan thần ngục được. Các thánh trên thần thuyền màu tím dốc hết thánh lực ra công kích phong ấn, muốn chạy ra khỏi thần ngục. Trên quẻ đài tầng thứ 63, nam nhân tóc đỏ chỉ còn mỗi cái đầu nhưng vẫn cực mạnh. Đẳng cấp thần thánh dù chỉ còn một mẩu xương vẫn có thể phát huy ra lực lượng đẳng cấp thánh giả cái thế. Thần thuyền màu tím nằm trong tay ngươi. Đến đúng lúc, thần thuyền màu tím có thể hoàn toàn kích hoạt. Mắt cái đầu nam nhân tóc đỏ bắn ra hai luồng sáng tà tính xuyên thấu hư không oanh kích. Phong Tiểu Long có tu vi đỉnh vô lượng chân thánh cảnh, nhưng so với đẳng cấp thần thánh vẫn cách biệt rất lớn. Chớp mắt thánh thể Phong Tiểu Long bị hai luồng sáng đánh nát. Vù 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 vù. Nhưng giây sau Phong Tiểu Long lại ngưng tụ, lửa thần nhảy trên trán gã, khí thế chẳng những không yếu còn mạnh hơn. Sao có thể như vậy? Người mới có tu vi vô lượng chân thánh mà đã dựng dục ra thần hỏa, đến cảnh giới thần thánh chỉ là vấn đề thời gian. Nam nhân tóc đỏ cứ nghĩ đòn công kích của mình dù không thể giết thiếu niên nhưng ít ra có thể đánh thiếu niên nguyên khí đại thương. Phong Tiểu Long lành lặn đứng trên quẻ đài tầng thứ 62, chẳng những không chết mà chán còn dựng dục ra thần hỏa. Thần hỏa điên cuồng hấp thu lực lượng thái cực bát phương tế đài, càng cháy càng mãnh liệt. Nam nhân tóc đỏ nói. Ta hiểu rồi, ngươi là thần thai bẩm sinh, từ khi sinh ra đã có thần hỏa trong người. Đòn công kích của ta không giết ngươi ngược lại trợ giúp thần hỏa trong cơ thể ngươi đốt cháy. Rốt cuộc ngươi là con của ai? Thần hỏa trên trán Phong Tiểu Long nóng cháy lửa hừng hực, lực lượng không ngừng tăng lên, có dấu hiệu đột phá đến thánh tiên. Phong Tiểu Long nói, người mới chết trong tay là phụ thân của ta, phụ thân chết trận, nhi tử tái chiến. Ngươi chém một người Phong gia thì sẽ có người thần tấn vương triều đến chém ngươi. Chiến hồn Phong gia bất diệt. Phong Tiểu Long giơ bàn man phủ leo lên quẻ đài tầng thứ 63, cơ thể như cọng cỏ khô trong cơn gió vũ trụ, lung lay sắp ngã nhưng vẫn đứng vững. Phong Tiểu Long chém búa xuống nam nhân tóc đỏ. Đây là lần đầu tiên Phong Tiểu Long thừa nhận Phong Phi Vân là phụ thân của gã. Phong Tiểu Long không đánh lại nam nhân tóc đỏ, cơ thể lần lượt bị đánh nát. Nhưng thần hỏa không tắt, thân thể gã cứ ngưng tụ lại. Mỗi lần Phong Tiểu Long ngưng tụ cơ thể sẽ hấp thu nhiều tiên lực trên thái cực bát phương tế đài, càng đánh càng mạnh. Mỗi lần cơ thể Phong Tiểu Long tan vỡ là sẽ mạnh thêm một phần. Giờ phút này, trong thời gian loạn lưu,
một chiếc thanh đồng cổ thuyền rách nát lặng lẽ bay qua quẻ đài tầng thứ 63, leo lên quẻ đài tầng thứ 64 tức đỉnh Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, ánh mắt kiên quyết nhìn tiên cốt hỗn độn hư vô lơ lửng chính giữa Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Phong Phi Vân không chết, Thái Cực binh giải đại pháp của nam nhân tóc đỏ tuy lợi hại nhưng không dễ gì giết hắn. Như Phong Phi Vân nói, nếu nam nhân tóc đỏ binh giải sinh mệnh của gã có lẽ sẽ giết được hắn. Nam nhân tóc đỏ không dám làm như vậy, ôm tâm lý may mắn cảm thấy cơ thể của mình vẫn giết được Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhờ vào tâm lý may mắn này đã giả chết, để lại miểu quỷ ban chỉ, bàn man phủ. Bản thân Phong Phi Vân lẫn vào thời gian loạn lưu, bỏ qua nam nhân tóc đỏ bước lên Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Tiên cốt, trên đời có tiên thật, chẳng lẽ là xương của Tiếp Dẫn đạo nhân? Phong Phi Vân nghe nói có hai tiên nhân, Hoa Hậu Nương Nương và Tiếp Dẫn đạo nhân. Hoa Hậu Nương Nương tự phong trong tiên thạch năm sắc, vậy nếu trên đời còn tồn tại tiên cốt chắc chắn là xương cốt của Tiếp Dẫn đạo nhân. Nếu đúng là xương của Tiếp Dẫn đạo nhân thì tại sao xuất hiện tại đây? Nhân tổ, Thái tổ đều không tìm được, tại sao tiên cốt rơi vào tay Thái Cực Cung? Phong Phi Vân nhìn chính giữa Thái Cực Bát Phương Tế Đài, đoàn sáng trắng lấp lánh tỏa sáng rất giống với lực lượng thanh đồng cổ thuyền, bùn năm sắc. Giống tiên lực. Tiên cốt là gốc của Thái Cực Bát Phương Tế Đài, là mấu chốt trấn áp thần thuyền màu tím. Chỉ có nhổ tiên cốt mới phá được phong ấn thần thuyền màu tím, cứu các thánh bị nhốt bên trong ra. Một thanh âm già nua vang lên trên tế đài. Phong Phi Vân, không tệ, không uổng là chuyển thể của Thái Cổ Thần Phượng. Ngươi còn kinh diễm hơn cả Thái Cổ Thần Phượng. Thanh âm trầm thấp nhưng vang vọng mỗi góc không gian, tựa tiếng gió xào xạc. Phong Phi Vân dừng bước. Thần ấn ngũ sắc trên trán bắn ra thần quang lấp lánh. Phong Phi Vân cứng người, giật mình thầm nghĩ. Sao còn có người, vì sao lúc leo lên tế đài ta không phát hiện? Phong Phi Vân rất giật mình, tu vi của hắn là thần thánh, còn là cực mạnh trong đẳng cấp thần thánh. Thế nhưng có người nói bên tai Phong Phi Vân mà hắn không phát hiện ra đối phương. Điều này nói lên cái gì? Trên Thái Cực Bát Phương Tế Đài có một cường giả khủng bố. Kinh khủng hơn nam nhân tóc đỏ gấp vô số lần. Người mạnh nhất Thái Cực Cung là Điện Cực Dương Thiên Thần, Âm Cực Đạo Nhân. Điện Cực Dương Thiên Thần đang đánh nhau với nhân tổ, vậy chắc các hạ là Âm Cực Đạo Nhân. Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng ánh sáng đại thánh nhìn tiên vũ trắng chính giữa Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Trong tiên vũ có một cái bóng nhạt nhấp nháy như bóng tiên nhân, như tăng như đạo, như già như trẻ, như nam như nữ. Không thấy rõ ràng nhưng cảm nhận được trong cơ thể đối phương chứa lực lượng khổng lồ. Ngươi sai rồi, người mạnh nhất Thái Cực Cung trước giờ chỉ có một. Bóng tiên nhạt nhảy trong sương mù mông lung, đôi khi thật đôi khi ảo, liên tục thay đổi nhưng từ đầu đến cuối không đổi thay. Phong Phi Vân cảm giác không may, hắn không nhìn thấu đối phương chứng minh đối thủ cao minh hơn hắn. Đây là tồn tại như thế nào? Phong Phi Vân tèng bước đến bên cạnh cái giếng. Tiên vũ lướt qua người hắn thô to như dãy núi. Phong Phi Vân hỏi. Các hạ đang nói mình. Chẳng lẽ các hạ không phải Âm Cực Đạo Nhân? Bóng tiên nói. Khá nhiều người gọi ta như vậy. Phong Phi Vân nói tiếp. Ý ngươi là ngươi càng mạnh hơn Điện Cực Dương Thiên Thần. Bóng tiên không trả lời, hỏi ngược lại. Trong cơ thể ngươi vốn có yêu khí và ma tính. Nhưng ngươi bài trừ khí yêu ma ra ngoài, phong vào yêu hoàng kiếm. Khiến yêu ma chi thể hóa thành kiếm linh. Ta hỏi ngươi, yêu ma chi thể và ngươi ai càng mạnh? Đối phương quả nhiên cao thâm khó dò, người bình thường không thể suy tính Phong Phi Vân nhưng đối phương thì có thể. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Ý ngươi nói quan hệ giữa ta và yêu ma chi thể cũng giống như ngươi và Điện Cực Dương Thiên Thần. Âm Cực Đạo Nhân là bản tôn, Điện Cực Dương Thiên Thần là một luồng lực lượng bị ngươi vứt bỏ. Nếu nghĩ vậy thì ngươi sai rồi. Bóng tiên lại nói, ngươi có biết vũ trụ này cho phép lực lượng mạnh nhất là cỡ nào không? Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Bóng tiên lại hỏi, vậy ngươi biết cảnh giới trên đại thánh là gì không? Phong Phi Vân gật đầu, nói, thứ tiên, đúng rồi, là thứ tiên, lực lượng mạnh nhất vũ trụ này chịu đựng được là thứ tiên. Thứ tiên chia làm ba loại, thân thể bất tử là thứ tiên, đại biểu cực độ sức mạnh đơn thuần. Linh hồn bất diệt cũng là thứ tiên, đại biểu ý chí bất hủ. Ý chí ra, mọi thứ trên thế gian phải thần phục, cũng đại biểu lực lượng linh hồn. Loại thứ tiên thứ ba là tinh thần siêu thánh, tinh thần vượt qua thánh linh.
Điều này khó làm được nhất, như nhiều thánh linh thân thể thành thánh, linh hồn thành thánh được nhưng tinh thần không thể thành thánh. Phong Phi Vân đến thánh linh đệ ngũ trọng vô lượng chân thánh cảnh mới thân thể thành thánh, còn linh hồn thành thánh là lúc thánh linh đệ thất trọng. Tinh thần thành thánh thì mãi đến thánh linh đệ bát trọng Phong Phi Vân mới làm được. Bóng tiên dõng dạc nói. Theo ta thấy chỉ khi một trong thân thể, linh hồn, tinh thần thành thánh mới tính là thánh linh thật sự. Những thánh linh khác chẳng qua là ngụy thánh. Phong Phi Vân cười hỏi. Theo như ngươi nói thì 90% thánh linh trong thiên hạ là ngụy thánh. Nếu nói theo ý bóng tiên thì số thánh linh trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bóng tiên ngông cuồng nói. Đúng vậy, tất cả là ngụy thánh, tu sĩ gì đó tự cho là lĩnh ngộ mấy phần đạo lý thế giới là có thể tự xưng thánh linh. Nhưng không biết những đạo lý bọn họ lĩnh ngộ bị người tùy tay đánh nát, nhục nhã hai chữ thánh linh. Thanh âm chất chứa coi rẻ, mọi thứ trên đời không đáng lọt vào mắt gã. Bóng tiên mặc dù cuồng vọng nhưng Phong Phi Vân công nhận lời nó nói. Trên đời có nhiều thánh linh nhưng nhiều thánh linh làm chuyện không xứng là thánh. Phong Phi Vân nói. Nói theo lời các hạ thì tinh thần thành thánh khó như lên trời muốn tinh thần siêu thánh càng là mơ giữa ban ngày. Trên đời không ai có thể tu thành tiên, biết rõ không thể thành tiên thì tu tiên làm chi. Nhìn như cuộc đối thoại bình thản nhưng thật ra hai người luận đao nguy hiểm. Bóng tiên muốn dùng ngôn ngữ thuyết phục Phong Phi Vân. Đè khí thế của hắn xuống. Khí thế của Phong Phi Vân yếu thì bóng tiên trấn áp hắn dễ dàng như thổi một hơi. Bóng tiên nói. Thế giới này không thể đến tinh thần siêu thánh, nhưng thế giới khác thì làm được, do đó trở thành tiên nhân, xếp hàng tiên ban. Phong Phi Vân hỏi. Ý ngươi là vân chi tiên giới? Đúng là vân chi tiên giới. Phong Phi Vân nói. Không thể thành tiên thì làm sao đi vân chi tiên giới? Bóng tiên hỏi ngược lại. Vũ trụ này chịu đựng lực lượng mạnh nhất là thứ tiên, vũ trụ không chịu nổi lực lượng tiên thì làm sao có thể thành tiên. Vậy ý ngươi là? Bóng tiên nói. Đồn rằng trên đời có một cánh cửa được gọi là cửa tiên giới, trong cửa tiên giới có một đại dương gọi là bể khổ. Bên cạnh bể khổ có một bến đò gọi là tiên nhân độ, bên cạnh bến đò đậu sáu thuyền cổ thần linh cổ xưa chuyên môn tiếp dẫn người cầu tiên từ các vũ trụ hạ giới đến tiên giới. Sáu thuyền cổ thần linh đó mãi mãi đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Người bờ bên này là yêu cầu qua đò, người trong biển là đang đưa người. Người bờ bên kia là người đã qua khó khăn. Phong Phi Vân nói tiếp. Ý ngươi là khi tu vi đến cảnh giới thứ tiên là có thể đi cửa tiên giới, bến đò tiên nhân, cưỡi linh chu độ qua bể khổ. Qua bể khổ sẽ đế nha vân chi tiên giới, do đó thành tiên đắc đạo, xếp hàng tiên ban. Sáu linh chu tại sao xuất hiện trong vũ trụ này? Bóng tiên nói. Người bờ bên này, người trong biển ít ra có lúc rời khỏi bể khổ. Bọn họ đến bờ bên kia là có thể thành tiên đắc đạo. Nhưng có một người như sáu linh chu trên bể khổ, mãi mãi sống trong bể khổ. Hắn không muốn thành tiên sao? Hắn không muốn thoát khỏi bể khổ sao? Hắn đáng kiếp nhìn người ta thành tiên còn mình chỉ cách một bước nhưng mãi mãi không thể thành tiên. Phong Phi Vân nói. Người chính là người đưa đò. Giọng bóng tiên chua xót nói. Là người tiếp dẫn tất cả tiên nhân vân chi tiên giới, mỗi người từng được hắn tiếp dẫn, đưa đến bờ bên kia, mỗi người, mỗi tiên. Thanh âm sắc lạnh, không cam lòng, không phục. Phong Phi Vân hiểu ra điều gì? Thì ra thái cực đạo nhân thanh âm tiếp dẫn đạo nhân trên bến đò tiên nhân. Không, nên nói thái cực đạo nhân là một khối tiên cốt của tiếp dẫn đạo nhân. Ngày xưa Hoa hậu nương nương không giết ngươi, để ngươi giữ lại một khối tiên cốt. Ngươi hấp thu lực lượng song tử Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, ngưng tụ hai khí âm dương trong tiên cốt, biến thành thái cực đạo nhân. Nhân tổ, thái tổ đương nhiên không tìm ra tiếp dẫn đạo nhân, bởi vì khi đó ngươi đã là thái cực đạo nhân. Phong Phi Vân không nhìn thấu kiếp trước kiếp này của bóng tiên nhưng dù gì hắn có tu vi đẳng cấp thần thánh, thấy lá biết thu về, thấy mầm biết cây, nháy mắt phỏng đoán ra nhiều thứ. Ha 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 ha, tuy không trúng hết nhưng cách biệt không xa. Bóng tiên cười to bảo. Không uổng là người Hoa hậu chọn, nhưng Hoa hậu chọn ngươi đối phó ta thì nàng đã quá xem thường ta, cũng đánh giá cao ngươi. Hiện tại lực lượng của ta đã mạnh đến cực độ vũ trụ này, thậm chí vũ trụ không chịu nổi sức mạnh của ta. Ta chuyển hết những lực lượng dư đó vào người điện cực dương thiên thần, Phong Phi Vân, ngươi cảm thấy có thể đánh lại ta sao? Bóng tiên phát ra hơi thở khổng lồ, bóng dáng chồng chéo,
thanh âm vô cùng uy nghiêm. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục ta, giao tiên thể của Hoa hậu cho ta. Có lẽ chúng ta sẽ cùng độ đại đạo, cùng lên đỉnh Vân Chi tiên giới. Thứ hai, ta giết ngươi, tiên thể Hoa hậu sẽ vẫn rơi vào tay ta. Phong Phi Vân cười nói. Tức là không còn gì để nói nữa. Bèo bọt còn dám lay động cây to, tại sao ta không thể đánh với thứ tiên nhà ngươi? Bóng tiên cảm nhận Phong Phi Vân kiên quyết thì không nói gì nữa, khí thế đột nhiên tăng vọt, lực lượng phô thiên cái địa bùng nổ. Sinh linh nguyên tiểu linh tiên giới, nguyên trời sao run rẩy. Ầm, đột nhiên thiên ngoại xa xôi vang tiếng nổ, lực lượng hủy diệt truyền đến. Đứng trên đỉnh Thái Cực Bát Phương Tế Đài nhìn ra thiên ngoại thì thấy một ức hằng tinh xếp thành trận pháp tách Di Châu đại lục ra. Từng là đại thế giới bây giờ thành quả cầu lửa to lớn. Ngọn lửa, dung nham, sấm sét, khói thuốc súng tràn ngập trong Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Tất cả sinh linh chết đi. Nước biển khô, đất hòa tan, xương cốt thành cho bụi, chúng sinh thành củi khô. Lửa nóng cháy chiếu sáng trời sao, đốt bầu trời. Ức vạn giang sơn thành hư ảo. Mọi người nhìn hướng Di Châu đại lục, nhìn hỗn nguyên đại thế giới thành ảo ảnh. Tất cả sinh linh chết hết, không còn lại gì. Ngân Hà luyện giới đại trận đã hoàn thành, Di Châu hỗn nguyên đại thế giới bị luyện hóa. Thế giới thành đồng lô, ức vạn chúng xin thành cho. Quê hương, không còn. Các tu sĩ Di Châu hỗn nguyên đại thế giới lòng tràn ngập cay đắng, thiên địa thê lương. Dù là thánh giả tuyệt thế hay tu sĩ bình thường giờ đều muốn khóc. Một số thánh giả khóc ròng quỳ dưới đất, vái dài thiên ngoại. Chúng ta đã thành người không gốc, sau này chúng ta là đám du hồn. Chúng ta không còn nhà để về, chết đi không thể lá dụng về cội. Dù thành thánh thì sao? Không bảo vệ được nhà mình, có khác gì con chó cụp đuôi? Phong Phi Vân đứng trên Thái Cực Bát Phương Tế Đài, run bần bật, lòng tràn ngập bi thương. Bóng tiên lạnh nhạt nói. Nhìn thấy không? Một hỗn nguyên đại thế giới chỉ có thế, búng tay một cái là tan biến. Trên đời này trừ tiên ra không có bất cứ thứ gì vĩnh hằng. Lòng Phong Phi Vân bi thương nhưng chiến ý càng đập, hắn sải bước đến gần tiên cốt. Mỗi bước có thể chấn vỡ mây tiên, cánh tay Phong Phi Vân lấp lánh sắc vàng. Phong Phi Vân giáng trưởng xuống cái giếng. Phong Phi Vân bất chấp tất cả. Bóng tiên chồng chéo, cánh tay vung, trời long đất lở, lực lượng cắn nuốt vũ trụ đánh vào người Phong Phi Vân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bùm. Thịt toàn thân Phong Phi Vân bị đánh nát chỉ còn khung xương vàng rực đứng thẳng. 999 khối xương vàng, mỗi khúc xương như một thế giới trời sao. Trán khung xương có thần ấn ngũ sắc, thánh anh mông lung trong người. Máu thịt mất hết, khung xương càng ngoan cường chiến đấu. Ầm 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 ầm. Thiên ngoại xa xôi, Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đã bị tế luyện thành quả cầu lửa. Như hằng tinh khổng lồ vô biên. Bề mặt Di Châu hỗn nguyên đại thế giới bị dung nham bao phủ, để lại các hoa văn vàng. Giờ phút này, chính giữa quả cầu là thế giới hắc ám tối tăm, trung tâm Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, từng là địa ngục. Địa ngục vốn là lỗ đen, tối đen lạnh băng. Một người áo đen đứng bên bờ sông Hoàng Tuyền địa ngục ngước nhìn bầu trời, miệng niệm các chữ cổ xưa như kinh văn gọi linh. Các kinh văn bay ra khỏi địa ngục khiến thế giới lửa sôi trào dung nham hơn. Giọng vô đạo phát ra từ áo đen. Tổ tiên, cũng nên quay về rồi. Thanh âm khàn khàn có sức xuyên thấu. Di Châu hỗn nguyên đại thế giới vốn bị đốt nóng chảy đột nhiên thay đổi, chậm rãi biến hình, ngưng tụ thành đầu người khổng lồ. Thân hình, cánh tay, hai chân khổng lồ hiện ra. Từ trời sao nhìn cảnh tượng này càng rung động hơn. Một hỗn nguyên đại thế giới biến thành người khổng lồ vũ trụ bị dung nham bao phủ, cao không biết bao nhiêu ức dặm, một bàn tay to cỡ một lục địa. Các tu sĩ choáng váng nhìn cảnh này, vượt qua dự đoán của tất cả. Cảnh tượng trước mắt làm bọn họ ra đầu tê dại. Vũ Hóa Thiên Tôn mới từ địa ngục bay về thì thấy hình ảnh rung động hồn ngươi. Sao Ngân Hà luyện giới đại trận luyện Di Châu hỗn nguyên đại thế giới thành người khổng lồ. Tu vi thần thánh không nâng lên lục đại được, nhưng bàn tay người khổng lồ lửa to cỡ lục địa. Người khổng lồ lửa vươn hai ngón tay ra bóp chặt Vũ Hóa Thiên Tôn. Người khổng lồ lửa bóp nát Vũ Hóa Thiên Tôn trong bàn tay thành làn khói, hòa tan vào thân thể người khổng lồ lửa. Một thần thánh đã bị người khổng lồ lửa dễ dàng bóp chết. Các thánh linh vực ngoại kinh khủng kêu lên. Đại thánh cũng không thể giết Vũ Hóa Thiên Tôn, nhưng Vũ Hóa Thiên Tôn bị người khổng lồ lửa một tay bóp chết,
Cái tên này là đẳng cấp gì? Đám chí tôn vực ngoại tim đập nhanh chạy thật xa, không dám đến gần người khổng lồ lửa. Người khổng lồ lửa đánh một đấm đập nát ngân hà luyện giới đại trận tập hợp từ một ức hàng tinh. Những hàng tinh như đốm lửa nhỏ trước mặt người khổng lồ lửa. Nắm đấm đánh ra, các hàng tinh bay ra, động tinh vũ xung quanh sắp tan nát. Các ngôi sao bị thiêu đốt, sôi trào. Vù 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 vù. Cơ thể người khổng lồ lửa thu nhỏ gấp vạn lần nhưng vẫn cao hơn một vạn ức dặm, thân thể càng thực chất, nhiệt độ tăng gấp vô số lần. Vù 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 vù. Người khổng lồ lửa lại rút nhỏ gấp vạn lần, chỉ cao mấy chục ức dặm, lực lượng thì nâng lên vô số lần. Vù 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 vù. Người khổng lồ lửa lại thu nhỏ, chỉ cao hơn 33 vạn dặm, khí thế càng mạnh, lực lượng càng hùng hồn, một đấm có thể đánh nát vũ trụ. Người khổng lồ lửa rút nhỏ nữa, đột nhiên người khổng lồ bước ra một bước. Một bước vượt qua mảnh thiên địa đứng dưới thái cực bát phương tế đài. Người khổng lồ lửa cao hơn cả thái cực bát phương tế đài, ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm bóng tiên. Trên tiên cốt, bóng tiên ngưng tụ hình dáng như xương như khói như một lão đạo mặc áo bát quái. Tròm râu bia lên, trong mắt ẩn chứa tiên tinh. Lão đạo cười to bảo. Thủ đoạn giỏi, giỏi thật. Dùng huyết khí bản thân hòa tan hỗn nguyên đại thế giới, dùng lực lượng thế giới hỗn nguyên đại thế giới tẩm bổ thân thể của mình. Sau khi hỗn nguyên đại thế giới bị tế luyện thì ngươi có thể nhờ vào lực lượng này lại ngưng tụ thân thể, tu thành cảnh giới thứ tiên thân thể bất tử. Từ xưa đến nay Di Châu hỗn nguyên đại thế giới từng ra một số nhân vật kinh thiên động địa. Nhưng chỉ có một vị tu luyện đến thân thể bất tử. Nếu ta đoán không sai, các hạ chính là Địa Hoàng Đại Thánh đúng không? Bên trái là bóng tiên, bên phải là người khổng lồ lửa, Phong Phi Vân bị kẹp chính giữa. Sau khi đến cảnh giới thần thánh, có thể nói Phong Phi Vân vô địch đương thời. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân cảm thấy mình như cây nhỏ giữa hai ngọn núi lớn, ngọn nào nghiêng đủ đè bẹp hắn. Phong Phi Vân dùng thần quang năm sắc bao phủ thân thể ngăn cản khí thế hùng hồn từ hai thứ tiên. Địa Hoàng Đại Thánh đổ tinh huyết khắp Di Châu Đại Lục, dùng lực lượng đại thế giới uẩn dưỡng thân thể. Địa Hoàng Đại Thánh ngủ say. Khi cường giả vực ngoại sử dụng ngân hà luyện giới đại trận luyện Di Châu Đại Lục vừa lúc trợ giúp Địa Hoàng Đại Thánh hoàn thành bước cuối cùng tu thành thứ tiên. Vô đạo thức tỉnh Địa Hoàng Đại Thánh, ngưng tụ nguyên hỗn nguyên đại thế giới, lại đến thế gian. Đây là sứ mệnh vô đạo gánh vác, vô đạo trợ giúp tu sĩ vực ngoại đối phó Di Châu hỗn nguyên đại thế giới vì nhờ tay tu sĩ vực ngoại lại thức tỉnh Địa Hoàng Đại Thánh. Phong Phi Vân đã hiểu vô đạo gánh lấy cái gì, cũng hiểu tại sao vô đạo không muốn để Hiên Viên Nhất Nhất cũng gánh sứ mệnh. Đây là bêu danh thiên cổ, đối đầu với sinh linh nguyên đại thế giới. Vô đạo khiến Hiên Viên Nhất Nhất gả cho Phong Phi Vân là hy vọng hắn sẽ bảo vệ nàng. Vì vô đạo biết Di Châu hỗn nguyên đại thế giới sớm muộn gì sẽ thành cho bụi, bị lửa đốt tan, thành tế phẩm cho Địa Hoàng Đại Thánh quay về. Người khổng lồ lửa nói, đưa tiên cốt cho ta là ta có thể lập địa thành tiên. Trên thái cực bát phương tế đài, bóng tiên nói, ta linh hồn bất diệt, tinh thần siêu thánh, chỉ thiếu thân thể bất tử là sẽ lại đến tiên giới. Hay người đưa thân thể cho ta đi, trợ giúp ta thành tiên. Không nói gì thêm. Hai người cùng đánh ra một chiêu. Phong Phi Vân đứng giữa người khổng lồ lửa, bóng tiên, bị đánh trúng đầu tiên. Phong Phi Vân hứng lực lượng hai thứ tiên, xương cốt nứt rạn. Sắp chết sao? Trước lực lượng thứ tiên không có ai sống sót được. Mảnh đất giam cầm, tiên thạch năm sắc bị lực lượng hai thứ tiên kích phát tỏa ra thần quang năm sắc mênh mông. Hoa hậu nương nương bị phong trong tiên thạch năm sắc mắt nhúc nhích, sắp thức tỉnh. Tiên thạch năm sắc bay ra khỏi mảnh đất giam cầm, chui vào trán Phong Phi Vân, dung hợp với thần ấn ngũ sắc. Xẹt 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 xẹt. Tiên thạch năm sắc chứa hoa hậu nương nương lơ lửng trên trán Phong Phi Vân, tỏa ánh sáng chói mắt còn hơn hai thứ tiên. Vết rạn trên người Phong Phi Vân chớp mắt chữa lành, cơ thể lại sinh ra tinh hoa máu thịt, lại ngưng tụ thân thể. Bóng tiên, người khổng lồ lửa cảm giác trên trán Phong Phi Vân sinh ra vòng xoáy lớn. Điên cuồng hấp thu lực lượng từ hai người. Tiên thạch năm sắc trên trán Phong Phi Vân nhanh chóng hòa tan, ngũ thải tiên lực chảy vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn càng lúc càng sáng trong, thanh hương ngưng tán, như tiên ngọc điêu khắc. Từng đợt hà khí chảy ra từ lỗ chân lông Phong Phi Vân, mỗi hà khí như rông bay. Bởi vì tiên thạch năm sắc càng lúc càng mỏng, tiên thể hoa hậu nương nương hiện ra rõ ràng hơn. Mỗi sợi tóc, mỗi cọng lông mi hiện ra trong đầu Phong Phi Vân.
mỗi chỗ tồn tại tiên vật, là hóa thân tiên đạo. Tiên lực ngũ sắc nhập vào người, tốc độ ngộ đạo của Phong Phi Vân tăng nhanh gấp mấy lần, hấp thu lực lượng càng lúc càng mau. Đột nhiên trong cơ thể Phong Phi Vân phát ra tiếng nổ như vũ trụ nổ tung, thần quang năm sắc khuếch tán, chấn động thiên địa hoàn vũ. Các tu sĩ trong tiểu linh tiên giới bị hất bay ra ngoài. Trong vũ trụ, vô số chân lý đạo tắc tụ tập lại dung nhập vào cơ thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân như hòa hợp với vũ trụ, nhẹ búng tay có thể giết bất cứ sinh linh nào trên đời này. Chúa tể thiên địa. Đây là cảnh giới đại thánh. Tu vi tăng trưởng nhiều đến lĩnh ngộ mới tinh, một lĩnh vực trước kia Phong Phi Vân không dám tưởng tượng. Không chỉ đến cảnh giới đại thánh, Phong Phi Vân cảm giác cơ thể được tiên thạch năm sắc dựng dục sắp đến cảnh giới thân thể bất tử. Thứ tiên đã không xa. Trên thái cực bát phương tế đài, bóng tiên phát ra tiếng kinh thán. Hấp thu tiên thạch năm sắc, tụ tập chân lý đạo tắc, lên đỉnh đại thánh cảnh. Thú vị, xem ra hoa hậu tìm đúng người, đổi lại người khác dù có hấp thu lực lượng tiên thạch năm sắc cũng không đến cảnh giới đại thánh được, ngược lại bị lực lượng khổng lồ chướng nổ. Phong Phi Vân phá tan lực lượng bóng tiên, người khổng lồ lửa ức chế. Phong Phi Vân nâng thần thuyền màu tím lên ném hướng Phong Tiểu Long. Bản thể và khí linh thần thuyền màu tím hòa hợp, hoàn toàn thức tỉnh. Các thánh bị nhốt trong thần thuyền màu tím đều thoát khốn, phong ấn tự giải. Bọn họ đứng dậy nhìn Phong Phi Vân trên thái cực bát phương tế đài, mắt tràn ngập hưng phấn. Thanh Loan lão tổ kích động người run run, chảy hai hàng lệ. Giỏi, giỏi, tiểu tử này giờ đã thành đại thánh, chân lý đại thánh, tồn tại không gì không làm được trong truyền thuyết. Phong Phi Vân tu thành đại thánh khiến nhiều người siêu kích động, cảm giác tìm thấy tia hy vọng trong tuyệt vọng. Một đại thánh đủ chống đỡ một đại thế giới. Huyết Giao kích động sụt sùi, khóc ré lên. Má ơi, lão tử từng lăn lộn với đại thánh, sau này ai dám khi dễ ta, ta báo tên đại thánh ra sẽ hù chết nhiều người. Thái cực bát phương tế đài, bóng tên và người khổng lồ lửa giằng co. Phong Phi Vân lơ lửng trên vị trí thứ ba. Cảnh giới đại thánh mặc dù không bằng thứ tiên, không thể vĩnh hằng bất tử nhưng tính lực lượng thì đại thánh không yếu hơn thứ tiên bao nhiêu. Cho nên Phong Phi Vân có đủ bản lĩnh ngang hàng với người khổng lồ lửa, bóng tiên. Nhưng Phong Phi Vân không làm vậy, hắn thu hết tu sĩ Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới vào thanh đồng cổ thuyền, cưỡi thanh đồng cổ thuyền xuyên qua không gian, bỏ chạy vào trời sao. Trên thái cực bát phương tế đài, bóng tiên và người khổng lồ lửa không đuổi theo, vẫn đang giằng co. Lực lượng của hai người tăng vùn vụt, tùy thời sẽ đại chiến kinh thiên động địa. Dưới trời sao, một chiếc thanh đồng cổ thuyền rách dưới đang bay, những ngôi sao như hạt ngọc khảm trên tấm vải đen, cho người cảm giác bình yên chưa từng có. Đây là trời sao mãi mãi không thay đổi. Phật Tam Tử, Thanh Loan Lão Tổ, Thanh Loan Thánh Nữ, Tổ Long Vương, Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu, Phong Tiểu Long, Huyết Giao vân vân đều đứng trên thanh đồng cổ thuyền. Huyết Giao trợn to mắt nhìn chằm chằm trời sao sau lưng, cái đuôi y đỏ như máu run run hỏi. Kỳ lạ, tại sao bọn họ không đuổi theo? Phong Phi Vân nói. Dù là âm cực đạo nhân hay địa hoàng đều mạnh hơn ta. Nhưng mục tiêu chính yêu nhất của họ là thành tiên chứ không phải giết người. Âm cực đạo nhân muốn thành tiên cần có thân thể bất diệt của địa hoàng đại thánh. Địa hoàng đại thánh muốn thành tiên thì cần tiên cốt. Bọn họ xem đối phương là địch thủ lớn nhất, một loại cân bằng. Nhưng ta đột phá cảnh giới đại thánh, phá vỡ cân bằng này. Nếu ta nghiêng hướng âm cực đạo nhân thì địa hoàng đại thánh sẽ bị trấn áp. Nếu ta nghiêng hướng địa hoàng đại thánh thì âm cực đạo nhân sẽ bị kiềm chế. Nên bọn họ sẽ không tấn công ta trước, ai xuống tay với ta nghĩa là dồn ta đứng về phía đối lập. Thái Tổ cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ diệu, khắp nơi đầy huyền cơ. Thái Tổ hỏi. Vậy tại sao bọn họ không trực tiếp cướp tiên thạch năm sắc trong tay ngươi? Tiên thạch năm sắc phong ấn tiên thể của Hoa Hậu nương nương, khi có được tiên thể là sắp thành tiên. Hai thứ tiên giằng co, trơ mắt nhìn đại thánh mang tiên thể Hoa Hậu nương nương rời đi. Chuyện này không có đạo lý nhưng lại là đạo lý lớn nhất thiên hạ. Phong Phi Vân trả lời. Vì bọn họ thấy tiên thạch năm sắc bay ra từ mảnh đất giam cầm rồi dung nhập vào trán ta, bọn họ không dám bảo đảm Hoa Hậu nương nương có phải đã thức tỉnh chưa. Nếu Hoa Hậu nương nương thức tỉnh, bọn họ cướp tiên thạch năm sắc chẳng phải là tự tìm đường chết. Thái Tổ hỏi lại. Vậy Hoa Hậu nương nương đã thức tỉnh chưa? Phong Phi Vân không đáp, hắn đứng trên thanh đồng cổ thuyền nhìn vũ trụ mênh mông, dường như đang suy tư điều gì.
Thái Tổ không dám hỏi tiếp, cảnh giới thư tiên có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời, tuy thanh đồng cổ thuyền đã bay vào trời sao xa xôi, nhưng khi Phong Phi Vân nói ra đáp án chắc chắn Âm Cực đạo nhân, Địa Hoàng đại thánh biết hết. Nên Phong Phi Vân im lặng. Vũ trụ sau lưng phát ra dao động kinh thiên động địa, vô số tinh vũ tan nát, vũ trụ đầy bão, quy tắc thác loạn, không gian tùy thời sụp đổ. Hai thứ tiên đã đánh nhau. Phong Tiểu Long hỏi. Hai người đó chỉ có thể một người sống, một người chết sao? Phong Phi Vân nói. Nếu Âm Cực đạo nhân muốn giết Địa Hoàng thì không giết được, Địa Hoàng muốn giết Âm Cực đạo nhân cũng không thể được. Nhưng nếu cả hai cùng muốn giết đối phương thì chắc chắn một kẻ sẽ chết. Huyết Giao nói. Giết hay, chết một tên tốt hơn đối phó cả hai. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ai trong hai người chết thì cân bằng sẽ bị phá vỡ, là tai hạo ngập đầu cho ta. Trừ phi ta có thể đến cảnh giới thứ tiên trước khi bọn họ kết thúc chiến đấu. Mọi người im lặng, nếu Phong Phi Vân chết thì bọn họ cũng không sống lâu được. Cuối Thái Cổ, Tổ tiên Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới từng đưa bảy lục địa trong Cửu Châu vào sâu trong trời sao. Đám người Hoa Sinh đạo trưởng mang Thiên Quốc đi một lục địa. Giới thứ 188 nhân tộc cũng là lục địa trong số đó. Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đã bị hủy diệt, Phong Phi Vân phải tìm quê hương mới cho bọn họ. Đây là trách nhiệm của Đại Thánh, cũng là trách nhiệm Phong Phi Vân muốn gánh vác. Nếu là trước kia, Phong Phi Vân chỉ biết quan tâm bản thân và người quen. Sự sống chết của người khác chẳng đáng Phong Phi Vân quan tâm, dù nguyên Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới bị hủy diệt thì hắn vẫn hờ hững. Cùng lắm đổi tinh cầu khác tu luyện. Đây là tâm tính thiếu niên, đại biểu cho chưa trưởng thành. Không ngừng tu luyện, con người nên học cách chính chắn, học được trách nhiệm, học hòa nhập thế giới. Thánh giả nếu không thể cứu thiên hạ thì không thể xưng là thánh giả. Trong trời sao, bên lỗ đen có một đại lục trời sao to lớn lơ lửng. Tuy đại lục không khổng lồ như Hỗn Nguyên Đại Thế Giới nhưng vẫn mênh mông vô biên, tầng linh khí màu xanh dày phủ lên, to cỡ Tây Ngưu Hạ Châu. Thanh đồng cổ thuyền lao vào tầng linh khí, trước mắt là thế giới xanh biếc. Thảm thực vật bao trùm, các con sông lớn chảy xuôi tụ tập vào sông lớn chính giữa lục địa. Các con thú cổ chạy nhảy trên mặt đất, có linh điểu màu trắng bay trên bầu trời. Khi thanh đồng cổ thuyền đáp xuống đất, đám người Nam Cung Hồng Nhan, Hiên Viên Nhất Nhất, Nạp Lan Tuyết Tiên, Long La Phù, Mao Ô Quy, Mao Thành Thật, Hoa Sinh Đạo Trưởng, đám tu sĩ trong thiên quốc chạy ra đón tiếp. Đôi mắt Nam Cung Hồng Nhan ngấn lệ, làn gió thơm lao vào ngực Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan ôm chặt Phong Phi Vân. Ta cứ tưởng ngươi không về được nữa, ta cứ tưởng sẽ không được gặp ngươi nữa. Mỗi ngày ta lo âu hoảng hốt, sợ ngủ. Ta ngủ sẽ mơ ác mộng, bừng tỉnh khỏi ác mộng, sau đó tiếp tục lo âu hoảng hốt. Phong Phi Vân vuốt tóc Nam Cung Hồng Nhan, nói. Không sao, không sao, ta về rồi đây. Các nữ nhân Hiên Viên Nhất Nhất, Nạp Lan Tuyết Tiên, Long La Phù, La Ngọc Nhi đứng một bên nhìn Nam Cung Hồng Nhan khóc lóc trong ngực Phong Phi Vân. Bọn họ cũng muốn lao vào lòng Phong Phi Vân khóc, kể ra nỗi khổ sở, lo lắng của mình. Nhưng vòng tay Phong Phi Vân chỉ có một, giờ đã bị Nam Cung Hồng Nhan giành trước. Bọn họ chỉ có thể đứng một bên nhìn, hốc mắt ướt nước. Những có thể khác bước xuống thanh đồng cổ thuyền, có cảm giác sống sót sau tai nạn, rốt cuộc chân đạp đất liền. Hoa Sinh đạo trưởng, Mạnh Bà ôm nhau khóc. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Long La Phù mẫu tính tràn đầy ôm Phong Tiểu Long, nước mắt rơi như mưa. Long La Phù lầu bầu trách Phong Tiểu Long cái gì, nhưng thấy gã đến cảnh giới thánh tiên, cũng bình yên trở về vì không nói gì thêm. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn mà đỏ mắt, không ôm Phong Phi Vân được, không có con để ôm. Nạp Lan Tuyết Tiên suýt tức tối đi tìm cây để ôm. Mao Ô Quy, Huyết Giao cũng ôm nhau. Mao Ô Quy đau đớn la lên. Giao ơi, Quy gia luôn cho rằng ngươi không quay về được. Nhớ quá, nhớ chết được, mỗi đêm đều nằm mơ thấy ngươi. Quy gia, không ngờ Quy gia quan tâm ta như vậy, ta. Huyết Giao nghẹn ngào, nó cảm thấy lúc trước có thành kiến quá sâu với Quy gia. Huyết Giao khóc sướt mướt. Hận không thể móc ruột móc gan cho Mao Ô Quy. Chớp mắt Mao Ô Quy hết khóc, đẩy Huyết Giao ra. Đừng nói gì hết, trở về là tốt rồi, tốt rồi. Quy gia đang luyện một lò ngũ thải thánh đan, người đi trông lò giúp ta. Huyết Giao không kịp phản ứng. Cái gì, trông lò? Nói sao thì nó là cường giả đẳng cấp chuẩn thánh, kêu Huyết Giao đi trông lò.
Mao Ô Quy nói. Hoa Sinh đạo trưởng mang về một đáp bùn năm sắc, đó là bùn tiên. Ta phỏng cừng có thể luyện một lò thánh đan lớn. Người đi trông lò, thành công sẽ chia cho một viên, chắc chắn có thể giúp ngươi đến thánh cảnh. Huyết Giao lầu bầu. Ta là chuẩn thánh. Huyết Giao cho rằng thân phận chuẩn thánh như nó mà đi trông lò là mất thân phận. Mao Ô Quy đá mông Huyết Giao. Bà nội nó, kêu ngươi đi thì đi, nó nhảm cái gì? Huyết Giao bị đá bay vào một con sông lớn, đầu cắm trong nước bùn dưới đáy sông. Đến lục địa này nhưng Phong Phi Vân không ở yên, vì hắn biết nguy hiểm chết chóc còn đó, tùy thời sẽ buông xuống. Khi ấy sẽ là tận thế thật sự. Hiện giờ chỉ là bình tĩnh ngắn ngủi, bão tố còn kéo đến. Những người trốn về cũng biết điều đó, nên mỗi người cười cứng ngắc, dưới nụ cười là nỗi dầu lo. Phong Phi Vân tìm bảy lục đại từ thời kỳ Thái Cổ bị đưa vào trời sao, thu chúng vào mảnh đất giam cầm, lơ lửng trên đại dương. Trong mảnh đất giam cầm giờ có 8 lục địa. Đoạn thời gian này Nam Cung Hồng Nhan luôn theo sát bên Phong Phi Vân, nửa bước không rời. Nam Cung Hồng Nhan băng tuyết thông minh, thấy được lo âu trong mắt Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan đoán tai kiếp chưa qua, tai nạn càng lớn hơn nở đang tích lũy. Khi Phong Phi Vân ổn định lại nguyên mảnh đất giam cầm, Nam Cung Hồng Nhan mở miệng hỏi. Còn chưa kết thúc đúng không? Dưới đêm lạnh, ánh đèn mờ nhạt. Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ vuốt mặt Nam Cung Hồng Nhan. Ánh mắt Phong Phi Vân dịu dàng, môi mấp máy. Hãy tin ta có thể xử lý tốt. Nam Cung Hồng Nhan ôm chặt eo Phong Phi Vân, vóc dáng cao kiều, nũng nịu hỏi. Bao lâu nữa ngươi sẽ đi? Người khác không nhìn ra suy nghĩ của Phong Phi Vân nhưng Nam Cung Hồng Nhan xem thấu. Phong Phi Vân sẽ đi, không lâu sau hắn sẽ ra đi, không biết có còn quay về được không? Phong Phi Vân phải đi, Địa Hoàng Đại Thánh hay Âm Cực Đạo Nhân đều muốn đối phó hắn. Nếu Phong Phi Vân ở lại mảnh đất giam cầm sẽ là tai họa ngập đầu cho đám người sống sót sau tai nạn. Có vài thứ Phong Phi Vân muốn gánh một mình, đối với cảnh giới hiện tại thì hắn buộc phải gánh vác trách nhiệm này. Nam Cung Hồng Nhan nhìn chằm chằm vào mắt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, chắc khoảng mấy hôm nay. Giọng Nam Cung Hồng Nhan nhỏ như mũi kêu. Đêm nay. Đến phòng ta đi. Mặt Nam Cung Hồng Nhan hay hồng như uống rượu say, khiến người nhìn mê say. Nam Cung Hồng Nhan vốn là mỹ nhân xinh đẹp, ngang ngửa với Đông Phương Kính Nguyệt. Khi Nam Cung Hồng Nhan nói câu đó thì tăng thêm vẻ đẹp. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Đêm khuya, gió nổi lên cuốn vải áo. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng cởi dây lưng, áo lụa trắng chậm rãi chơi xuống thảm mềm. Hai thân thể trần truồng quấn quýt nhau. Cảnh xuân lan tràn. Tiếng rên rỉ hấp dẫn người đan xen thành khúc nhạc tuyệt vời. Phong Phi Vân là cảnh giới đại thánh, độ mạnh thân thể hơn xa Nam Cung Hồng Nhan. Bị Phong Phi Vân tấn công dồn dập, Nam Cung Hồng Nhan rất nhanh đầu hàng, thua thê thảm. Nam Cung Hồng Nhan hét dầm lên. Chết, chết mất. Chân Nam Cung Hồng Nhan run rẩy, đôi chân thon dài trắng ngọc kẹp chặt eo Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan xỉu, mềm nhũn như bãi nước xuân. Rèm mi dính giọt xuân tình, như hoa lê sau cơn mưa, kiểu diễm vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Phong Phi Vân mặc đồ đàng hoàng, mở cửa phòng ra. Phong Phi Vân hít vào không khí mát mẻ, hắn lại có cảm ngộ mới. Cuộc sống nên đơn giản như vậy, ngủ yên bình, ôm nữ nhân mình yêu nhất, cùng nàng tâm sự loài chim biển, ngày tháng hạnh phúc. Nhưng bước lên đường tu tiên thì tất cả bị gió tanh mưa máu thay thế. Làm gì rảnh cảm nhận nỗi sung sướng của người bình thường. Làm người bình thường, chưa từng tiếp xúc chuyện tu tiên cũng rất tốt. Nhưng lòng Phong Phi Vân thấy thiếu cái gì, nghĩ kỹ có lẽ vì một người. Nếu có một số thứ dã mất lại tìm về thì là chuyện tuyệt vời còn hơn thành tiên. Phong Phi Vân không phát hiện tâm tình của hắn đã trở về nguyên trạng, thật sự quay về bản ngã. Thường nhân muốn tiên, Phong Phi Vân muốn phàm. Nạp Lan Tuyết Tiên mặc áo xanh, dáng người yểu điệu. Ngự kiếm bay qua bầu trời, đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên vội vàng chạy đến, tóc dài bay lên. Nạp Lan Tuyết Tiên nhe răng khỉnh đáng yêu nói. Phong Phi Vân, ta muốn có con. Phong Phi Vân hỏi. Con của ai? Nạp Lan Tuyết Tiên chớp mắt nói. Con của ta. Nạp Lan Tuyết Tiên môi hồng răng trắng, mắt ngập nước, như chân châu đen ngâm trong linh tuyền. Phong Phi Vân hỏi. Nàng có con. Nạp Lan Tuyết Tiên chu môi.
vì không có nên mới muốn ngươi cho ta. Long La Phù có con, giờ được sắc phong làm Long Thần Phi. Mọi người nói chân lý đại đế đời tiếp theo chắc chắn là Phong Tiểu Long, khi đó Long La Phù là mẫu thân của đại đế. Ta thì chẳng là gì, không có một đứa con. Hu hu, chờ ngươi 3.000 năm, không lẽ ngươi muốn ta chờ thêm 3.000 năm nữa? Nạp Lan Tuyết Tiên bật khóc, nước mắt không thể dừng nữa. Nạp Lan Tuyết Tiên rất yêu Phong Phi Vân, nhưng tu vi của hắn càng lúc càng cao, chênh lệch giữa hai người cũng lớn dần, nàng ít có cơ hội gặp hắn hơn. Dù có gặp thì Nạp Lan Tuyết Tiên không dám la lối làm nũng trước mặt Phong Phi Vân, vì khí thế trên người hắn rất mạnh. Đẳng cấp thánh linh ở trước mặt Phong Phi Vân còn bị khí thế vô hình đè cúi đầu chứ nói gì nữ nhân như Nạp Lan Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm thấy Phong Phi Vân thật xa lạ, hắn trở nên uy nghiêm không thể đến gần. Nạp Lan Tuyết Tiên thích Phong Phi Vân đùa nàng vui vẻ hơn. Khi ấy không có Nam Cung Hồng Nhan, Long La Phù, Đông Phương Kính Nguyệt, không có ai hết, chỉ mình hắn và nàng. Lúc ấy tuyệt vời biết bao. Phong Phi Vân thấy vô cùng xin lỗi Nạp Lan Tuyết Tiên, mấy năm nay hắn đã hở hững với nàng. Phong Phi Vân giang hai tay ôm thân hình nhỏ xinh vào lòng. Phong Phi Vân dịu dàng nói. Nạp Lan, nàng là thê tử của ta, thê tử ngoan nhất, đáng yêu nhất. Nàng quên rồi, lúc nhỏ chúng ta đã bái đường thành thân, con chó vàng ven đường chứng hôn. Nạp Lan Tuyết Tiên bật cười. Con chó kia sớm chết từ 3.000 năm trước, hơn nữa chơi trò con nít không tính là thành thân. Phong Phi Vân há mồm cắn. Sao không tính, con chó biết cắn người, cắn này. Phong Phi Vân cắn đôi môi hồng của Nạp Lan Tuyết Tiên. Âm cực đạo nhân, địa hoàng đại thánh tùy thời sẽ ngừng đại chiến nhưng Phong Phi Vân vẫn có thời gian làm bạn bên người thân. Muốn từ đại thánh cảnh đột phá đến thứ thiên cảnh cần ít nhất mấy vạn năm, Phong Phi Vân không tu luyện kịp. Biết rõ không thể đột phá cảnh giới thứ tiên vậy tại sao không bỏ ra nhiều bầu bạn người thân, yên lặng sống như người bình thường được mấy ngày chẳng phải tốt hơn sao? Tâm tính Phong Phi Vân thay đổi, lặng lẽ lột xác. Phong Phi Vân không nhận ra mình lột xác. Phong Phi Vân sắp xếp thiên quốc vào mảnh đất giam cầm, nằm giữa tám lục địa, thay Tây Ngưu Hạ Châu trở thành châu thứ 9. Thiên quốc của Phong Phi Vân đã có cái giàn, là quốc gia duy nhất của Cửu Châu mảnh đất giam cầm, một đế quốc thông thiên tụ tập vạn tộc trong thiên hạ, tất cả sinh linh đều đến triều bái. Phong Phi Vân là đại đế thiên quốc đời thứ nhất, sắc phong làm chân lý đại đế. Với tu vi hiện tại của Phong Phi Vân đương nhiên tất cả khâm phục khẩu phục. Thiên toán thư sinh là tả tướng, Mao Ô Quy là hữu tướng. Hai vị tướng ra đứng hai bên trong đại điện đế cung. Thiên toán thư sinh đã lĩnh ngộ bình chướng cuối cùng, dị loại thành thánh, danh hiệu chí thánh. Mao Ô Quy có chút phong độ quy thừa tướng. Chỉ có Phong Phi Vân, mấy nương nương trong đế cung dám kêu quy thừa tướng, ai khác dám kêu như vậy là nó sẽ tức điên nạt. Xin hãy gọi ta là không phá thánh tổ hoặc Mao thừa tướng. Mao Ô Quy bưng một khối ngọc giản nói. Đại đế, đây là đế hậu và ta nghiên cứu danh sách hậu cung, ngươi nhìn xem. Phong Phi Vân cười cười nhận ngọc giản, thấy một đống danh sách phi tử thì trợn tròn mắt. Có mấy trăm tên nữ nhân, đâu ra nhiều phi tử như vậy. Những phi tử còn chia thành 6 đẳng cấp, đế hậu, thần phi, thiên phi, đế chính phi, đế trắc phi, đế quý nhân. Khiến Phong Phi Vân giật mình nhất là có tên Mặc Giao Giao, Vu Thanh Hỏa. Chuyện gì đây, chẳng phải Vu Thanh Hỏa đã chặt đứt tơ trần, xuất ra, ở trước bàn Phật thề mãi mãi không vào hồng trần sao? Thiên toán thư sinh, Mao Ô Quy sợ hãi cúi đầu hướng Phong Phi Vân, đồng thanh kêu lên. Giải quyết ưu sầu cho đại đế là chuyện chúng thần tử phải làm. Phong Phi Vân buồn phiền nói. Các ngươi thật là, tròn trách nhiệm. Mao Ô Quy cười gian nói. Tuy Vu Phi nương nương cấm túc mình trong Phật tháp, thế trước Phật là mãi mãi không ra Phật tháp một bước. Nhưng chúng ta có thể sửa tên Phật tháp thành Thanh Hỏa Cung, rời vào đế cung. Nếu đại đế muốn sủng hạnh Vu Phi nương nương sẽ tiện lợi nhiều. Biểu tình thiên toán thư sinh nghiêm túc gật đầu, nói. Hữu tướng nói có lý. Phong Phi Vân cũng không hy vọng Vu Thanh Hỏa luôn ở trong Phật tháp, dù thiên toán thư sinh, Mao Ô Quy không làm thì hắn sẽ đích thân đi hủy nàng thanh tu. Còn Mặc Giao Giao là sao? Tại sao nàng cũng trở thành phi tử của ta? Phong Phi Vân chưa từng nghĩ đến con hồ lai này sẽ xuất hiện trên danh sách. Mặc Giao Giao là tôn hoàng tu vi cao thâm, sao có thể phụ thuộc vào nam nhân nào? Mao Ô Quy nói. Mặc Phi nương nương ba lần chủ động xin đế hậu,
cuối cùng đế hậu đồng ý sắc phong nàng làm một trong bốn thiên phi. Thiên toán thư sinh nói. Thứ lỗi cho thần nói thẳng, đại đế vượt mọi chông gai, kiến công vĩ nghiệp, khai sáng thông thiên đế quốc vạn cổ khó lập, anh hùng biết bao. Đây là công tích người bình thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa đại đế là đại thánh đương thời, nhân vật truyền thuyết thần thoại. Nữ nhân trên đời mây ai không bị ảnh tư của đại đế thần phục. Mặc phi nương nương ba lần đi cầu đế hậu là biết sự quyết tâm, kiên quyết của nương nương. Chỉ có nhân vật như đại đế mới khiến nữ thánh thần phục. Phong Phi Vân trêu ghẹo. Thiên toán, người học cách vuốt mông ngựa từ lúc nào? Thiên toán thư sinh nghiêm túc nói. Thần nói mỗi một câu đều là thật, không dám nói ngoa nửa câu. Phong Phi Vân lười so đo, lại xem kỹ cuốn sách, thấy bên trên ghi. Một đế hậu, hiên viên nhất nhất. Hai thần phi, Nam Cung Hồng Nhan, Nam Cung Thần Phi, Long La Phủ, Long Thần Phi. Bốn thiên phi, Nạp Lan Tuyết Tiên, Nạp Lan Thiên Phi, Lưu Tô Tử Tử Thiên Phi, Thanh Loan Thánh Nữ, Thanh Loan Thiên Phi, Mặc Giao Giao, Mặc Thiên Phi. Đây là ba đẳng phi tử cao cấp nhất, tổng cộng 7 người, do hiên viên nhất nhất, Mao Ô Quy Mao Thành Thật cùng nhau tuyển chọn rồi cho Phong Phi Vân xem. Nếu Phong Phi Vân không vừa lòng, muốn sửa chữa thì bọn họ sẽ làm lại. Nhìn quyển tập này thì thấy hiên viên nhất nhất có chút ích kỷ, xếp Lưu Tô Tử vào bốn thiên phi, chắc vì tình cảm tỉ muội thân thiết. Phong Phi Vân không thấy có gì sai, chuyện nhỏ, vì là chuyện nhỏ nên hắn mới giao cho hiên viên nhất nhất và Mao Ô Quy lựa, hắn xét duyệt là được. Phong Phi Vân đọc tiếp. Đế chính phi, Phượng Hoàng Thiên Nữ Tịch Nguyệt phi nương nương, Dạ Tiêu Tương nương nương, Vu Thanh Họa, Vu phi nương nương, Quý Tâm Nô Tâm phi nương nương, Quý Tiểu Nô Quý phi nương nương, Ngọc Cơ Mạn Diệu, Diệu phi nương nương, Ngọc Cơ Lan Lam, Lam phi nương nương, Thượng Quan Minh Tiêm, Minh Tiêm nương nương, Cửu Thiên Yên Vũ Cửu Thiên nương nâng, La Ngọc Nhi, Ngọc phi nương nương, Thiên Vu thần nữ, Lê phi nương nương, Tiên Hư động chủ, Xanh phi nương nương, Diệp Ti Loan, Diệp phi nương nương. Vạn Hương Sầm, Hương phi nương nương, Tây Môn San Hô, San phi nương nương, Bạch Như Tuyết, Bạch phi nương nương, Lục Ly Vi, Lục phi nương nương, Diêu Cát, Diêu phi nương nương. Tổng cộng 18 đế chính phi. Một loạt danh sách toàn là người Phong Phi Vân quen, có một nửa từng quan hệ xác thịt với nàng. Số nữ nhân này trước kia thân mật với hắn. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Tây Môn San Hô là sao? Tại sao Tây Môn San Hô cũng trở thành phi tử của ta? Mao Ô Quy ấp úng. Cái này. Mao Thành Thật chui ra từ mai rùa của Mao Ô Quy, trả lời thay. Tây Môn Suy Tiêu tặng cho Gia Gia ba cái xe to luyện đan thần dược, muốn đưa muội muội của mình vào cung phong phi tử gì đó. Thành Thật, ngươi đừng nói bậy, ba chiếc to thần dược ở đâu ra? Con mắt nào của ngươi thấy? Bản tướng xử lý theo lẽ công bằng, lựa chọn giai lệ tần phi cho đại đế, không chút lòng riêng. Mao Ô Quy nghiêm nghị nói. Đại đế minh xét. Phong Phi Vân lắc đầu, không muốn xét nét chuyện nhỏ này. Phong Phi Vân không thật sự muốn ngồi ghế đại đế, nhưng bây giờ vạn tộc chờ xây dựng lại, cần có quốc gia gửi trật tự. Nếu không vì điều này Phong Phi Vân đã chẳng ngồi cái ghế đại đế, nên hắn làm đại đế không uy nghiêm chút nào, rất thân thiện. Mao Ô Quy thở phào nhẹ nhõm, tuy Phong Phi Vân dễ tính nhưng con người sẽ thay đổi, đặc biệt người ngồi trên ngôi cao càng biến đổi mau hơn. Mao Ô Quy làm mấy trò vặt này không dám chắc Phong Phi Vân có tức giận không. Sự thật chứng minh tuy Phong Phi Vân tu thành đại thánh cảnh, trở thành địa đế đương thời nhưng miễn không đụng vào giới hạn của hắn thì Phong Phi Vân là người tốt tính dễ nói. Phong Phi Vân cười nói. Tây Môn Suy Tiêu sớm nhắc chuyện muội muội của hắn với ta, nếu đã sắc phong làm phi thì cứ quyết định vậy đi. Nhưng Tiên Hư Động Chủ là sao? Tiên Hư Động Chủ, Xanh Thi Nguyệt, từng là mỹ nhân số một nhân tộc. Tuyệt đại nữ thiên kiêu, được xưng là một trong các nhân kiệt có khả năng thành thánh nhất. Tiên Hư Động Chủ từng chỉ điểm Phong Phi Vân tu hành. Bây giờ Tiên Hư Động Chủ trở thành phi tử trong hậu cung của Phong Phi Vân, hắn thấy thật khó tin. Thiên Toán Thư Sinh nói. Nếu đại đế đã thành lập khai thiên quốc gia thì số lượng hậu cung giai lệ không thể ít. Ta từng phái sứ giả đi khắp thiên hạ tìm những nữ nhân siêu phàm từng có tình cảm với đại đế. Tổng số các nữ nhân không đủ 50 người. Nếu hậu cung của đại đế chỉ mấy chục người sẽ bị thiên hạ cười. Ta và hữu tướng bàn bạc, chuyên môn chọn mỹ cơ lấp đầy hậu cung. Cuối cùng số lượng miễn cưỡng mở rộng đến 800 người. Đây là nhóm giai lệ đầu tiên, sau này cách 3 năm sẽ lựa chọn một nhóm, toàn chọn nữ nhân đẹp nhất trên đời. Phong Phi Vân cười hỏi.
800 hậu cung, cần nhiều như vậy sao? Mao Ô Quy nói. Đây là ý của Thanh Loan lão tổ. Lão nhân gia nói nếu đã xây dựng vạn cổ thần Chaeu thì đại đế đầu tiên sẽ là đế quân danh chấn vạn cổ. Nếu sử gia đời sau phát hiện phi tử trong hậu cung chỉ khoảng mấy chục người thì đời sau có cảm tưởng gì? Bọn họ sẽ nghĩ thân thể đại đế bị gì nên? Thiên toán thư sinh góp lời. 800 hậu cung đối với đại đế không tính nhiều. Nhưng chúa tể các trung ương vương triều trước kia mấy ai không có hậu cung mấy vạn tần phi. Đại đế anh vĩ hơn bọn họ gấp chục, trăm lần, là chúa tể thiên hạ. 800 hậu cung chỉ là con số cơ bản, sau này mỗi cách 3 năm sẽ chọn lựa tiếp. Còn một lý do quan trọng là nếu con số phi tử hậu cung chân lý đại đế chỉ có 20 người thì nam nhân toàn thiên quốc, mặc kệ người ưu tú cỡ nào, gia đình mạnh bao nhiêu, được bao nhiêu nữ nhân theo đuổi thì tuyệt đối không thể cưới số nữ nhân hơn 20 người. Vì vượt qua con số đó là khiêu khích uy nghiêm đại đế, bị xét nhà là tội nhẹ. Nhiều người đồng ý chân lý đại đế mở rộng hậu cung, giành được ích lợi cho nhiều đại thế lực. Ví dụ Tây Môn Suy Tiêu đưa muội muội vào đế cung, trở thành đế chính phi, vậy thì địa vị của Tây Môn gia tộc trong thiên quốc sẽ nâng lên mảng lớn, tăng thêm ích lợi. Nhiều đại thế lực không tiếc dốc sức đưa thiên chi kiều nữ xuất sắc nhất vào đế cung. Nếu được sắc phong làm phi tử của chân lý đại đế thì tông môn, động thiên, tiên thành, yêu tộc sẽ nước lên thuyền lên, là thế lực không ai dám chê vào. Dù ở thời đại nào, bối cảnh xã hội nào đều liên quan phân phối ích lợi, đây là lẽ thường ở đời. Phong Phi Vân biết hết mấy chuyện cong cong quấn quấn, chuyện thường phải có, không thể ngăn chặn. Phong Phi Vân không hỏi thêm, đọc tiếp. Đế Trắc Phi, Ô Lan Ô Phi Nương Nương, Nhạc Tước Linh, Linh Phi Nương Nương, Nữ Chiến Thần, Gia Phi Nương Nương, Si Tuyển Nhi Tuyển Phi Nương Nương, Tuyết Lang, Tuyết Phi Nương Nương, Lục Nhân Nhân, Nhân Phi Nương Nương, Liễu Duệ Hâm, Liễu Phi Nương Nương. Đế Trắc Phi lại là một đống cái tên, khoảng 72 người. Bên cạnh mỗi cái tên có tranh mỹ nữ dùng linh lực ngưng tụ ra, và đánh dấu đẳng cấp tu vi của bọn họ. Ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Tuy Mao Ô Quy nhận đút lót nhưng phải nói nó toàn chọn mỹ nhân hiếm thấy trên đời, không qua loa Phong Phi Vân. Đế Quý Nhân, Lan Phước Quận Chúa, Thánh Công Chúa, Lam Uyển Tinh, Lý Tiệp Nhi. Khoảng hơn 700 người. Có yêu nữ của yêu tộc, thánh nữ của thánh địa nhân tộc, thần nữ của thần giới, nữ đệ tử xuất sắc trong đại tộc vân vân. Phong Phi Vân không đọc kỹ tên, chỉ xem mấy tên quen thuộc hàng đầu như Lan Phước Quận Chúa, Thánh Công Chúa, Lam Uyển Tinh, Lý Tiệp Nhi. Bọn họ đều có quan hệ xác thịt với Phong Phi Vân, có chút ấn tượng. Phong Phi Vân không nghĩ đến có ngày mình sẽ ôm hậu cung lớn, thê thiếp thành đàn, toàn là nữ nhân tư chất vô song. Các nàng đều khiến nam nhân trong thiên hạ xem là nữ thần, bây giờ lại thành phi của đại đế. Phong Phi Vân cười lắc đầu, đặt ngọc giản xuống bàn. La Phù, Hồng Nhan không phản đối. Mao Ô Quy nói. Bọn họ là thần phi nương nương mẫu nghi thiên hạ, có một đống thiên chi kiêu nữ trong hậu cung làm việc theo tâm trạng bọn họ. Mỗi ngày có người đi thỉnh an bọn họ, thỏa mãn lòng ưa vinh của nữ nhân. Giờ bọn họ không có ý kiến gì. Đại đế thấy có cần sửa lại danh sách gì không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Tạm thời không có, quyết định vậy đi. Phong Phi Vân đứng dậy đi hướng hậu cung, muốn xem các phi tử của mình. Hèn gì mọi người đều muốn làm đại đế, ôm giang sơn ước vạn dặm, có nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, có quyền lợi khiến tất cả thần phục. Mọi người đều hâm mộ, theo đuổi. Phong Phi Vân đi trên ngọc thạch lót đường, xuyên qua các cung điện hùng vĩ hoa lệ. Trong mỗi cung điện cư ngụ một phi tử, có rất nhiều cung nữ, thị tỳ. Có phi tử xinh đẹp trong cung điện mà Phong Phi Vân hoàn toàn không quen, không biết mặt. Phong Phi Vân đến Ngọc Cát cung nơi ở của Diêu Cát, hắn dừng bước, đi vào trong. Các cung nữ, thị tỳ trong Ngọc Cát cung hoảng loạn, quỳ xuống đất thỉnh an. Diêu Cát mặc cẩm đoạn tiên vũ y hoa lệ, thướt tha đi ra, khom người hành lễ. Bái kiến đại đế. Tu vi của Diêu Cát đã đến niết bàn đệ ngũ trọng thiên, bộ dạng vẫn quyến rũ ĩnh đẹp, da trắng bóc, mắt đạt tình, quyến rũ hơn lúc ở thần tấn vương triều. Diêu Cát nghe nói Phong Phi Vân đến tẩm cung của mình thì tự rót trà cho nàng, động tác yêu nhã. Diêu Cát cười nói, nghe cung nữ đến báo đại đế sẽ đi hậu cung, tất cả nương nương trong cung bắt đầu chuẩn bị. Thần thiếp cứ nghĩ đại đế sẽ đi chỗ nam cung thần phi hoặc đế hậu, không ngờ đại đế rảnh rỗi đến Ngọc Cát cung. Làm thần thiếp vô cùng vinh hạnh. Phong Phi Vân xòe tay nói. Diêu Cát,
đưa tay cho ta. Diêu Cát khó hiểu đặt tay ngọc vào lòng bàn tay Phong Phi Vân, cảm giác khí lưu lạnh lẽo chui vào cơ thể. Nửa nén nhang sau, Diêu Cát mở mắt ra, phát hiện Tu Vi đã đến Niết Bàn đệ bát trọng, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng. Đây là thủ đoạn của Đại Thánh sao? Diêu Cát vội quỳ xuống đất nói. Đa tạ Đại Đế truyền công. Đứng lên đi. Phong Phi Vân cười hỏi. Diêu Cát có biết tại sao ta đến chỗ nàng trước tiên không? Diêu Cát huệ chất lan tâm, có thể nghiền ngẫm suy nghĩ của Phong Phi Vân. Diêu Cát hỏi. Đại Đế muốn hỏi bí ẩn trong hậu cung. Phong Phi Vân ôm Diêu Cát vào lòng, cười nói. Nàng vẫn thông minh tuyệt đỉnh như vậy, luôn đoán ra suy nghĩ trong lòng ta. Diêu Cát khẽ thở dài. Hậu cung là một tiểu thế giới, tranh đấu gay gắt là tất nhiên. Nếu không có Đại Đế chống lưng thì ta không dám nói linh tinh, sợ có ngày A Nò biến mất trong hậu cung này. Phong Phi Vân nói. Quy thừa tướng, sai người lấy khối kim bài miễn tử lại đây, đưa cho Diêu Phi nương nương. Giọng Mao Ô Quy vọng từ ngoài cung điện. Tuân chỉ. Đám cung nữ trong Ngọc Cát Điện lộ vẻ vui mừng, Đại Đế yêu chiều nương nương nhà mình như thế, còn đưa CSO kim bài miễn tử, sau này địa vị của các thị tỳ trong cung cũng lên theo. Diêu Cát mừng rỡ, mắt đa tình nói. Trong hậu cung bây giờ địa khái chia ba phe, phe lớn nhất là Long Thần Phi nương nương dẫn đầu, lôi kéo Xanh Phi nương nương, Tiên Hư động chủ Ô Lan nương nương, Nhạc Tước Linh nương nương, Gia Phi nương nương, nữ chiến thần. Bốn vị nương nương có tu vi thánh linh. Phe thứ hai là Nam Cung Thần Phi nương nương dẫn đầu, quen thân với Tiêu Tương nương nương. Bọn họ thường cùng Tịch Nguyệt nương nương, Thanh Loan Thiên Phi tham khảo pháp môn tu luyện. Trong hậu cung chỉ có Nam Cung Thần Phi là hoàn toàn không để Long Thần Phi vào mắt. Phong Phi Vân gật đầu, dạ Tiêu Tương vào hậu cung chắc chắn là Nam Cung Hồng Nhan ở sau lưng vạn động. Nam Cung Hồng Nhan thế lực mỏng trong hậu cung, không đấu lại Long La Phù có co nửa vua. Nam Cung Hồng Nhan chỉ có thể mời Tiêu Thánh Dạ Tiêu Tương vào cung. Quan hệ Nam Cung Hồng Nhan và Dạ Tiêu Tương thân như tỉ muội, miễn nàng mở miệng là Dạ Tiêu Tương sẽ không từ chối. Phe thứ ba do Đế Hậu Nương Nương dẫn đầu. Thật ra nếu Đế Hậu Nương Nương muốn tranh thì sẽ mạnh hơn phe Long Thần Phi Nương Nương, nhưng Đế Hậu chỉ một lòng tu tiên, không quan tâm hậu cung tranh đấu. Nhưng có Tử Thiên Phi Nương Nương, Mặc Thiên Phi Nương Nương chặt chẽ đứng bên Đế Hậu, đủ lướt Long Thần Phi Nương Nương. Nam Cung Thần Phi nương nương, ngồi vững vị trí đứng đầu hậu cung. Phong Phi Vân cười hỏi. Có phải nàng cũng đã đứng theo đội? Diêu Cát thở dài thườn thượt rất là đáng thương. Thần thiếp chỉ là một đế chính phi nhỏ bé không đáng kể, tu vi không cao. Thần thiếp không đẹp bằng Nam Cung Thần Phi, đế hậu, không có con vua như Long Thần Phi, sao dám xen vào hậu cung tranh quyền đoạt lợi. Mao Ô Quy đưa khối kim bài miễn tử vào tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra ba khí đại thánh nhập vào kim bài, đưa cho Diêu Cát, dặn dò. Trong kim bài miễn tử có ba lực lượng, cái nào nếu bị dẫn động có thể đánh nát thân thể thánh linh. Ta chỉ tặng một khối kim bài miễn tử, chỉ có ba lực lượng, dùng một cái là thiếu một. Nàng hãy dùng cẩn thận. Phong Phi Vân tặng kim bài miễn tử cho Diêu Cát xong đi ra Ngọc Cát Cung. Phong Phi Vân truyền âm. Lão Mao, lại đi rèn luyện 10 khối kim bài miễn tử. Mao Ô Quy hỏi. Cái gì, chẳng phải chỉ rèn luyện một khối kim bài miễn tử sao? Phong Phi Vân nói. Người cảm thấy sau khi tin tức truyền ra Hồng Nhan, La Phù sẽ bỏ qua sao? Bọn họ đều không dễ chọc. Mao Ô Quy nói. Hiểu rồi. Phong Phi Vân tiếp tục đi vào đế cung, chợt nghe tiếng tiêu du dương, tiếng đàn tranh cổ quấn quanh hợp tấu với tiếng tiêu. Tiếng tiêu hùng hồn xa xưa, tiếng đàn tranh yêu nhã trong trẻo. Hai loại sóng âm cao vút lên trời hình thành một con bướm ượng một con hoàng, ảo ảnh hai con thần điểu rượt bắt nhau, thủ thỉ với nhau hình ảnh cực kỳ đẹp. Phong Phi Vân cười nói. Hồng Nhan hợp tấu phượng cầu hoàng với Tiêu Tương, toàn là đại gia âm luật. Nhưng nhìn khí tượng trên bầu trời thì nhạc nghệ của Tiêu Tương hơn Hồng Nhan mảng lớn. Thạch Lan cõng thanh kiếm đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Hai vị nương nương đều là mỹ nhân tuyệt trời, có là đại gia nhạc nghệ. Hôm nay có nhã trí như vậy. Hình ảnh kia đẹp đến tận cùng, sư tôn, hay chúng ta đi Tiêu Tương cung nhìn xem. Phong Phi Vân đang định đi qua thì hướng khác bay lên bàn cờ hư không, hai giai nhân tuyệt sắc đang đánh cờ. Cờ trắng và đen giao nhau, có cao có thấp, trong cờ lại có cờ kỳ diệu. Hai vị giai nhân xinh đẹp đều là cao thủ đánh cờ,
không chỉ quốc sắc thiên hương mà còn tài hoa xuất chúng. Phong Phi Vân nói, Long La Phù và Cửu Thiên Yên Vũ đang đánh cờ. Long La Phù là hoàng nữ, Cửu Thiên Yên Vũ là tài nữ. Không biết bọn họ kỳ phùng địch thủ, người nào hơn một bậc. Thạch Lan lên tiếng, Sư Tôn, vậy chúng ta đi La Phù cung nhìn xem. Phong Phi Vân cười cười lắc đầu, chắp tay sau lưng lướt qua hai cung điện đi Nhất Nguyên Cung, nơi ở của đế hậu. Mọi người đều biết Phong Phi Vân sẽ đến hậu cung, Nam Cung Hồng Nhan và Long La Phù làm gì không đấu đá nhau. Phong Phi Vân đến chỗ ai trước chứng minh hắn thích người kia hơn, chứng minh bọn họ cao tay hơn một bậc. Phong Phi Vân hiểu điều đó nên không đến chỗ ai mà trực tiếp tìm Hiên Viên Nhất Nhất để yên tĩnh. Nhưng chỗ Hiên Viên Nhất Nhất cũng không yên lặng. Phong Phi Vân mới vào thì thấy Lưu Tô Tử, Mặc Giao Giao, Hiên Viên Nhất Nhất đang ngồi uống rượu dưới cây quế, mắt sáng rực nhìn qua. Thấy Phong Phi Vân đến, Mặc Giao Giao cười tủm tỉm. Thấy chưa, thấy ta nói đúng không? Long La Phù và Nam Cung Hồng Nhan đấu pháp chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng người được lợi là chúng ta. Phong Phi Vân cười nói. Tôn Hoàng, nơi này là hậu cung của bản đế, nàng ở đây là muốn làm phi tử của bản đế sao? Mặc Giao Giao nũng nịu nói. Đại đế xuất thế, nô gia nào dám xưng hoàng. Vóc dáng Mặc Giao Giao cao kiều, ngực đẫy đà, đường cong biêu nhã, người phát ra yêu khí đậm đặc, hồ ly tinh hơn cả hồ ly chính hiệu. Bốn người uống rượu, trò chuyện dưới cây quế. Lại có một số đế quý nhân mới vào cung mua hát. Tất cả là mỹ nhân tuyệt thế, muốn nương cơ hội lọt vào mắt đại đế, trở thành phi tử được sủng hạnh. Mãi đến ban đêm Phong Phi Vân ở lại Nhất Nguyên Cung. Phong Phi Vân nhìn Hiên Viên Nhất Nhất, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn không nói ra chuyện Địa Hoàng Đại Thánh. Phong Phi Vân chỉ bảo, có lẽ ngày mai ta sẽ đi. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi, Bao La Cao sẽ về. Hiên Viên Nhất Nhất sớm biết đại kiếp nạn chưa qua, Phong Phi Vân sẽ rời đi, giải quyết kẻ thù cuối cùng. Phong Phi Vân chưa từng nói kẻ thù là ai. Phong Phi Vân né tránh câu hỏi. Sau khi ta đi nàng hãy quan tâm Nạp Lan Tuyết Tiên nhiều chút. La Phù, Hồng Nhan là nữ nhân hiếu thắng, say mê quyền thế. Về tu vi thì Nạp Lan Tuyết Tiên không bằng bọn họ, sắc đẹp cũng kém hơn, lại không có cường giả che chở. Nhưng Nạp Lan Tuyết Tiên là một trong bốn thiên phi, sẽ bị người ghen ghét, bây giờ ta chỉ biết giao Nạp Lan Tuyết Tiên cho nàng. Sáng sớm Nạp Lan Tuyết Tiên đòi Phong Phi Vân cho đứa con. Có thể thấy nha đầu ngốc tuy hơi mơ hồ nhưng cũng cảm thấy nguy hiểm. Phong Phi Vân đoán được tình cảnh của Nạp Lan Tuyết Tiên không hay ho gì, khi hắn rời đi không chừng nàng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục trong hậu cung tranh quyền đoạt lợi. Phong Phi Vân lấy 10 khối kim bài miễn tử ra, giao cho Hiên Viên Nhất Nhất. Cho Nạp Lan Tuyết Tiên một khối đi, còn lại 9 khối tùy nàng quyết định. Phong Phi Vân tin tưởng ánh mắt của mình, hắn rất tin Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất cất 10 khối kim bài miễn tử. Thần thiếp chưa suy nghĩ đến chuyện này, xem ra không nên để nàng làm thiên phi, đúng là chỉ có hại cho nàng. Mặc Giao Giao lên tiếng. Cứ yên tâm giao nha đầu kia cho chúng ta, chắc chắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt thay ngươi. Hai vị thần phi nương nương muốn đụng vào nàng phải xem chúng ta có đồng ý không. Mặc Giao Giao mặc hồ cừu màu trắng lộ ra nửa phần ngực trắng, quyến rũ mê người. Mặc Giao Giao giơ chén ngọc nhấp một hớp. Phong Phi Vân cười nói. Có câu nói của nàng thì ta yên tâm. Đêm nay ta ở lại đây, Giao Giao, Tô Tử cũng ở lại đi. Dưới cây quế, gió thổi lá rụng. Vẻ mặt Mặc Giao Giao, Lưu Tô Tử kỳ dị nhìn Hiên Viên Nhất Nhất, cuối cùng nhẹ gật đầu, khuôn mặt trắng nõn hay hồng. Trên đời này luôn có chuyện làm người ta thân bất do kỷ, Đại Thánh cũng không thể thích gì làm nấy. Khi ánh nắng ngày thứ hai chiếu mặt đất, Phong Phi Vân rời khỏi Ôn Nhu Hương, bước trên con đường mình nên đi. Lần này Phong Phi Vân lên đường một mình, đi giải quyết kẻ thù cuối cùng đến từ sâu trong trời sao. Dù Phong Phi Vân không tìm đối phương thì kẻ đó cũng sẽ tìm hắn, nên Phong Phi Vân chủ động tấn công. Phong Phi Vân cưỡi trên thanh đồng cổ thuyền lại đến trời sao Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Nơi này đã sớm tan vỡ, khắp nơi là khe nứt không gian, hầu như đánh nát hết ngôi sao. Bốn phía là mảnh nhỏ thiên thạch, trên mảnh nhỏ còn đốt thần hỏa, vĩnh hằng không tắt. Tiểu linh tiên giới cũng tan vỡ thành mấy mảnh đại lục lơ lửng trong trời sao, không có sinh linh nào sống, tất cả chết hết. Các tia chớp lóe sắc vàng sừng sững trên đại lục nhưng đa số đã sụp đổ chỉ còn mây cây cột trống trời khắc rồng, bậc thang bạch ngọc bị nấu chảy.
Tóm lại mọi người trước mắt cô quạnh, hủy diệt. Trên đại lục còn bắn lên các luồng sáng thứ tiên. Lực lượng thứ tiên còn sót lại trong trời sau này, khiến nơi này thành mảnh đất cấm kỵ. Nếu ngươi cảnh giới thánh linh mà xông vào sẽ chết chắc. Địa hoàng, âm cực đạo nhân đại chiến quá hung mãnh. Các tu sĩ vực ngoại đã chết hết vì ra âm cuộc chiến. Ngàn vạn năm sau e rằng nơi này trở thành cấm địa tu sĩ thời đại đó mạo hiểm tìm báu vật. Phong Phi Vân rời khỏi thiên địa tiểu linh tiên giới vỡ vụn, đi sâu vào hỗn loạn. Trung tâm trời sao tan nát có một lỗ đen. Nhìn từ xa một mảnh tối đen, nuốt hết thiên thạch vụn, ánh sáng cũng không chạy thoát. Lỗ đen này từng là trung tâm của Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, địa hoàng đại thánh xây dựng thành địa ngục. Hiện tại chỉ có lỗ đen này là còn giữ lại. Phong Phi Vân bước vào lỗ đen, bị lực lượng lỗ đen kéo vào địa ngục. Địa ngục bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, phong đô quỷ thành đã biến mất, hoàng tuyệt ngừng chảy, cầu nại hà mất tích. Mảnh nhỏ ánh sao đầy đất, hoang vắng, cô quạnh, lạnh lẽo, hắc ám, càng không có sức sống hơn trước kia. 18 tầng địa ngục bị đánh thủng, luân hồi lộ bị chém đứt, ao luân hồi khô cạn. Không có sinh mệnh để lại, không quỷ hồn nào sống sót. Phong Phi Vân định rời khỏi địa ngục đột nhiên dừng bước, vung tay áo. Một mảnh nhỏ ngôi sao dài mấy ngàn dặm bay ra ngoài lộ ra cái hố to, dưới hố có một ao xác, trong ao nằm nửa xác người. Xác người chỉ còn nửa thân thể, dưới eo bị ao xác hòa tan, nửa người trên bao bọc áo đen lóe ánh sáng tà dị. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh cái hố to, rót ánh sáng đại thánh vào nửa xác người. Xác người bốc cháy lên lửa sinh mệnh yếu ớt, trong áo đen, đôi mắt làm âm u từ từ mở ra, như hai đốm lửa ma chơi trong hắc ám. Phong Phi Vân kêu lên. Vô đạo tiền bối. Nửa xác người thấy Phong Phi Vân đứng bên cạnh ao xác thì mỉm cười nói. Phong Phi Vân, quả nhiên lão phu không nhìn lầm, người đột phá đến. Đại thánh cảnh, nhất nhất có khỏe không? Nàng rất khỏe, tiền bối yên tâm đi. Phong Phi Vân hỏi. Địa hoàng, âm cực đạo nhân đi đâu? Trạng thái vô đạo rất tệ, đã gần hình thần đều diệt. Phong Phi Vân sử dụng ánh sáng đại thánh buộc vô đạo ngưng tụ đoàn lửa sự sống, lửa sắp tắt, như hồi quang phản chiếu. Cửa, tiên giới. Nói xong ba chữ này lửa sinh mệnh vụt tắt, thân thể vô đạo bị ao xác hòa tan. Phong Phi Vân nhìn vô đạo biến mất trước mắt mình, tuy hắn là đại thánh nhưng không thể cứu vô đạo. Vô đạo bị lực lượng thứ tiên chém trúng thân thể, không cứu sống được. Cửa tiên giới rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ âm cực đạo nhân, địa hoàng đã vào cửa tiên giới? Phong Phi Vân nhắm mắt lại, sử dụng chân lực đại thánh suy tính nhưng vẫn không tìm được kết quả gì. Cửa tiên giới hư vô mờ mịt, đại thánh không thể tìm thấy tung tích của nó. Phong Phi Vân rời khỏi địa ngục, bước trên con đường tìm cửa tiên giới. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên thanh đồng cổ thuyền, chán bay ra một khối tiên thạch năm sắc. Tiên thạch cao cỡ 7 thước, trong suốt, tiên khí lượn lờ. Bên trong bao bọc một nữ tiên xinh đẹp, mình người đuôi rắn. Phong Phi Vân chia ra một luồng tinh thần xâm nhập vào tiên thạch năm sắc, luồng khí vô hình. Hoa hậu nương nương, hoa hậu nương nương. Trên thái cực bát phương tế đài, lúc bị địa hoàng đại thánh, âm cực đạo nhân công kích Phong Phi Vân cảm nhận được hoa hậu nương nương thức tỉnh, nhưng sau này hắn kêu hoa hậu nương nương mấy lần đều thất bại. Chẳng lẽ chỉ có lực lượng tiên mới kích thích hoa hậu nương nương thức tỉnh được? Nếu vậy thì phải đi cửa tiên giới. Nhưng cửa tiên giới ở đâu? Phong Phi Vân đang úy từ đột nhiên trợn to mắt nói. Đi ra. Hư không gợn sóng, mau ô quy, mau thành thật vượt qua cánh cửa hư không đáp xuống thanh đồng cổ thuyền. Chúng nó cười nịnh. Phong Phi Vân hỏi. Các ngươi đi theo làm gì? Mau ô quy nghiêm túc nói. Đương nhiên là cùng ngươi chinh chiến, đừng quên chúng ta chính là tổ hợp tốt nhất. Mau thành thật trả lời. Thật ra là vì mấy vị nương nương biết nhị đại gia đi quyết chiến với thứ tiên, không yên tâm nên gia gia đến tìm nhị đại gia trở lại. Gia gia không dám đi nhưng bị Mặc Phi nương nương đánh một trận thì xám xịt chạy đi. Mấy vị nương nương nói muốn chiến thì cùng chết, muốn chết thì cùng chết. Chán Mao Ô Quy nổi gân xanh, cốc vào đầu Mao Thành Thật. Mao Thành Thật choáng váng suýt xíu, mắt đầy sao vàng. Mao Ô Quy cười nịnh. Đừng nghe con nít nói bậy bạ. Thật ra ta nhìn thấu sống chết, thật sự, dù đối thủ có là thứ tiên thì ta không chút e ngại. Trong trời sao một đống ngôi sao tan nát, dao động không gian cường đại truyền đến, chấn động nhiều ngôi sao vỡ ra.
Mao Ô Quy sợ hãi mặt xanh mét. Thứ tiên đến rồi sao? Mao Ô Quy ngã ra sàn tàu, mắt trợn trắng, đuôi cứng ngắc. Phong Phi Vân đứng dậy nhìn trong trời sao hỗn độn, một chiếc thuyền to màu xanh bay ra từ hư không, thuyền điều này như dãy núi tỏa thần quang màu xanh như thuyền cổ thần linh. Trên thuyền to có một nam nhân uy nghiêm đứng, khuôn mặt hơi giống Phong Phi Vân nhưng chỉ khoảng 30 tuổi. Nam nhân phá nát thời không bay ra. Nam nhân uy nghiêm ôm nữ thánh xinh đẹp mặc áo đạo, dựa sát vào nhau, ánh mắt dịu dàng. Đuôi thuyền lớn màu xanh đứng một nữ nhân áo xanh trẻ tuổi, một lão nhân tóc bạc lưa thưa, là Thanh Y, ngư gia đã lâu không gặp. Mao Thành Thật kéo đuôi Mao Ô Quy xách lên. Gia gia đừng giả chết, không sao, không phải thứ tiên, là người mình. Mao Ô Quy hí mắt thấy thuyền nhỏ màu xanh bay đến thì thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói. Thành Thật, thả ta ra. Mao Thành Thật vừa buông tay thì Mao Ô Quy rớt xuống sàn tàu, đầu đập xuống đất. Đùng. Mao Ô Quy lại cốc đầu Mao Thành Thật hai cái, quay sang nhìn thuyền nhỏ màu xanh. Mao Ô Quy nói. Là Thanh Y, Thanh Liên nữ thánh, và cả ngư gia. Nam nhân kia là ai? Sao giống Phong Phi Vân quá? Thuyền nhỏ màu xanh đậu bên cạnh thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân ngây người nhìn nam nhân trung niên bước xuống từ thuyền nhỏ màu xanh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân đã không là thiếu niên thơ ngây, hắn là đại đế đương thời, biểu tình rất bình tĩnh. Phong Phi Vân trầm ổn hỏi. Phụ thân, chẳng phải phụ thân đã đi quá khứ sao? Nam nhân trung niên là phụ thân của Phong Phi Vân, Phong Vạn Bằng, từng là thiên vu đại thần. Tu vi của Phong Vạn Bằng đến đẳng cấp thánh tiên, chắp tay sau lưng cười nói. Đúng rồi, ta đi quá khứ cứu lại một số tiếc nuối. Phong Vạn Bằng liếc hướng Thanh Liên nữ thánh, mỉm cười dịu dàng. Phong Phi Vân hỏi. Phụ thân trở về quá khứ chỉ vì. Phong Phi Vân nhìn Thanh Liên nữ thánh. Chỉ vì cứu lại một số tiếc nuối. Phong Phi Vân luôn cho rằng phụ thân đi quá khứ, mẫu thân đi tương lai vì liên quan đến kiếp nạn Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Đi tìm đường sống cho người trong thiên hạ. Phong Phi Vân không ngờ mục đích phụ thân đi quá khứ là đơn giản như vậy, chỉ vì tìm về tình nhân của mình. Phong Vạn Bằng nói. Đối với ta đây là chuyện quan trọng nhất nhất, cũng là điều hối hận nhất. Trên đời còn có gì quan trọng hơn điều này? Mỗi người có câu chuyện của mình, trong câu chuyện người đó là nhân vật chính, làm bất cứ chuyện gì đều quan trọng nhất với mình. Phong Vạn Bằng cho rằng chuyện quan trọng nhất là đi cứu lại, tiếc nuối, quá khứ. Phong Phi Vân cho rằng quan trọng nhất là bảo vệ bằng hữu, người thân, người yêu bên cạnh mình, người trong thiên hạ. Đứng vị trí khác nhau, cách suy nghĩ cũng khác. Phong Phi Vân nhướng mày nói. Vậy mẫu thân của ta đi tương lai vì cái gì? Cái này. Phong Vạn Bằng bấm đốt tay suy tính, biến sắc mặt nói. Thuyền cổ thần linh màu xanh này để lại cho ngươi, có lẽ sẽ giúp ích được. Chúng ta đi. Phong Vạn Bằng thi triển đại thần thông. Vận chuyển tinh không na di đại thuật đưa gã, Thanh Liên nữ thánh, ngư gia, Thanh Y rời khỏi không gian này, biến mất trong trời sao. Đến vội vàng, đi cũng nhanh. Đám người Phong Vạn Bằng, ngư gia mới đi không lâu thì thời không lại mở ra, nữ nhân xinh đẹp đầu có hai sừng rồng chạy ra khỏi thời không. Người nàng có nhiều vết thương, máu thánh nhuộm đỏ trời sao. Đúng vậy, nàng từ tương lai trốn về, gặp nguy hiểm đáng sợ. Hơn nữa trong thời không tương lai bay ra lực lượng khủng bố đuổi theo nữ nhân, định cách thời không giết nàng. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, chín chết một sống. Nhìn ngó thiên cơ một chút có cần đuổi tận giết tuyệt vậy không? Nữ nhân đầu mọc sừng rồng như sao băng xuyên qua dãy sao. Thủ ấn to đánh ra hư không đuổi theo sau nàng. Nữ nhân đột nhiên biến thành con tổ long to lớn, lưng mọc đôi cánh, tốc độ nhanh gấp đôi. Cánh rồng vỗ có ngôi sao bay ra. Tu vi của nàng đến cảnh giới tổ thánh, mỗi hơi thở rồng chấn trời sao rung rinh. Phong Phi Vân an nức người bay ra, đứng trước thủ ấn to lớn. Phong Phi Vân vươn bàn tay rực rỡ sắc vàng, Phật quang bắn ra đánh vào thủ ấn to lớn. Thủ ấn chứa lực lượng thánh như có thể khiến thiên địa tịch diệt. Bùm! Hai thủ ấn cùng tan vỡ, tạo thành hỗn là ẩn lớn trong trời sao, hình thành vòng xoáy sao. Phong Phi Vân đứng bên cạnh vòng xoáy sao. Sừng sững như núi, vạt áo không bay lên. Phong Phi Vân như vị thần đứng dưới trời sao. Long Thanh Tuyền biến về hình người, vết máu loang lổ, nhiều chỗ bị thương tận gốc rễ nhưng nàng không quan tâm.
Long Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, răng cắn môi, hai hàng lệ rơi. Lòng Long Thanh Tuyền rất cay đắng, thấy có lỗi, vui sướng, yêu thương, hoảng hốt. Người rất khó thấy nhiều cảm xúc như thế trong mắt Thánh Linh, chỉ có thể nói lên hiện giờ tình cảm trong lòng nàng trào dâng khó mà ức chế. Vân Nhi. Mắt Long Thanh Tuyền ngấn lệ ôm Phong Phi Vân vào lòng, siết chặt, khóc lạc giọng. Xin lỗi, xin lỗi. Ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi. Ta nên ở bên cạnh ngươi từ nhỏ, bảo vệ ngươi, che chở ngươi, dạy dỗ ngươi. Nhưng ta có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể ở bên cạnh ngươi. Ta không thể dạy ngươi viết chữ từ nhỏ, dạy ngươi luyện quyền, mặc đồ cho ngươi, làm đôi giày cho ngươi mang. Ta không phải mẫu thân tốt, không phải, ta không phải. Trong lòng nữ nhân yêu nhất chưa chắc là trượng phu của mình, có lẽ là nhi tử của nàng. Trong lòng nam nhân yêu nhất chưa chắc là thê tử của mình, có lẽ là thê tử của người khác. Long Thanh Tuyền cảm xúc kích động, mặt đầy nước mắt, tay vuốt ve mặt Phong Phi Vân. Long Thanh Tuyền nhìn khuôn mặt hơi xa lạ, lòng áy náy và hối hận càng sâu hơn. Một đứa trẻ khi còn nhỏ không có mẫu thân thì cô đơn biết bao, thiếu tình thương biết mấy. Phong Phi Vân chậm rãi giơ tay ôm Long Thanh Tuyền vào lòng, ánh mắt chua xót. Phong Phi Vân nuốt nước miếng, nói. Mẫu thân, ta không trách mẫu thân. Mắt Long Thanh Tuyền trào lệ nhưng nghe Phong Phi Vân kêu tiếng mẫu thân thì nàng mỉm cười, nụ cười đẫm lệ. Mao Ô Quy cũng lau nước mắt. Thật đáng thương quá, mẫu tử nhận nhau, tình cảm sâu đậm. Mao Thành thật thì khóc sướt mướt, đau lòng tuyệt vọng. Ra ra, khóc không ra thì đừng giả bộ. Ra ra có mẫu thân mãi mãi không hiểu nỗi đau của ngươi không có mẫu thân như chúng ta. Thật lâu sau Phong Phi Vân, Long Thanh Tuyền quay về Thanh Đồng Cổ Thuyền, ngồi dưới đất. Phong Phi Vân dùng lực lượng đại thánh giúp Long Thanh Tuyền chữa lành vết thương, quan tâm hỏi. Mẫu thân đi tương lai gặp nguy hiểm gì? Tại sao bị lực lượng thiên đạo phản phệ? Long Thanh Tuyền đã rời khỏi cảm xúc bi thương khi gặp nhi tử, trở lại khí chất tổ thánh. Long Thanh Tuyền hỏi. Mục đích chúng ta tu tiên là vì cái gì? Phong Phi Vân đáp. Đương nhiên à thành tiên. Long Thanh Tuyền nói. Đúng vậy, nhưng muốn thành tiên nói dễ hơn làm. Từ xưa đến nay chưa từng nghe có người thật sự thành tiên. Ta đi tương lai vì hai mục đích. Thứ nhất, Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới sẽ xảy ra đại kiếp nạn diệt thế, ta muốn chứng kiến vài thứ trước tiên. Không chừng có thể tìm ra cơ hội để gia đình chúng ta sống sót được. Tiếc rằng ta gặp chút rắc rối trong tương lai, khi về thì đã muộn. Lúc ta về Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới đã bị hủy hoại. Long Thanh Tuyền nhìn trời sao tan vỡ trước mặt, lòng buồn bã. Long Thanh Tuyền mỉm cười nói. May mắn là ngươi còn sống, miễn ngươi sống thì mẫu thân rất vui mừng. Phong Phi Vân hỏi. Vậy mục đích thứ hai là gì? Long Thanh Tuyền nói. Mục đích thứ hai là ta và phụ thân của ngươi giống nhau, muốn tìm vị trí cửa tiên giới. Mỗi cách ba lượng kiếp pháp lực thì cửa tiên giới sẽ mở một lần, bỏ qua cơ hội sẽ phải chờ ba lượng kiếp pháp lực tiếp. Không ai biết cửa tiên giới ở đâu. Nhưng ta và phụ thân của ngươi đã phân tích, trên đời này có truyền thuyết về cửa tiên giới chứng minh trong quá khứ nó từng mở, tương lai cũng sẽ mở. Phụ thân của ngươi chọn đi quá khứ tìm cửa tiên giới, ta thì đi tương lai. Nghe câu này mí mắt Phong Phi Vân co giật, đã hiểu tại sao phụ thân bỏ trốn. Thì ra bọn họ đi quá khứ và tương lai vì mục đích này. Mắt Long Thanh Tuyền buồn phiền nhìn trời sao mênh mông. Dù là quá khứ hay tương lai đều tràn ngập nguy hiểm. Sơ sẩy một cái là sẽ lạc trong thời không rắc rối phức tạp, có thể sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi, bị lực lượng thiên đạo phát hiện rồi giết. Phụ thân của ngươi đi quá khứ tìm vị trí cửa tiên giới phải đến đoạn thời không cuối thời kỳ thái cổ, mức độ nguy hiểm khó mà ước chừng. Không biết hắn còn sống quay về hay không? Long Thanh Tuyền rất lo, định đi quá khứ tìm Phong Vạn Bằng, sợ gã gặp nguy hiểm. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy biểu tình quái dị. Mao Thành thật cười to bảo. Người bị lừa, thật ra phụ thân của nhị đại gia sớm trở về. Hắn đi quá khứ là vì cứu lại Thanh Liên nữ thánh Tình An Han cũng chứ không tìm cửa tiên giới gì. Người bị hắn lừa thảm rồi, ha 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 ha. Mới rồi ta thấy hắn và Thanh Liên nữ thánh đi qua đây. Long Thanh Tuyền sầm mặt, mắt sinh ra sát khí lạnh băng, lòng uy hùng dũng bùng nổ. Phong Phi Vân vỗ trán, lòng thầm la to. Tiêu đời. Mao Ô Quy toát mồ hôi lạnh đè Mao Thành thật xuống đất, đánh mông nó.
nhãi danh nói bậy bạ cái gì? Mao Ô Quy quay đầu cười nịnh với Long Thanh Tuyền. Không có chuyện này, nhóc con không hiểu chuyện nói bậy bạ, ta sẽ xử nó sau. Con nít mới không nói bậy, ta tên Mao Thành thật, chỉ nói thật. Phụ thân của nhị đại gia đúng là đi quá khứ hẹn hò với tình nhân, không chừng bây giờ đã đi đâu phong lưu vui vẻ. Hành động lừa gạt này chúng ta phải nghiêm trọng. Mao Ô Quy ngồi đè lên Mao Thành thật, che miệng nó lại. Phong Phi Vân nói. Mẫu thân, thật ra thì... Long Thanh Tuyền hít sâu, cười nói. Không sao, thật sự. Long Thanh Tuyền biểu hiện rất bình tĩnh, thản nhiên. Tay Long Thanh Tuyền nhéo đuôi Mao Ô Quy, nó mếu. Phong Phi Vân gãi mũi hỏi dò. Mẫu thân, đến cảnh giới thánh linh có thể lĩnh ngộ lực lượng thời gian, đi quá khứ và tương lai nhưng không thể thay đổi thứ gì trong không gian đó, chỉ có thể làm người đứng xem. Có thật vậy không? Phong Phi Vân muốn đi quá khứ tìm một người đã biến mất khỏi thế giới này, hy vọng có thể mang nàng về hiện tại. Phong Phi Vân biết đây chỉ là ý định đơn phương của hắn. Long Thanh Tuyền trả lời. Về mặt lý luận thì là thế. Nhưng miễn là tu vi đủ mạnh lại không ảnh hưởng đại thế phát triển thì có thể thay đổi chi tiết nhỏ trong thời không quá khứ và hắc ám. Nhưng dù ngươi chỉ di chuyển vị trí một sợi tóc trong thời không quá khứ sẽ phải trả giá rất lớn. Ví dụ đưa người đã chết từ quá khứ đến hiện tại thì cái giá càng lớn hơn, tiên nhân cũng sẽ chết. Long Thanh Tuyền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân nên ốc ý cảnh cáo. Tiên nhân cũng không thể đưa người từ quá khứ về hiện tại. Phong Phi Vân siết chặt nắm đấm, lòng cay đắng, hy vọng cuối cùng cũng mất. Chắc là không thể, nhưng không nói trước được, dù sao phàm phu tục tử chúng ta không thể phỏng đoán được lực lượng tiên nhân. Long Thanh Tuyền biết trong lòng Phong Phi Vân có tâm kết, cũng có thể nói là tâm ma, hung ma của Đại Thánh. Long Thanh Tuyền đổi đề tài, không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa. Long Thanh Tuyền nói, chúng ta nói tiếp về cửa tiên giới đi, trong tương lai cửa tiên giới mở ra. Khi a ấy có luồng sáng trắng bắn ra từ địa ngục, ta thấy hai cường giả tuyệt đỉnh đi vào, biến mất trong ánh sáng trắng kia. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Cửa tiên giới ở địa ngục. Long Thanh Tuyền trầm ngâm nói. Địa ngục là sửa từ lỗ đen này, người biết đúng không? Phong Phi Vân gật đầu. Long Thanh Tuyền lại nói. Trong vũ trụ có vô số lỗ đen, trong truyền thuyết mỗi lỗ đen mặt sau có lõ trắng. Trong lỗ trắng đi thông vũ trụ khác. Tức là phản vũ trụ bình hành trong sách cổ nói. Nếu cha đoán đúng thì lỗ trắng sau địa ngục là cửa tiên giới trong truyền thuyết. Lỗ trắng đi thông vân chi tiên giới, nên cái gọi là vân chi tiên giới chính là thế giới vũ trụ càng ổn định, bí ẩn hơn, là chỗ tụ hội tất cả vũ trụ bình hành. Chỉ có người mạnh nhất vũ trụ bình hành mới có thể bước vào cửa tiên giới, đến vân chi tiên giới. Phong Phi Vân hỏi, cửa tiên giới nằm ở đằng sau địa ngục. Hèn gì từ xưa đến nay không ai tìm ra cửa tiên giới. Trong lòng Phong Phi Vân có tâm kết, khó mở hút được, đó là ma hiểm của hắn. Nếu tu vi của ta đến cảnh giới tiên cộng thêm lực lượng thời gian bạch ngọc cổ thuyền, chưa chắc không thể đi quá khứ thay đổi vài thứ. Muốn thành tiên thì phải đi cửa tiên giới. Long Thanh Tuyền rời đi. Khi Long Thanh Tuyền đi lửa giận lại đốt cháy, suýt đốt luôn trời sao. Mao Ô Quy, Mao Thành thật đứng trên thanh đồng cổ thuyền. Ngước nhìn trời sao góc 45 độ, cầu nguyện cho nam nhân nào đó đang hẹn hò với tình nhân. Phong Phi Vân có 4 linh chu là thanh đồng cổ thuyền đối ứng Long Mã Hà Đồ, có 6 loại lực lượng. Bạch Ngọc cổ thuyền vốn thuộc về Đông Phương Kính Nguyệt, đối ứng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, có lực lượng thời gian. Thần thuyền màu tím của Phong Tiểu Long, đối ứng Thần Vương Phi Thiên Đồ, có tiên lực nhạt. Thuyền nhỏ màu xanh của Thanh Y, đối ứng U Minh Thần Tháp Đồ, địa biểu sự sống. 4 thuyền cổ thần linh này nằm trong tay Phong Phi Vân. Tinh hồng quỷ thuyền nằm trong tay nữ ma, đối ứng bách quỷ phó yến đồ, đại biểu lực lượng tử vong. Thuyền cổ đất vàng nằm trong tay điện cực dương thiên thần, đối ứng tử dương cổ đỉnh đồ, đại biểu lực lượng ngũ hành. Rất có thể điện cực dương thiên thần đi chung với âm cực đạo nhân, vì gã vốn là phân thân của âm cực đạo nhân. Hiện giờ chỉ còn một loại thuyền cổ thần linh chưa xuất thế. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm Mao Ô Quy, ánh mắt kỳ lạ. Mao Ô Quy thấy rợn tóc gáy, rụt đầu nói. Nhìn ta làm gì? Phong Phi Vân túm Mao Ô Quy, cởi mai rùa trên người nó ra. Mai rùa loang lổ rỉ sét, đan sen hoa văn cổ xưa. Mao Ô Quy không còn mai rùa, nó như con vịt nhỏ màu trắng. Mao Ô Quy la làng.
bà nội nó, sau khi thành đại thánh thì ăn hiếp người. Cái, này. Mao Ô Quy nhìn chằm chằm mai rùa trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra lực lượng đại thánh bao bọc mai rùa, nó bay lên cao bắn ra ánh sáng chói mắt. Hà khí tản ra, các vết rỉ sét rơi xuống, hoa văn nứt rạn, ánh sáng trắng lấp lánh. Bùm! Vết rỉ sét rơi xuống, mai rùa xoay lại, phát ra ánh sáng cổ kính bí ẩn thành một con thuyền nhỏ mai rùa. Miểu quỷ ban chỉ trên tay Phong Phi Vân bay ra bức thần đồ cổ xưa, bát quái huyền văn đồ, lơ lửng ở tận cùng thuyền nhỏ mau rùa, hình thành hoa văn huyền diệu vô song như quẻ văn, bát quái, tranh rùa. Mai rùa thần thuyền đối ứng bát quái huyền văn đồ. Ầm 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 ầm. Mai rùa thần thuyền biến to gấp ức vạn lần thành thần thuyền vô biên, bí hiểm khó lường, chảy xuôi lực lượng không gian. Má ơi! Mao Ô Quy nhìn mai rùa thần thuyền lơ lửng trong trời sao, vô số thần quang chảy xuôi trên thuyền phát ra ánh sáng hơn cả vì sao. Mao Ô Quy nhễu nước miếng. Mai rùa, đây là mai rùa của ta. Mao Ô Quy cõng mai rùa thần thuyền này trên vạn năm, luôn xem nó là cái mai không thể phá. Mao Ô Quy chưa từng nghĩ đến nó là thần thuyền tiên giới, quá kích động. Phong Phi Vân nói, ta tạm trưng dụng mai rùa thần thuyền. Phong Phi Vân xòe tay ra, mai rùa thần thuyền khổng lồ rơi vào lòng bàn tay hắn, biến nhỏ xinh. Mao Ô Quy không cào nhau cái gì, nó biết Phong Phi Vân sắp nhờ vào năm chiếc thuyền cổ thần linh làm việc lớn. Trong mắt Mao Ô Quy xoay tròn. Bây giờ ngươi sắp đi cửa tiên giới đúng không? Phong Phi Vân gật đầu, nói. Đúng vậy. Phong Phi Vân vốn định mượn tinh hồng quỷ thuyền của nữ ma, nhưng sau khi biết địa hoàng đại thánh, âm cực đạo nhân đã vào cửa tiên giới thì hắn không đợi được nữa. Phong Phi Vân muốn chạy vào cửa tiên giới ngay. Tiếp dẫn đạo nhân từng chiến đấu với Hoa hậu nương nương, tuy chỉ là một sứ giả tiếp dẫn ở bến đò tiên nhân nhưng tất cả tiên nhân trong vân chi tiên giới được tiếp dẫn đạo nhân dẫn độ, có thể nói tư cách già nhất trong các tiên nhân. Không phải tiên nhân lại đáng sợ hơn tiên nhân. Trong năm tháng vô tận trước kia Hoa hậu nương nương đánh tiếp dẫn đạo nhân chỉ còn khối tiên cốt, tiếp dẫn đạo nhân trọng sinh tu lại, lần nữa đến cảnh giới thứ tiên. Nếu để tiếp dẫn đạo nhân bước qua cửa tiên giới, tiếp xúc tiên khí thì tu vi sẽ tăng vọt, không chừng lại bước vào tiên cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao. Tiếp dẫn đạo nhân vào cửa tiên giới càng lâu thì tu vi càng mạnh, Phong Phi Vân không thể cho tiếp dẫn đạo nhân cơ hội biến mạnh được. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Hy vọng đến cửa tiên giới trước khi hắn chấn áp địa hoàng. Hợp sức với địa hoàng có lẽ sẽ chấn áp hắn được. Mao Ô Quy hỏi. Có thể mang ta đi cửa tiên giới được không? Ta cũng muốn đắc đạo thành tiên. Mắt Mao Thành thật sáng rực, vẻ mặt khao khát. Đại thánh còn khát vọng thành tiên chứ nói gì chúng nó. Phong Phi Vân gật đầu, mang Mao Thành thật, Mao Ô Quy cùng lên đường. Phong Phi Vân lại đến địa ngục, đi hướng tầng thứ 18. Tận cùng địa ngục chắc là tận cùng lỗ đen, cũng là lối vào lỗ trắng. Mở ra. Phong Phi Vân dốc hết chân lực đại thánh ra chỉ vào mặt đất, đánh thủng địa ngục tầng thứ 18. Nhưng chân lực đại thánh bị một năng lượng vật chất ám hấp thu, như cục đá rơi vào mặt nước chỉ gợn sóng lăn tăn nhưng không dao động được đại dương. Mao Ô Quy líu lưỡi. Lực lượng đại thánh cũng không mở cửa tiên giới được. Mới rồi Phong Phi Vân bộc phát ra lực lượng một kích làm linh hồn Mao Ô Quy run rẩy. Một kích kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Mỗi cách ba lượng kiếp pháp lực cửa tiên giới mới mở một lần, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian kia. Một khi bỏ qua thì chỉ có lực lượng thứ tiên mới mở cửa tiên giới đi vân chi tiên giới được. Mao Ô Quy không cam lòng. Vậy nên làm sao đây? Từ xưa đến nay chỉ có hai thứ tiên địa hoàng, âm cực đạo nhân. Hơn nữa âm cực đạo nhân là đại nhân vật tiên giới tu lại. Chúng ta đến trước cửa tiên giới, không thể trở về tay không. Cứ nghĩ sẽ đắc đạo nhưng ai ngờ lực lượng của Phong Phi Vân không đủ mở ra cửa tiên giới. Ta dùng 5 chiếc thuyền cổ thần linh thử xem. 5 chiếc thuyền cổ thần linh đều đến từ vân chi tiên giới, chắc có thể mở cửa tiên giới ra. Phong Phi Vân lấy 5 chiếc thuyền cổ thần linh ra, chán tỏa thần quang 5 sắc rót vào 5 chiếc thuyền cổ thần linh. Ầm, 5 chiếc thuyền cổ thần linh phát ra lực lượng khổng lồ chấn thiên động địa. Long Mã Hà Đồ, Vạn Gia Đăng Hỏa, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bát Quái Huyền Văn, năm thần đồ nối liền với nhau công kích sâu trong lỗ đen. Vù 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 vù. Một khe nứt không gian bị xé ra, khe hở chỉ cỡ bàn tay, bên trong bắn ra ánh sáng màu trắng.
có khí lưu đậm đặc tràn ra từ khe hở, hơi thở không thuộc về thế giới này, khá giống tiên giới Di Châu. Ánh sáng trắng là khí lưu vượt qua linh khí gấp ức vạn lần, ẩn chứa lực lượng cường đại kinh khủng. Mao Ô Quy chỉ hấp thu một lũ khí lưu đã cảm thấy người kêu răng rắc như sao đậu. Tu vi của Mao Ô Quy từ Minh Nhật Thánh Cảnh trực tiếp lên Thông Thiên Thánh Cảnh. Mao Ô Quy chỉ mới hấp thu một lũ khí lưu đã tăng lên một cảnh giới. Mao Ô Quy kích động trợn tròn mắt. Má ơi, chắc chắn là tiên khí rồi. Cảnh giới Thánh Linh là tôn giả thiên hạ trong vũ trụ này, nhưng không là cái đinh gì ở Vân Chi Tiên Giới. Nếu có thể đi Vân Chi Tiên Giới, từng giây từng phút hô hấp tiên khí, tuyệt đối có thể thành tiên. Nếu ở trong vũ trụ này thì tu vi của Mao Ô Quy tối đa đến Đại Chân Thánh Cảnh, không chừng sẽ chết già. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Mở ra. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng càng rực rỡ, thần quang năm sắc không ngừng tràn ra xé khe hở to hơn, dài cỡ một thước, đủ cho con nít chui qua. Mao Ô Quy thừa dịp này nhảy lên, định lao vào khe nứt cửa tiên giới đi Vân Chi Tiên Giới trước. Bùm! Nhưng Mao Ô Quy mới cách cửa tiên giới hơn 10 trượng đã bị lực lượng vô hình ép chết, thành đống huyết phụ. Huyết phụ ngưng tụ thành thân thể. Mao Ô Quy ủ rũ trốn về, căn nguyên thánh linh bị thương nặng, miệng chảy máu. Mao Ô Quy lắc đầu nguầy nguậy. Không được, chỉ có thứ tiên mới thông qua cửa tiên giới được. Thánh linh khác nếu dám xông cửa tiên giới sẽ bị lực lượng cửa tiên giới xóa sổ, đây là trật tự tiên giới. Mao Thành thật định xông vào nhưng thấy Mao Ô Quy chưa đến gần tiên giới đã suýt chết thì dừng bước. Như Mao Ô Quy nói, chỉ có tu vi đến cảnh giới thứ tiên mới vượt qua thử thách khổng lồ của cửa tiên giới, phi thăng tiên giới. Đây là trật tự của tiên giới, không ai phá vỡ được. Khe hở cửa tiên giới càng lúc càng rộng. Ta thử xem. Phong Phi Vân có tu vi đại thánh, độ mạnh thân thể gần thứ tiên. Phong Phi Vân cưỡi năm thuyền cổ thần linh, dùng lực lượng năm tấm thần đồ ngăn chặn áp lực khổng lồ từ cửa tiên giới, bay vào cửa tiên giới. Lúc sắp đến gần cửa tiên giới, người Phong Phi Vân run bần bật, cơ thể bị lực lượng vô hình đè ép nứt rạn suýt vỡ thành nhiều mảnh, miệng hộc ngụm máu đại thánh. Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn bay vào cửa tiên giới. Bùm! Cửa tiên giới khép lại, địa ngục chìm trong hắc ám. Mao Ô Quy, Mao Thành thật thấy rõ cảnh vừa rồi. Tu vi đại thánh, Phong Phi Vân còn nhờ vào lực lượng 5 chiếc thuyền cổ thần linh mà suýt chết, chỉ miễn cưỡng vào cửa tiên giới được. Đổi lại Mao Ô Quy, Mao Thành thật thì đã là rúm cho thánh linh trên thuyền cổ thần linh. Xem ra kiếp này không hy vọng thành tiên. Mao Ô Quy ngửa đầu thở dài. Đây chính là số mệnh, không phải bất cứ cơ duyên nào có thể bù đắp, tiên đạo thật vô tình. Mao Thành thật nói. Gia Gia, đạo tâm của Gia Gia ma chướng. Nếu ai đều vào cửa tiên giới được thì mỗi người đã thành tiên, tu sĩ còn cần gì vất vả tu luyện. Trực tiếp vào cửa tiên giới là xong. Trước giờ cửa tiên giới không mở cửa cho kẻ đầu cơ trục lợi. Câu nói bình thường nhưng chưa chí lý, Mao Ô Quy ngây người như bị sét đánh, cảnh tỉnh nó. Phong Phi Vân đứng trên 5 chiếc thuyền cổ thần linh, xuyên qua tiên vụ màu trắng, vết thương nứt toác được tiên khí bao phủ nhanh chóng khép lại. Không a lâu sau cơ thể Phong Phi Vân đã lành lặn như ban đầu. Lúc đi qua cửa tiên giới dù có lực lượng 5 chiếc thuyền cổ thần linh bảo vệ nhưng Phong Phi Vân suýt bị lực lượng cửa tiên giới giết. Phong Phi Vân lao vào cửa tiên giới thì áp lực khổng lồ kia mới giảm dần, nhưng nó vẫn tồn tại. Cơ thể Phong Phi Vân nặng nề gấp ức vạn lần. Chỉ có thứ tiên mới vượt qua cửa tiên giới được, tu vi của ta chỉ miễn cưỡng vượt qua. Phong Phi Vân hơ tay, cảm giác giữa ngón tay có các khí lưu di chuyển. Trọng lực tăng 9,2 ức lần, chẳng lẽ đã đến Vân Chi tiên giới trong truyền thuyết? Phong Phi Vân sống trong vũ trụ tuyệt đối không xuất hiện trọng lực gấp 9,2 ức lần, nó áp chế tu sĩ đến trình độ vô cùng khủng bố. Trọng lực gấp 9,2 ức lần mạnh cỡ nào? Một người nặng 100 cân có thể chạy nhanh dưới đất, nhưng kêu cá nhân cõng sắt nặng 100 cân hì đi bộ rất khó khăn, đây mới chỉ xem như trọng lực gấp 2 lần. Tuy đến nơi này lực lượng ức chế rất mạnh nhưng tu vi Phong Phi Vân cao, chưa đến nỗi nửa bước khó đi. Phong Phi Vân đáp xuống đất, cất 5 chiếc thuyền cổ thần linh đi. Thế giới này không tốt đẹp như tiên giới trong truyền thuyết, rất hoang vắng. Đưa mắt nhìn trừ mấy gốc thực vật ra hầu như hoang vu. Mấy gốc thực vật toàn là kỳ dược ính trưởng hàng vạn năm, loại thực vật trước kia Phong Phi Vân chưa từng gặp, không tồn tại trong vũ trụ cũ nào.
Trên đầu Phong Phi Vân là các ngôi sao to lớn, to hơn ngôi sao trong vũ trụ cũ gấp vạn lần, mấy ngàn vạn lần. Nhìn từ xa trên các ngôi sao rực cháy ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Có ngôi sao bị băng dày phủ trùm, không biết có sự sống không. Phong Phi Vân cảm giác sau khi đến thế giới này có các tia khí lưu chui vào tiên thạch năm sắc trên trán, tụ tập trong người Hoa Hậu Nương Nương, sức sống mỏng manh chậm rãi sinh ra. Tiên thạch năm sắc phong Hoa Hậu Nương Nương từ từ hòa tan, lực lượng chảy vào cơ thể Phong Phi Vân, tăng mạnh sức cơ bắp. Phong Phi Vân tùy thời sẽ đột phá cảnh giới thân thể bất tử. Phong Phi Vân thử kêu gọi Hoa Hậu Nương Nương nhưng vẫn thất bại. Phong Phi Vân từ trên trời đáp xuống, khép cánh Phượng Hoàng. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh một dấu chân, chân to cỡ 8 vạn dặm, nham thạch xung quanh bị đốt khét thành mặt kính. Là hơi thở của Địa Hoàng. Phong Phi Vân lại dương cánh Phượng Hoàng tăng tốc độ bay tới trước. Không biết bay bao lâu sau Phong Phi Vân phát hiện một mảnh chiến trường hoang tàn. Địa Hoàng Đại Thánh, Âm Cực Đạo Nhân từng đại chiến kinh thiên động địa tại đây. Phong Phi Vân tiếp tục bay tới trước. Hắn bay khoảng hơn 30 ngày cảm giác thảm thực vật xung quanh càng lúc càng nhiều, cây cối sum xuê. Có thông thiên thần mộc bảy sắc, có cọng cỏ lá tím duỗi ra đâm thẳng tầng mây. Dưới đất có linh thạch trong suốt tỏa ra tiên khí nhàn nhạt. Những linh thạch này không bằng tiên thạch năm sắc nhưng chứa linh lực nhiều hơn linh thạch hạ giới gấp vô số lần. Lại bay hơn 10 ngày, Phong Phi Vân đến bên một địa dương sặc sỡ sắc vàng, bên cạnh biển có một bến đỏ, trên bên đó treo khói thần bài màu tím. Bến đỏ tiên nhân. Bốn chữ bến đỏ tiên nhân tràn ngập thần vận vô tận, mỗi nét bút chứa đạo kinh, mỗi chữ như có một tiên nhân đang giảng đạo. Phong Phi Vân dừng chân lại. Hóa ra thế giới này thật sự có bến đỏ tiên nhân. Chẳng lẽ trước mặt là bể khổ, tại sao gió biển thổi đến ngọt lành như thế? Bên cạnh bến đỏ tiên nhân dậu một con thuyền, làm bằng đất vàng, đầu dê, phát ra hà quang lấp lánh. Trong thuyền cổ đất vàng vọng ra thanh âm già nua. Bể khổ như lòng người, nhiều người trong lòng rất khổ nhưng trên mặt cười càng ngọt ngào. Hãy nói xem bể khổ vớ vẩn hay lòng người vớ vẩn. Phong Phi Vân đi bên bờ biển, nhìn các bóng ảo cũng đứng bên bờ. Mỗi cái bóng độ ngưng tụ khác nhau. Có tăng nhân râu bạc mày trắng. Có đạo sĩ tóc bạc mặt hồng hào. Có nữ nhân đẹp như tranh. Có cổ thú hung mãnh. Có muôn vàn sinh mệnh dị chủng. Bọn họ đứng bên cạnh bể khổ, có nhìn thần bài bến đỏ tiên nhân. Có tính tọa tu luyện, có nhìn mặt biển chờ thuyền đưa. Nhưng khi ngón tay Phong Phi Vân chạm vào thân thể bọn họ thì xuyên thấu qua, tất cả chỉ là ảo ảnh. Thuyền cổ đất vàng đậu ở bến đỏ lại vang giọng già nua. Đừng thắc mắc, bọn họ là chí cường từ các vũ trụ phi thăng, tu vi ai nấy đến cảnh giới thứ tiên, đứng ở bến đỏ chờ Linh Chu trở qua biển đi Vân Chi Tiên Giới. Nơi này chưa phải Vân Chi Tiên Giới sao? Phong Phi Vân thấy bóng dáng Địa Hoàng Đại Thánh. Thân thể cũng hư ảo. Địa Hoàng Đại Thánh đứng bên cạnh bể khổ dường như đang kiếm ai. Lão nhân trên thuyền cổ đất vàng nói. Không phải, chỉ có độ qua bể khổ mới tính ra Vân Chi Tiên Giới thật sự. Nơi này, ta thói quen gọi là thứ tiên giới. Phong Phi Vân đã đến bến đỏ tiên nhân, đứng bên cạnh thuyền cổ đất vàng. Phong Phi Vân hỏi. Nơi này có bao nhiêu không gian? Không gian nào mới là chân thật? Đám người đứng bên cạnh bể khổ. Bao gồm Địa Hoàng Đại Thánh đều là thật, bọn họ là thứ tiên phi thăng từ các vũ trụ, chờ người đưa đò đưa vượt biển. Nhưng bọn họ tồn tại ở không gian khác nhau, nên Phong Phi Vân thấy bóng dáng bọn họ mờ nhạt, không chạm vào thân thể của họ được. Có bao nhiêu vũ trụ thì có bấy nhiêu không gian, mỗi không gian đều là chân thật. Thứ tiên giới là nơi các vũ trụ giao nhau, chúng ta đứng đây có thể thấy hết mọi người nhưng bọn họ không thấy chúng ta, thậm chí không thấy ai khác ngoài chính mình. Phong Phi Vân hỏi, tại sao ngươi không đưa bọn họ qua bể khổ, chẳng lẽ muốn cho bọn họ chờ mãi tại đây sao? Tại sao ta phải đưa bọn họ qua biển? Thanh âm trong thuyền cổ đất vàng hỏi ngược lại. Ta độ bọn họ thành tiên rồi ai độ ta thành tiên? Có ai đồng ý suốt đời làm người đưa đò? Phong Phi Vân im lặng, đây đúng là câu hỏi khó trả lời. Ta tự hỏi mình rất nhiều lần, sau này ta đã biết đáp án. Lão nhân trên thuyền cổ đất vàng nói, chỉ có ta mới độ ta thành tiên được, chỉ khi muôn vàn vũ trụ hạ giới bị hủy diệt, không còn ai cần ta độ vậy ta không cần làm người đưa đò nữa, có thể lập địa thành tiên. Phong Phi Vân nói, đây là lý do Hoa Hậu Nương Nương muốn giết ngươi. Một người đưa đò nếu muốn hủy diệt muôn vàn vũ trụ hạ giới sẽ không được thiên địa chấp nhận.
Phong Phi Vân đã hiểu Lý Hoa Hậu nương nương giết thiếp dẫn đạo nhân. Người trên thuyền cổ đất vàng im lặng nửa ngày, không trả lời câu hỏi của Phong Phi Vân. Người trên thuyền cổ đất vàng chậm rãi nói. Chàng trai, có dám lên thuyền gặp mặt không? Phong Phi Vân ngần ngừ, cuối cùng bước lên thuyền cổ đất vàng. Dù sao đã đến bến đò tiên nhân, với tu vi hiện tại của bọn họ nếu muốn chiến thì đã sớm đánh nhau. Tiếp dẫn đạo nhân muốn ôn chuyện thì Phong Phi Vân không e ngại gì. Một đạo nhân ngồi ở mũi thuyền, mặc áo thái cực bát quái, tay cầm mái chèo, tiên quang trắng lơ lửng trên đầu. Một khối tiên cốt nổi trong tiên quang chứa ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân rất bình tĩnh nói. Không biết ta nên gọi ngươi là tiếp dẫn đạo nhân hay thái cực đạo nhân. Phong Phi Vân nhìn ra được điện cực dương thiên thần, âm cực đạo nhân đã hợp thể, tu vi leo lên độ cao mới, dù không đến cảnh giới tiên thì cũng cách tiên không xa. Tiếp dẫn đạo nhân sớm chết, trong xương khô nảy mềm, sinh mệnh trọng sinh. Ngươi có thể gọi ta là thái cực đạo nhân. Người thái cực đạo nhân chảy khí âm dương ngưng tụ thành ấn bảo binh trên trán. Khí lưu trong thuyền cổ đất vàng dao động theo khi thái cực đạo nhân nói chuyện. Thái cực đạo nhân nhìn chằm chằm tiên thạch năm sắc trên trán Phong Phi Vân, muốn nhìn thấu thân thể hắn. Hoa hậu nương nương chưa thức tỉnh phải không? Phong Phi Vân biết thái cực đạo nhân không ra tay vì kiêng dè hoa hậu nương nương, gã không biết chắc hoa hậu nương nương đã thức tỉnh hay chưa nên không hành động. Thái cực đạo nhân mời Phong Phi Vân lên thuyền cổ đất vàng vì thế. Phong Phi Vân biểu hiện ung dung, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ thần quang năm sắc. Máu, thịt, gân, xương tràn ngập năm sắc màu, lực lượng tỏa thần quang màu sắc khác nhau trong mỗi lỗ chân lông, như các dòng sông. Thái cực đạo nhân nheo mắt nói. Thân thể bất tử, ngũ thải tiên thể, hay, diệu, quả nhiên ngươi được chân truyền của Hoa Hậu. Trở thành người đầu tiên trong thiên địa tu luyện thành ngũ thải tiên thể. Đúng vậy, mới gần đây Phong Phi Vân đã tu thành ngũ thải tiên thể, đạt đến cảnh giới thân thể bất tử, có thể gọi là thứ tiên. Phong Phi Vân cố ý lộ chiêu này là nói cho thái cực đạo nhân biết tu vi của mình thế nào, để thái cực đạo nhân càng kiêng dè hơn. Thái cực đạo nhân thầm nghi ngờ. Chẳng lẽ Hoa Hậu đã thức tỉnh, nếu không Phong Phi Vân làm sao tu thành ngũ thải tiên thể được? Thái cực đạo nhân ngồi ở mũi thuyền, trí tuệ trong lòng di chuyển nhanh. Phong Phi Vân nói, chỉ mới tu thành thân thể bất tử, cách thành tiên còn rất xa. Thái cực đạo nhân lắc đầu, nói, ngươi biết Hoa Hậu có địa vị cao cỡ nào trong vân chi tiên giới không? Ngươi là đệ tử của nàng, lại tu thành ngũ thải tiên thể, thành tiên chỉ là chuyện sớm hay muộn, thậm chí đến cảnh giới cao hơn. Mấy cái này chỉ là vấn đề thời gian. Phong Phi Vân vẫn không để bụng. Ta chỉ tò mò một chuyện, có phải tiền bối tạo ra diệt thế thần bia? Thái cực đạo nhân vuốt râu cười tủm tỉm. Đúng vậy, tế luyện diệt thế thần bia vì hủy diệt vũ trụ các ngươi ở. Thái cực đạo nhân biểu hiện thản nhiên, không che lấp gì. Tu vi đến cảnh giới như thái cực đạo nhân không cần che giấu. Phong Phi Vân nói, trong diệt thế thần bia chi tâm có một vũ trụ chết, đó là gì? Thái cực đạo nhân trả lời. Là vũ trụ bị ta hủy diệt, tất cả sinh linh chết đi chỉ còn vũ trụ cô quạnh. Phong Phi Vân hỏi. Còn thế giới trong thanh đồng cổ thuyền? Thái cực đạo nhân đáp. Cũng là vũ trụ bị ta hủy diệt, vũ trụ cuối cùng. Khi A ấy Hoa Hậu đến ngăn ta, tiếc rằng Hoa Hậu chỉ đánh bại ta chứ không thể ngăn cản ta diệt thế. Ngươi không cần bỏi tiếp nữa. Có 82 vũ trụ bị ta hủy diệt, tất cả thành vũ trụ chết. Biết bao nhiêu sinh linh thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thái cực đạo nhân lạnh nhạt nói. Nhưng đó chỉ như một cọng lông châu trong muôn vàn vũ trụ, cách ta thành tiên còn rất xa. Phong Phi Vân hỏi. Hoa hậu nương nương tế luyện thanh đồng cổ thuyền chuyên môn để đối phó ngươi đúng không? Thanh đồng cổ thuyền có 6 loại lực lượng do hoa hậu nương nương luyện chế ra. Trên bến đò tiên nhân có 6 thuyền cổ thần linh, đều nằm trong tay tiếp dẫn đạo nhân, là thuyền tiếp dẫn. Thái cực đạo nhân lắc đầu, nói. Hoa hậu tế luyện thanh đồng cổ thuyền vị qua bể khổ. Trên bể khổ chim không qua, lông chim không dính, tiên nhân rơi vào nước. Trừ 6 thuyền đò thần linh ra thứ khác đến bên trên bể khổ sẽ chìm xuống biển. Tiên nhân qua bể khổ thì không thể từ bờ bên kia bể khổ quay về, càng không thể trở lại hạ giới. Hoa hậu nương nương tế luyện thanh đồng cổ thuyền vượt qua bể khổ đến bờ bên này. Phong Phi Vân im lặng thật lâu sau mở miệng nói.
là vì bản thân ngươi muốn thành tiên, định hủy diệt tất cả vũ trụ hạ giới, tiêu diệt các sinh linh. Làm như vậy có phải quá ích kỷ không? Ích kỷ. Thái cực đạo nhân cười to bảo. Ta đưa đò ở bến đò tiên nhân bao nhiêu năm tháng, trợ giúp bao nhiêu người thành tiên đắc đạo. Những tiên quân, thiên tôn tung hoành tiên giới đều là ta ngày xưa đưa bọn họ qua biển. Giờ báu vật bảo ta ích kỷ. Bọn họ có thể thành tiên nhưng tại sao ta không thể xếp vào hàng tiên? Tại sao ta chỉ có thể độ người khác nhưng không thể độ chính mình? Ai muốn suốt đời làm người đưa đò? Người thái cực đạo nhân bay ra tiên uy hùng hồn, vô số xích thần bắn ra. Ngôi sao trên bầu trời run rẩy. Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng mênh mông cuộn trào đè lên người mình, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Dù bây giờ Phong Phi Vân đã tu thành thân thể bất tử cũng thấy mình sẽ bị người giết. Cái gọi là thân thể bất tử ý chỉ không chết tự nhiên nhưng vẫn có thể bị người giết. Phong Phi Vân kinh ngạc kêu lên. Ngươi thành tiên. Lực lượng này không thể nào thuộc về thứ tiên. Thái cực đạo nhân cười to bảo. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nghĩ ta e ngại hoa hậu nên không xuống tay với ngươi sao? Ta chỉ kéo dài thời gian, chờ dây pê thú ta thành tiên. Một khi tu vi của ta phục hồi đến tiên cảnh thì hoa hậu có thức tỉnh cũng không thể làm gì được ta. Vậy sao, ta thì không nghĩ vậy. Trán Phong Phi Vân lấp lánh ánh sáng, hoa hậu nương nương lơ lửng trên trán hắn. Tiên thạch năm sắc ngoài người hoa hậu nương nương đã hòa tan gần hết, chỉ còn lại một tầng mỏng mảnh. Hoa hậu nương nương sắp hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Thái cực đạo nhân nhìn thấu hoa hậu nương nương sắp phá phong ấn nhưng chẳng hề căng thẳng, cười nói. Ngươi không có cơ hội gió, chờ khi ta có được tiên thể của hoa hậu là tu vi sẽ nàng đến thời kỳ đỉnh. Thậm chí càng cường đại hơn. Khi ấy muôn vàn vũ trụ hạ giới sẽ bị hủy diệt, vân chi tiên giới run rẩy dưới gót chân ta. Phong Phi Vân cắn chặt răng, khó khăn vận dụng thanh đồng cổ thuyền đánh vào tiên giới. Thanh đồng cổ thuyền phát ra 6 loại lực lượng khác nhau đụng vỡ cả tầng không gian vũ trụ, từng khối không gian bị xé rách. Các không gian vũ trụ giao thác ở thứ tiên giới. Giờ phút này, thanh đồng cổ thuyền đụng nát bình chướng không gian vũ trụ. Những thứ tiên vốn đứng bên bờ chờ thuyền đò chợt thấy thế giới trước mắt càng lúc càng rõ ràng, cùng xuất hiện ở bến đò tiên nhân. Bọn họ đến thế giới không gian nơi Phong Phi Vân và Thái Cực đạo nhân ở. Tiếp dẫn đạo nhân bị hoa hậu nương nương giết, hơn 10 lượng kiếp pháp lực đến nay sinh ra nhiều thứ tiên tụ tập tại thứ tiên giới, có người chờ ở đây không biết bao nhiêu ức năm. Phong Phi Vân chỉ vào Thái Cực đạo nhân, nói. Hắn chính là người đưa đò trên bể khổ. Các người muốn qua biển thành tiên hãy đi tìm hắn. Bên cạnh bể khổ, các thứ tiên nhìn Thái cực đạo nhân chằm chằm. Có mấy thứ tiên tu vi cực mạnh, rất gần với tiên. Những thứ tiên đến từ các vũ trụ là nhân kiệt tuyệt thế, trí tuệ siêu phàm, nháy mắt nhìn thấu thiên cơ, hiểu rõ tất cả. Một nam nhân chán có con mắt trầm giọng nói. Hèn gì ta chờ bên bể khổ 6 lượng kiếp pháp lực mà không đợi được người đưa đò trong truyền thuyết. Thì ra người đưa đò sinh ra ác niệm. Ích kỷ, muốn hủy diệt chư thiên vũ trụ hạ giới của chúng ta. Nam nhân mặc giáp vàng áo bạc, tay cầm thần kích ba mũi, người phát ra anh khí. Một lão nhân tóc dài vạn trượng bước ra, nhìn Thái cực đạo nhân chằm chằm. Ta chờ 138.888 thanh cổ kiếm bên bể khổ chỉ hy vọng có thể thành tiên đắc đạo. Cứ nghĩ vì tu vi mình không đủ, ia ngờ là do người đưa đò không muốn đưa ta đi. Một tên mập mặt to hét to một tiếng. Nói nhiều với lão già kia làm chi, mọi người hợp tác làm thịt lão đi. Tên mập rầm rập chạy ra, cầm cây đinh 39 răng, tai to cỡ quạt to, mắt trợn to như chuông đồng. Tên mập vọt ra ngoài, gã như pháo đốt bay lên, đinh ba đâm vào Thái cực đạo nhân. Cùng lúc đó, nam nhân tay cầm thần kích ba mũi, con mắt trên trán mở ra bắn ra thần lực tiên chân. Cột sáng đánh vào ngực Thái cực đạo nhân. Lão nhân tóc dài vạn dặm cũng hành động. Đánh ra tiên lực thứ tiên, chín tiên hà bay ra. Cơ thể địa hoàng đại thánh khổng lồ, người rực cháy ngọn lửa hét to tung cú đấm. Đám thứ tiên chờ mòn mỏi bên bờ bể khổ rất tức giận, bọn họ thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra tiên pháp hủy diệt muốn giết Thái cực đạo nhân. Phong Phi Vân thừa dịp này chạy xuống thuyền cổ đất vàng, leo lên thanh đồng cổ thuyền bay thật xa. Phong Phi Vân điên cuồng hấp thu tiên lực, trợ giúp hoa hậu nương nương mở tiên thạch năm sắc phong ấn. Thái cực đạo nhân đứng trên thuyền cổ đất vàng, chắp hai tay sau lưng, tay nâng một khối tiên cốt tỏa ánh sáng ngọc lấp lánh.
Ánh mắt Thái Cực đạo nhân khinh thường nói. Chỉ là một đám thứ tiên mà dám đối địch với bản tiên. Thái Cực đạo nhân chậm rãi xòe bàn tay ra, tiên vân mông lung ngưng tụ trên tiên cốt hấp thu tiên pháp, tan rã trong tiên vân. Đây là xương của Tiếp Dẫn đạo nhân, chỉ có một khối nhỏ nhưng trên xương ẩn chứa tiên đạo chí lý. Tiếp Dẫn đạo nhân có thể đấu với Hoa hậu nương nương, Tiếp Dẫn đạo nhân để lại khúc xương có uy lực mạnh mẽ thứ tiên không thể tưởng tượng. Tên mập tai to múa đinh ba chín răng vù vù như bánh xe, khuấy động gió mây trong thiên địa. Tên mập đáp xuống thuyền cổ đất vàng, hét to một tiếng. Ăn đòn này. Đinh ba chín răng đập xuống trán Thái Cực đạo nhân, lực lượng siêu mạnh mẽ, sắp gần với một kích của tiên nhân. Tên mập mặt to có lai lịch rất lợi hại, là nhân tài kinh thế ở hạ giới, sức lực rất mạnh. Tên mập là thánh thiên bẩm sinh, trăm năm thành thánh, ngàn năm thành đại thánh, vạn năm thành thứ tiên. Trong vũ trụ đó tên mập chỉ điểm giang sơn, tuyệt đại phong hoa. Nhưng khi tên mập bước vào cửa tiên giới, chờ bên cạnh bể khổ hơn 8 ức năm, lòng tích lũy bực tức mãnh liệt. Bùm! Thái Cực đạo nhân đánh ra tiên cốt như ném một tinh cầu, không gian bị ép cong sắp tan vỡ. Lực lượng hùng dũng đánh bay đinh ba chín răng trong tay tên mập, gã ngồi bệch xuống đất. Ra tay tên mập bị xé rách, suýt què tay. Má ơi, mạnh quá! Người địa hoàng đại thánh rực cháy lửa tiên, mang theo lực lượng siêu cường đại tung cú đấm. Vù 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 vù. Thái Cực đạo nhân cũng đánh ra nắm đấm, nắm tay bay ra trời long đất lở đánh địa hoàng đại thánh văng ngược trở về. Thứ tiên giết lên thái tổ càng lúc càng nhiều, bao vây Thái Cực đạo nhân vào giữa. Các loại thần thông đại thuật oanh kích ra. Có thể đến cảnh giới thứ tiên toàn là ức ngàn dặm mới tìm được một, không tầm thường, dĩ nhiên không dễ đối phó. Nhưng cảnh tượng trước mắt không giống tiên nhân tranh phong mà như đám du côn kéo bè kéo lũ đánh nhau, người bị đánh hội đồng là Thái Cực đạo nhân. Thái Cực đạo nhân lạnh lùng cười. Tính người luôn ham lam, dù tiên nhân cũng không thay đổi được tật xấu này. Các ngươi hận ta không đưa các ngươi qua biển, nhưng các ngươi đã nghĩ đến chưa? Ta dựa vào cái gì phải đưa các ngươi qua biển? Có người nói, người đã ngồi ở vị trí người đưa đò thì nên làm tròn trách nhiệm của mình. Độ người trong thiên hạ là suy nghĩ cho mọi người, nếu không muốn làm người đưa đò thì rời đi đi, ai ngăn được ngươi? Tại sao nhất định phải hủy diệt các vũ trụ hạ giới? Thái Cực đạo nhân đánh ra hai khí âm dương thành Thái Cực thần đồ bảo vệ bản thân. Thái Cực đạo nhân cười hỏi. Hay trong các ngươi ai làm người đưa đò, ta sẽ giao trách nhiệm lại cho kẻ đó. Không ai trả lời. Bến đò tiên nhân, các tiên quang lấp lánh, khí sát phạt không ngừng xuyên qua. Ngôi sao trên bầu trời run rẩy. Các thứ tiên đánh ra thần thông cổ pháp, phô thiên cái địa đổ ập xuống Thái Cực đạo nhân, bao phủ lão. Phong phi vân khoanh chân trên thanh đồng cổ thuyền, tiên thạch năm sắc trên trán đã hòa tan hoàn toàn. Tiên thể Hoa hậu nương nương hiện ra, da tiên như ngọc, tóc dài như thác, thân thể hoàn mỹ vô khuyết. Người Hoa hậu nương nương tỏa đốm sáng tiên thánh. Phong phi vân thở phào nhẹ nhõm, khẽ kêu gọi. Hoa hậu nương nương, người thức tỉnh. Rèm nghi Hoa hậu nương nương run run, mắt chậm rãi mở ra. Con người có 5 màu tỏa ra thần quang 5 sắc, mênh mông xin hát đẹp. Hai tay Thái Cực đạo nhân vẽ Thái Cực hình thành bão hai khí âm dương to lớn đánh bay đám thứ tiên té dưới đất. Thái Cực đạo nhân cười khẩy nói. Các ngươi không muốn làm người đưa đò, tại sao ép buộc ta làm? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vù 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 vù. Người phong phi vân phát ra thần quang 5 sắc. Chân đạp áng mây tiên, trong thần ấn ngũ sắc trên trán lơ lửng một thân hình yểu điệu như pho tượng tiên thánh. Thái Cực đạo nhân, từ đầu đến cuối ai buộc ngươi đưa đò? Ta hỏi ngươi, ban đầu tại sao ngươi làm người đưa đò? Ban đầu, Thái Cực đạo nhân suy tư, nhớ lại chuyện xa xôi. Thật lâu sau Thái Cực đạo nhân lắc đầu, nói. Đã qua lâu, ta đưa đò ở bến đò tiên nhân hơn vạn ức năm, qua trăm lượng kiếp pháp lực. Ai mà nhớ chuyện xa xưa như thế? Các thứ tiên đứng dậy, lòng hoảng sợ. Lực lượng tiên nhân quả nhiên không thể phỏng đoán, nhiều thứ tiên hợp tác vẫn không đánh lại Thái Cực đạo nhân. Phong Phi Vân nói, như người thường hay nhắc đến lòng người, con người luôn như thế, trên đường đi tới có quá nhiều dụ dỗ dễ làm chúng ta lạc đường. Chúng ta chưa đi đến cuối đã quên tại sao mình xuất phát, bây giờ ta cho ngươi nhớ lại năm xưa vì sao chọn làm người đưa đò. Thái Cực đạo nhân lặp lại lời Phong Phi Vân nói. Đi quá xa,
chưa đi đến cuối đã quên tại sao mình xuất phát. Tim Thái Cực đạo nhân rung lên, ký ức xa xôi nào đó bị xúc động. Trên bàn tay Phong Phi Vân dựng dục một thế giới ngũ sắc. Đây là thế giới hỗn độn, thiên địa mông lung, trong nổi lên thành trời, chọc chìm xuống thành đất. Bể khổ lơ lửng giữa trời và đất, tách thiên địa ra. Không biết qua bao lâu, đất lại bắt đầu diễn hóa, bắt đầu bạo tạc, bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng sinh ra vô số không gian vũ trụ, hình dạng sinh mệnh. Trời cũng bắt đầu diễn hóa, biến thành vân chi tiên giới, siêu thoát các vũ trụ, vân chi tiên giới sinh ra sự sống. Tiếp dẫn đạo nhân, Hoa hậu nương nương là một trong các sinh mệnh sinh ra sớm nhất trong vân chi tiên giới. Bọn họ được dựng dục từ hỗn độn, là hóa thân tiên linh, ngưng tụ hình thể, tự thành đại đạo. Tiếp dẫn đạo nhân mặc áo đạo đứng bên bể khổ nhìn xuống các vũ trụ bên dưới, nhìn những sinh linh sinh lão bệnh tử. Vẻ mặt tiếp dẫn đạo nhân bi thương nói. Sinh linh hạ giới có nheo đau khổ, tuổi thọ chỉ được mấy chục năm, sớm nở tối tàn. Tại sao không đưa bọn họ đi vân chi tiên giới, sao giữa thiên địa cách một mảnh bể khổ? Hoa hậu nương nương nói. Đây là trạng thái bình thường của sự sống. Sinh ra ở hạ giới đã định trước đau khổ, sinh ra ở vân chi tiên giới định trước bất lão bất tử. Đây chính là số mệnh, không ai thay đổi được. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, nói. Ta nguyện giúp bọn họ thay đổi số mệnh này, độ bọn họ đến vân chi tiên giới. Từ nay vô thiên địa, vô số mệnh, vô khó khăn, vô bần tiện, vô tiên phàm. Hoa hậu nương nương nhìn tiếp dẫn đạo nhân chằm chằm. Đây là dành số mệnh với thiên địa, cần đại nghị lực, đại quyết tâm. Có lẽ suốt đời ngươi không làm được. Thế thì ta sẽ phát đại chí nguyện, hạ giới một ngày không chống thì ta không thành tiên. Tiếp dẫn đạo nhân móc sáu khúc xương trên người ra, một khối xương sọ, một khối xương tay, một khối xương chân, một khối xương mắt, một khối xương tim, một khối xương sườn. Sáu khối xương rơi xuống bể khổ biến thành sáu thuyền cổ thần linh. Bùm! Hình ảnh biến mất. Phong Phi Vân chậm rãi rút tay về, ánh mắt khâm phục nói. Hạ giới một ngày không chống thì ta không thành tiên. Chẳng lẽ tiền bối đã quên mình từng nói câu đó trong thời gian dài dặc vô tận trước kia sao? Thái Cực đạo nhân lặp đi lặp lại một câu. Đi quá xa, chưa đi đến cuối đã quên tại sao mình xuất phát. Bên bờ bể khổ, tiên vụ thành mây, từng vòng sóng gợn gột rửa. Các thứ tiên đứng bên bờ bể khổ nhìn Phong Phi Vân diễn hóa thế giới kia thì rất rung động, biểu tình kỳ dị nhìn Thái Cực đạo nhân. Ban đầu ước nguyện của con người thường rất tốt đẹp, có nghị lực, quyết tâm nhất. Nhưng 10 năm, 100 năm qua đi, có bao nhiêu người còn kiên trì được? Con người sẽ lạc đường, mất phương hướng, mờ mịt rồi đi hướng cực đoan. Đây, là đại chí nguyện ta từng thề, chưa thực hiện đại chí nguyện đã đánh mất ản tâm. Thái Cực đạo nhân đứng bên cạnh bể khổ, cảm thấy lòng mình khổ hơn nước biển. Không ai quấy rầy Thái Cực đạo nhân, mọi người biết Thái Cực đạo nhân đang ngộ, đang suy nghĩ. Thái Cực đạo nhân đứng im như tượng, không nhúc nhích 3 tháng. Phong Phi Vân khom người, cúi đầu hướng Hoa hậu nương nương. Hoa hậu tiền bối là tiên thánh có đại trái tuệ, người cảm thấy Thái Cực tiền bối có khi nào ngộ đạo hay dã sai càng sai thêm. Hoa hậu nương nương đứng dưới gốc thần mộc màu tím. Lơ lửng giữa không trung, sau lưng biến ra một vòng thần hoàn, tiên tư xinh đẹp thánh khiết. Hoa hậu nương nương nói. Chuyện tương lai không ai đoán biết, lựa chọn như thế nào chỉ trong suy nghĩ của hắn. Tiếp theo ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Phong Phi Vân trầm ngâm nói. Ta muốn quay về hạ giới. Hoa hậu nương nương nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Bây giờ ngươi chưa độ qua bể khổ, lực lượng của ta có thể đưa ngươi về hạ giới. Nhưng ngươi nên hiểu ra với tu vi hiện tại của ngươi có đi hạ giới cũng không thay đổi được gì. Phong Phi Vân quỳ dưới đất, chắp hai tay hỏi. Cậu Hoa hậu nương nương chỉ điểm, phải làm sao đưa người hình thần đều diệt từ quá khứ trở về hiện thực. Hoa hậu nương nương lắc đầu. Phong Phi Vân vội la lên. Chẳng lẽ tu vi như Hoa hậu nương nương cũng không làm được. Hoa hậu nương nương lại lắc đầu, nói. Có thể, trừ phi ta trả giá bằng mạng sống. Phong Phi Vân buồn bã, đẳng cấp như Hoa hậu nương nương mà cần dùng mạng sống trả giá mới đưa người từ quá khứ về hiện thực, tu vi như hắn tuyệt đối không làm được. Hoa hậu nương nương nói, thời gian như dòng sông, thượng du là quá khứ, hạ du là tương lai. Chúng ta là cục đá ở đầu thượng du, có thể gây ra gợn sóng nhưng rất nhanh mặt nước sẽ trở về tĩnh lặng.
dòng sông vẫn sẽ chảy theo hướng nhất định, chúng ta không thay đổi được gì. Phong Phi Vân hỏi, ý của Hoa hậu nương nương là sau khi ta trở về quá khứ tối đa chỉ có thể ném một cục đá xuống nước nhưng mặt nước sẽ tĩnh lặng lại, sông sẽ không thay đổi gì. Hoa hậu nương nương nói, đây là sức người. Phụ thân của Phong Phi Vân cứu về Thanh Liên nữ thánh được thì nàng không chết, vẫn là con cá trong nước. Phong Vạn Bằng đi quá khứ nhặt một cục đá đập vào nước, gõ trúng người con cá, thay đổi hướng cá bơi. Cá bơi hướng khác thì viên ẩm ảnh Thanh Liên nữ thánh cũng thay đổi. Nhưng Phong Vạn Bằng vì cục đá này đã trả giá lớn, ít 8 vạn năm tuổi thọ. Phong Phi Vân mùi ốn đi quá khứ đưa Đông Phương Kính Nguyệt trở về hiện tại, khó khăn hơn là ném đá vào nước gấp vạn lần, ức lần. Trước không nói tu vi của Phong Phi Vân có làm được không, chỉ tính phải chịu giá đắt khiến nhân vật như Hoa hậu nương nương cũng chết. Vì bản chất Đông Phương Kính Nguyệt là tâm linh kiếm thần, đẳng cấp thần thánh. Thay đổi vận mệnh của Đông Phương Kính Nguyệt là sửa lại vận mệnh của vô số người, thậm chí khiến con sông đổi hướng. Phong Phi Vân hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Hoa hậu nương nương nói, đây là số mệnh, không ai thay đổi được. Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết. Nếu ta nhất định muốn tranh với số phận thì sao? Hoa hậu nương nương liếc hướng Thái Cực Đạo Nhân, dường như đang ám chỉ điều gì. Thái Cực Đạo Nhân chậm rãi mở mắt ra, biến thành làn gió bay đến. Thái Cực Đạo Nhân nhìn Phong Phi Vân, nói. Nếu ngươi có quyết tâm đấu với số mệnh thì ta có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi có thể mang người trở về hiện thực? Có lẽ được. Thái Cực Đạo Nhân nói, trong dòng sông thời gian đúng là chúng ta không thay đổi được gì, càng không thể đổi hướng nước sông chảy. Nhưng nếu có một con thuyền lướt trên sông thời gian thì sao? Chúng ta có thể chở ngươi từ trong sông về không? Phong Phi Vân lấy bạch ngọc cổ thuyền ra. Ý tiền bối nói chiếc thuyền này. Thái Cực Đạo Nhân lắc đầu, nói, thuyền này có thể đưa ngươi đi quá khứ nhưng không thể giúp ngươi mang người về hiện tại. Thái Cực Đạo Nhân lấy một khối tiên cốt ra lơ lửng trong lòng bàn tay, nói. Khối tiên cốt này là khối cuối cùng của Tiếp Dẫn Đạo Nhân, tinh khí toàn thân Tiếp Dẫn Đạo Nhân biến ra, ngưng tụ đạo của Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Nếu dùng khối tiên cốt này làm thuyền đủ chở một người từ quá khứ về. Tu vi của Tiếp Dẫn Đạo Nhân không yếu hơn Hoa hậu nương nương bao nhiêu, lấy cái giá khối tiên cốt cuối cùng có lẽ thật sự có thể mang một người trở về từ quá khứ. Phong Phi Vân hỏi. Ta đưa Đông Phương Kính Nguyệt từ quá khứ về hiện tại, hướng đi của thế giới chẳng phải là sẽ thay đổi. Thái Cực Đạo Nhân cười cười, nói. Cái này thì cần ngươi sử dụng thủ đoạn che trời giấu đất. Phong Phi Vân lặp lại. Che trời giấu đất. Phải lừa trời, gạt đất. Ta hiểu rồi. Phong Phi Vân hỏi. Vậy ta cần trả cái giá gì mới lấy được tiên cốt từ tay tiền bối? Thái Cực Đạo Nhân chắp hai tay sau lưng nhìn trời xa xôi. Ngươi muốn tranh với số phận đúng không? Vậy cùng ta làm người đưa đò trong bến đò tiên nhân đi, ngươi có gánh được cái giá này không? Phong Phi Vân biết khi đã đồng ý có nghĩa gì nhưng hắn không chút do dự nói. Chờ ta 30 vạn năm, sau 30 vạn năm chắc chắn ta sẽ đến bên bờ bể khổ làm người đưa đò. Thái Cực Đạo Nhân nói. Ngươi nên nghĩ kỹ, độ người ta thành tiên còn mình thì không thể thành tiên. 5 năm tháng tháng. Tháng tháng 5 năm chỉ có thể làm người đưa đò, người thật sự cam lòng sao? Phong Phi Vân nói. Không oán không hối hận. Cửa tiên giới lại mở ra, Phong Phi Vân cưỡi trên bạch ngọc cổ thuyền, tay nâng khối tiên cốt rời khỏi thứ tiên giới quay về địa ngục. Những linh chu khác thì Phong Phi Vân trả lại Hoa hậu nương nương, Thái Cực Đạo Nhân, chỉ chừa bạch ngọc cổ thuyền. Mao Ô Quy, Mao Thành Thật vẫn còn trong địa ngục, thấy Phong Phi Vân ra khỏi vân chi tiên giới. Chúng nó rất kích động. Mao Ô Quy mừng rỡ hỏi. Ha 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 ha. Sao, có phải đã chém Âm Cực Đạo Nhân, Địa Hoàng rồi không? Phong Phi Vân mỉm cười gật đầu, nói. Từ nay về sau chúng ta không cần lo gì nữa, có thể yên tâm sống. Ầm 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 ầm. Lực lượng khổng lồ vô biên đến trên bầu trời địa ngục, lưng Tịch Diệt Hoàng mọc 72 cánh chim, miệng phun nuốt hà khí dồi dào, uy nghiêm trấn nhiếp bát phương. Tịch Diệt Hoàng đã đến cảnh giới đại thánh, khí thế hùng dũng trấn nhiếp cửu thiên thập địa run rẩy. Phong Phi Vân đứng trong địa ngục, mỉm cười hỏi. Tịch Diệt Hoàng, ngươi xác định muốn chiến với ta sao? Trong giọng nói của Phong Phi Vân chứa tiên lực nhàn nhạt,
thần quang năm sắc tỏa ra tịnh hóa lỗ đen. Tịch Diệt Hoàng cảm giác toàn thân bị sắc sợi xích thần ngũ sắc khóa lại khó mà nhú ca nhích, chân lực đại thánh cũng khó phá tan lực lượng này. Tịch Diệt Hoàng hoảng sợ thầm nghĩ. Trời, Phong Phi Vân dã đến cảnh giới gì? Tịch Diệt Hoàng biết không đánh lại Phong Phi Vân được, Tịch Diệt Hoàng phá tan thần quang năm sắc bỏ chạy. Phong Phi Vân thu về lực lượng, không đuổi giết Thái Cực đạo nhân. Tu vi đến cảnh giới như Phong Phi Vân đã nhìn thấu ân thù. Hơn nữa Tu Vi và Tịch Diệt Hoàng không có ân toán thực chất, cùng một thời đại, sinh ra thứ tiên như Phong Phi Vân lại sinh ra một vị đại thánh đã là hiếm có. Thời đại này định trước sẽ là thời đại huy hoàng của vũ trụ này. Cỏ bên bờ sông khô lại mọc, tuyết trên trời bay mỗi mùa. Nhiều năm qua đi, đại khái khoảng 3 vạn năm. Thiên quốc đã hoàn toàn hưng thịnh lên, mảnh đất giam cầm phát triển thành hỗn nguyên đại thế giới vô cùng phồn vinh. Được gọi là Thiên Quốc Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Vạn tộc đầy rẫy, cường giả như mây, trăm thách cùng vang. Thiên Quốc là quốc gia duy nhất của Thiên Quốc Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Mùa đông năm nay phụ thân của Phong Phi Vân mất. Trời đổ tuyết lớn, sông bị đóng băng, đất đai phủ xương bạc, trong không khí thổi gió lạnh cắt ra. 9 con rồng, 9 con voi kéo quan tài đạp trên tuyết đọng dày đi vào lăng mộ. Có người nâng quan tài lên vùi vào đất bùn. Đặt trấn quan thạch lên. Phong Vạn Bằng vì cứu lại Thanh Liên nữ thánh mà trả giá 8 vạn năm tuổi thọ, thay đổi vài thứ trong quá khứ, hiện giờ xem như sống thọ và chết tại nhà. Long Thanh Tuyền, Thanh Liên nữ thánh đứng trước mộ rơi lệ như mưa. Hai nàng nhìn bia mộ, gió lạnh nuốt mất tiếng nức nở. Phong Phi Vân đứng trước bia mộ, lòng không vui không buồn. Tay Phong Phi Vân giơ nến thơm, cúi gập đầu cắm trước bia mộ. Dù là tuyệt đại thánh giả cũng sẽ chết, bị đất cát vùi lấp thành xương khô. Phụ thân, người cũng xem như huy hoàng, rất xuất sắc, huy hoàng, không hối hận. Đi đường bình yên. Một người vội vàng chạy ra từ đám đông. Thiên toán thư sinh mặc áo nho trắng nhưng khuôn mặt chẳng còn trẻ tuổi, có chút già nua. Thiên toán thư sinh nhỏ giọng nói. Đại đế, Nạp Lan Thiên Phi qua đời. Nạp Lan. Mắt Phong Phi Vân chứa buồn phiền, như già đi vài tuổi. 3 vạn năm qua Phong Phi Vân tiễn Tất Ninh Soái chết già trên giường. Lúc ấy tóc Tất Ninh Soái bạc phơ, thân hình như gỗ mục. Phong Phi Vân tiễn Vu Thanh Họa Viên Tịch trong Phật Tháp, nàng chết trong ngực Phong Phi Vân. 3 vạn năm qua Phong Phi Vân chôn từng phi tử, từng người một. Phong Phi Vân nhìn bọn họ dần già đi, tóc bạc, cuối cùng bị quan tài che lại, chôn dưới đất dày. Hôm nay có 2 người thân nhất chết đi, lòng chua xót, mắt ngấn lệ. Phong Phi Vân khó khăn nói. Tuyết Tiên cũng đã qua đời. Bãi giá về cung, ta muốn tiễn nàng chặn đường cuối cùng. Tuyết rơi trong đế cung hoa lệ lưu ly ngói vàng phủ tầng sương lạnh, mái cong góc nhọn treo cột băng lấp lánh. Nạp Lan tràn đầy lụa trắng, mọi người chìm trong đau thương. Phong Phi Vân bước vào cung điện, nhìn Nạp Lan Tuyết Tiên nằm trên giường thần ngọc băng. Khuôn mặt Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn trẻ trung, da trắng mịn nhưng tóc đã bạc phơ, hồng nhan tóc bạc. Nạp Lan Tuyết Tiên nằm im trên giường không nhúc nhích. Phong Phi Vân đứng bên giường thần ngọc băng, ngón tay nhẹ vuốt mặt Nạp Lan Tuyết Tiên, xúc cảm lạnh lẽo, lạnh còn hơn tuyết rơi bên ngoài. Phong Ái Nhi quỳ dưới giường băng, lau nước mắt, mím môi son. Khi mẫu hậu còn sống luôn nắm tay ta nói 5-8 người không quên được là cùng phụ hoàng vui đùa. Khi ấy không cần nghĩ nhiều, lời gì cũng dám nói, dám gõ đầu phụ hoàng. Nhưng sau này mẫu hậu dần không dám. Phong Ái Nhi là con gái duy nhất của Phong Phi Vân và Nạp Lan Tuyết Tiên, thập lục công chúa người gặp người sợ. Nhưng lúc này Phong Ái Nhi đau lòng tuyệt vọng, điêu ngoa không nổi. Con gái phi tử gọi mẫu phi ruột là mẫu hậu, xưng hô ngạch nương thuộc về Thanh Triều. Phong Phi Vân hít sâu, thở dài thườn thượt. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ. Phong Phi Vân đến địa ngục trong thiên quốc hỗn nguyên đại thế giới, xung quanh tối tăm lạnh lẽo, trước mặt có con sông lớn. Trên sông có một cây cầu dài lạnh lẽo. Uống đi, sau khi uống vào sẽ quên hết ưu phiền đời này, di kiếp sau luân hồi cuộc sống mới. Mạnh bà đứng ở đầu cầu, đã mốc canh mạnh bà, nhưng thấy Phong Phi Vân đến thì buông muôi xuống. Mạnh bà nhìn Nạp Lan Tuyết Tiên đứng bên cầu nại hà, nói. Hắn đến tiễn ngươi. Cơ thể Nạp Lan Tuyết Tiên hư ảo như làm bằng sương mù, nhìn Phong Phi Vân chậm rãi đến gần. Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Biết rõ không níu kéo được gì, cần chi đến tiễn ta đoạn đường cuối.
Ta uống canh mạnh bà vào rồi sẽ quên hết mọi thứ, ngươi làm như vậy chẳng phải khiến mình càng đau khổ sao? Nạp Lan Tuyết Tiên biết đây không phải lần đầu tiên Phong Phi Vân đến cầu nại Hà tiễn cố nhân. Mỗi đưa một cố nhân đi là lòng Phong Phi Vân lại cô đơn hơn. Phong Phi Vân cười thảm, vuốt ve gò má Nạp Lan Tuyết Tiên. Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng nguyện làm quỷ suốt đời trong địa ngục hay chuyển thế luân hồi làm người xa lạ với ta? Với lực lượng Phong Phi Vân bây giờ lợi dụng lực lượng hỗn nguyên đại thế giới đủ để Nạp Lan Tuyết Tiên linh hồn bất diệt, mãi mãi ở trong địa ngục làm quỷ. Nhưng đây là đang giúp Nạp Lan Tuyết Tiên sao? Có khác gì quỷ hồn bị nhốt trong 18 tầng địa ngục? Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân, trong mắt tràn ngập đau khổ nói. Ngươi có thể làm bạn ta qua 3 vạn năm, đời này ta đã rất hạnh phúc, không muốn lưu luyến thêm nữa. Ta nguyện luân hồi cuộc sống mới. Nạp Lan Tuyết Tiên ngập ngừng nói tiếp. 27 vạn năm sau ngươi vẫn sẽ rời đi, khó tránh khỏi ly biệt, kiếp sau. Ngươi đừng tìm ta nữa. Nạp Lan Tuyết Tiên dứt khoát đi hướng cầu nại hạ, múc canh mạnh bà uống một hớp, chạy thật nhanh đi. Nạp Lan Tuyết Tiên sợ sẽ ngoái đầu lại. Khi Nạp Lan Tuyết Tiên bước lên cầu nại hà thì quên hết mọi chuyện, dừng chân, chậm rãi đi hướng Phong Đô Quỷ Thành. Nạp Lan Tuyết Tiên không còn quay đầu lại. Phong Phi Vân đứng ở đầu cầu nại hạ nhìn bóng lưng Nạp Lan Tuyết Tiên, âm thầm rơi lệ. Mạnh bà thở dài một tiếng. Nàng làm quỷ trong địa ngục. Người không thể suốt đời cùng nàng nhưng sẽ nhớ nàng đời đời. Nàng biết địa ngục lạnh lẽo, đối với nàng là hành hạ như giam cầm, nhưng người đau khổ nhất là ngươi. Ta biết hết. Nàng luôn yếu đói, lần này nàng lấy hết can đảm làm quyết định ngốc nhất. Lòng Phong Phi Vân rất cay đắng. Thật ra ta còn một câu chưa nói cho nàng là Nạp Lan, bây giờ nàng có thể cốc đầu ta. Hồn phách Nạp Lan Tuyết Tiên biến mất trong sương mù địa ngục. Thái tổ nói canh mạnh bà dùng nước nguồn bể khổ nấu, người uống canh mạnh bà mới chuyển thế trọng sinh được. Uống canh mạnh bà thì sinh mệnh mới bất diệt, nhân gian thật ra là một bể khổ lớn, người đến khổ, người đi cũng khổ. Lại qua 5 vạn năm, có rất nhiều cố nhân rời đi, Tây Môn suy tiêu, Tây Môn san hô, Trung Nguyên nhất điểm qua vân vân. Bọn họ chết già, bị đưa vào quan tài, Phong Phi Vân sẽ đưa tiễn bọn họ, thắp nhang trước ngôi mộ. Năm nay Diêu Cát, Thượng quan Minh Tiêm cũng lìa đời. Lúc bọn họ chết là mùa thu lá vàng rơi đầy, lá rụng trồng chất trong đế cung, gió lạnh tiêu điều. Lúc Thượng quan Minh Tiêm chết nói cho Phong Phi Vân biết một nửa linh hồn của nàng là nữ đế Long Khương Linh. Thượng quan Minh Tiêm giấu bí mật này suốt đời, không dám nói ra, sợ sẽ bị Phong Phi Vân giết. Phong Phi Vân chỉ ôm Thượng quan Minh Tiêm, mỉm cười nói. Thật ra ta luôn biết chuyện. Thượng quan Minh Tiêm lộ vẻ mừng rỡ, nhếch môi, đẹp như quá khứ nhưng người đã lạnh. Lại 5 vạn năm lần thứ 2. Phong Phi Vân ngồi trên ngôi cao nhất đế cung, nhìn thần tử triều đường đổi một thế hệ lại một thế hệ, người cuối cùng quen biết chỉ còn con rùa già nua. Phong Phi Vân hỏi, sao hôm nay tả tướng không vào triều? Mao Ô Quy già khú đế nói, bẩm đại đế, thiên toán, tả tướng sáng nay đã lìa chết già ở trong nhà. Nguyên triều đường tĩnh lặng, Phong Phi Vân im lặng thật lâu, nhắm mắt lại. Phong Phi Vân cảm thán rằng, bãi triều đi, lão Mao, theo ta đi gặp vị bằng hữu cũ này. Năm nay người Phong Phi Vân quen biết lần lượt rời đi. Thánh linh cũng chết, không thể IVNX hát hằng, người còn sống thưa thớt vài người. Phong Phi Vân ngồi trong đế cung, lực lượng hùng hồn xoay quanh trên hoàng thành. Bầu trời kéo mây đen, sấm chớp giật. Nữ ma bước ra từ sấm sét, đám xuống đại điện đế cung, chắp hai tay sau lưng, tóc dài bay bay, tà khí lẫm lẫm. Nữ ma nói, Phong Phi Vân, ngươi mà cũng bắt đầu thở dài, đã già rồi sao? Phong Phi Vân mỉm cười nói, nàng thua ta 7 lần, còn muốn đấu sao? Trên người nữ ma tử khí đằng đằng, bên trong sinh ra chút tiên lực. Lần này thì chưa chắc. Phong Phi Vân mừng rỡ kêu lên. Nàng đã đến cảnh giới thứ tiên. Cảm giác cô đơn trong lòng Phong Phi Vân đột nhiên giảm bớt mấy phần. Nữ ma thu về tất cả lực lượng, nói. Đấu với ngươi cả đời, lần này tha cho ngươi, đi, chúng ta cùng đến Vân Chi tiên giới. Cố nhân chết gần hết, hạ giới không còn gì lưu luyến. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta đã hứa sẽ cùng bọn họ đi hết cuộc đời, tiễn bọn họ đi hết ta mới ra đi được. Nữ ma hỏi. Tim không đau sao? Đau.
Nữ ma hỏi. Không cô đơn sao? Phong Phi Vân đáp. Cô đơn như thế giới này chỉ còn một mình ta. Nữ ma nói. Vậy ta lại cùng ngươi một vạn năm đi. Một vạn năm sau mặc kệ ngươi có đi hay không ta sẽ đến Vân Chi Tiên Giới. Cuối cùng nữ ma làm bạn bên Phong Phi Vân 10 vạn năm, mãi khi lực lượng của nàng quá mạnh không được hạ giới dung chứa mới mở cửa tiên giới đi Vân Chi Tiên Giới. Mùa đông 13 vạn năm lần thứ hai, tuyết rơi càng lạnh. Phong Phi Vân một mình đi trong đế cung hoa lệ, mặc gió lạnh tạt vào mặt, nhìn các cung điện hậu cung. 15 vạn năm trước Diêu Cát từng ở trong cung uyển, một phi tử trẻ tuổi xinh đẹp đi ra. Da thịt trắng nõn, trẻ tuổi khoảng 17, 8 tuổi, mắt chứa linh khí. Phi tử khom người, cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Thần thiếp bái kiến đại đế. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xa lạ, hỏi. Nàng là. Phi tử chớp mắt, tràn ngập tôn kính Phong Phi Vân. 8 năm trước thần thiếp được chọn vào cung hầu hạ đại đế, đây là lần đầu tiên thấy mặt đại đế. Phong Phi Vân nhìn cung diện quen thuộc, nói. Chỗ này đã đổi mấy đời chủ nhân phải không? Phi tử đáp. Từ khi Diêu Cát đế chính phi chết thì nơi này đã đổi 23 đời chủ nhân. Phong Phi Vân gật đầu. À! Phong Phi Vân đạp tuyết động đi sâu vào hậu cung, rất cô đơn. Phong Phi Vân đến cung uyển Nam Cung Hồng Nhan từng cư ngụ, dừng bước chân. Sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết Phong Phi Vân từng ra lệnh phong lại cung uyển, không cho phép ai đi vào. 8 vạn năm qua đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân mở cửa cung. Lần trước là khi Nam Cung Hồng Nhan hương tiêu ngọc vẫn. Cửa cung bị tuyết dày phủ lên, trong tuyết đầy cỏ dại khô, có mấy gỗ khô mọc từ bụi cỏ hoang. Phong Phi Vân nhìn bàn đá bên cái ao. Phong Phi Vân từng cùng Nam Cung Hồng Nhan, Dạ Tiêu Tương uống rượu ngắm trăng, nghe bọn họ đánh đàn thổi tiêu. Những năm tháng quá khứ lại xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân. Nhưng tiếng gió lạnh vang lên, ảo tưởng trước mắt Phong Phi Vân tan vỡ, chỉ có khô héo và tĩnh lặng. Hai nhi tử của Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan đã qua đời vào ngàn năm trước, chỉ còn lớp tôn tử, Tằng Tôn còn sống. Phong Phi Vân sửa sang vạt áo ra khỏi cung điện Nam Cung Hồng Nhan từng cụ. Lại đi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất, Mặc Giao Giao, Long La Phù. Tất cả đã là người đi lầu trống. Hiện giờ trong hậu cung các phi tần vẫn xinh đẹp trẻ trung, oanh yến vần quanh. Nhưng Phong Phi Vân không quen mặt ai, ngẫu nhiên gặp phi tử trẻ cảm giác không tệ nhưng giao lưu qua đi hắn cứ thấy sâu trong lòng nàng tràn ngập kính sợ, và sợ hãi hắn. Bọn họ không xem hắn là Phong Phi Vân và nhìn hắn như nhân vật vĩ đại, chân lý đại đế trong truyền thuyết thần thoại. Mao Ô Quỳ bò vào cung khuyết hoang vu, nhìn Phong Phi Vân đứng trong tuyết. Thấy Phong Phi Vân đã đứng 3 canh giờ, Mao Ô Quỳ mở miệng hỏi. Đại đế lại nhớ bọn họ. Phong Phi Vân hít khí lạnh, cười khổ nói. Đã trải qua 23 vạn niên rồi đi. Lão Mao, người còn chưa chết. Mao Ô Quỳ cười nói. Sợ là ta không sống qua mấy ngày nữa. Người quen đã chết gần hết, Mao Thành thật cũng rời khỏi ta. Thật ra ta không quá muốn sống. Đúng rồi, duyệt khắp phồn hoa mới phát hiện đôi khi sống là đau khổ. Nên là lúc giao vị trái đại đế cho người khác, đi dạo một lúc rồi rời đi. Bùm! Phong Phi Vân ra khỏi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất từng ngủ ở, khép cửa lại, đóng kín. Phong Phi Vân khóe lại hỏi ức xa xăm, những người xa xôi. Phong Phi Vân nhường ngôi đại đế cho Phong Tiểu Long duy nhất còn sống, thay áo vải di ra đế cung. Phong Phi Vân đến ngự thú trai trước. Phật điện cao trúc, tiếng chuông du dương. Đứng dưới núi có thể nghe tiếng tụng kinh từ đỉnh núi truyền đến. Một nữ nhân mặc áo Phật màu trắng thấy Phong Phi Vân bước vào Phật điện thì ngăn lại. Vị thí chủ này, ngự thú trai chỉ thu nữ đệ tử, mời quay về. Phong Phi Vân không đi, hắn nhìn bức tượng Phật giữa Phật điện, gợi lại lý ức trong lòng. Nữ nhân mặc áo Phật màu trắng thấy Phong Phi Vân cố chấp thì không đuổi hắn nữa. Đó là tổ sư đàn thanh tố của ngự thú trai chúng ta. Phong Phi Vân nói. Ừm, ta biết, ta từng cứu nàng. Nữ nhân mặc áo Phật màu trắng muốn cười nhưng cố nén. Tổ sư đã viên tịch gần 20 vạn năm. Phong Phi Vân rời khỏi ngự thú trai, đi chỗ khác. Trên đường đi không ai là bây giờ quen. Bọn họ có câu chuyện của riêng mình, hoặc cười vui, hoặc khóc lóc như thể Phong Phi Vân và bọn họ không cùng một thế giới. Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc hỗn nguyên đại thế giới, bay vào trời sau, đi hỗn nguyên đại thế giới khác. Khi Phong Phi Vân đến hắc ám hỗn nguyên đại thế giới,
đáp xuống ngoài một tòa cung điện tối đen, hỏi. Tịch Diệt Hoàng, người còn mây ngày tuổi thọ. Tịch Diệt Hoàng mặc áo đen, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, già khú đế. Tịch Diệt Hoàng cầm gậy trống, híp mắt nhìn Phong Phi Vân. Tịch Diệt Hoàng khàn giọng cười. Mấy ngày nay ta biết ngay ngươi sẽ không kiềm được tiễn ta, ha ha ha. Mấy năm nay Phong Phi Vân thường đến tìm Tịch Diệt Hoàng ôn chuyện. Thiên hạ đương thời trừ nữ ma ra chỉ có Tịch Diệt Hoàng là xứng ngồi ngang hàng với hắn. 6 ngày sau, Tịch Diệt Hoàng qua đời. Thánh giả một thế hệ cũng không thoát khỏi vận mệnh chết chóc. Phong Phi Vân rời khỏi hắc ám hỗn nguyên đại thế giới, đi sâu vào trời sao, vượt qua các đại thế giới, gặp một số cường giả có chấp niệm. Vù 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 vù. Một chiếc quỷ thuyền đỏ rực bay qua trời sao, mau như sao băng. Nơi tinh hồng quỷ thuyền đi qua ngôi sao nổ nát. Phong Phi Vân lắc người đáp xuống tinh hồng quỷ thuyền, nhìn nữ nhân áo đen ngồi khoanh chân ở đầu thuyền. Ma khí đằng đằng, khuôn mặt rất xinh đẹp, nàng như nữ thần tử vong. Long Thương Nguyệt mở mắt ra, trong mắt bắn ra ma quang diệt thế. Phong Phi Vân, sao lại là ngươi? Tu vi của Long Thương Nguyệt đã đến cảnh giới thần thánh, người tràn đầy khí diệt thế, tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất thiên địa. Phong Phi Vân thấy Long Thương Nguyệt còn sống thì rất vui. Xem ra người diệt thế đạo sống lâu hơn người khác. Long Thương Nguyệt rất cứng cỏi, nàng đánh ra 2000 đạo diệt thế đạo muốn đấu pháp với Phong Phi Vân, nguyên vũ trụ lung lay. Nhưng Phong Phi Vân liếc mắt một cái đông lại tất cả lực lượng diệt thế của Long Thương Nguyệt. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Mấy năm nay tại sao không đến Thiên Quốc tìm ta? Long Thương Nguyệt ngạo nghễ nói. Chúng ta là truyền nhân diệt thế đạo, diệt thế là nhiệm vụ của mình. Ta đi Thiên Quốc Di Châu hỗn nguyên đại thế giới chắc chắn sẽ ức vạn xác đầy đất. Phong Phi Vân nói. Hừ, sư tôn của nàng còn không thể giết chết một người trong Thiên Quốc hỗn nguyên đại thế giới. Chỉ bằng vào nàng. Phong Phi Vân khó khăn lắm mời gặp một người yêu cũ, không dễ thả nàng đi. Phong Phi Vân đeo theo sau Long Thương Nguyệt, mỗi lần nàng giết người là hắn sẽ cản lại. Lâu dần Long Thương Nguyệt sợ Phong Phi Vân, tìm truyền nhân đời tiếp theo cho diệt thế đạo rồi cùng hắn đi du lịch trong trời sao sâu thẳm. Mãi đến 7 vạn năm sau, Long Thương Nguyệt cũng mất, Phong Phi Vân dùng hết mọi cách nhưng không kéo dài sự sống cho nàng được. Long Thương Nguyệt sống 30 vạn năm, nhiều đại thánh cũng không sống lâu vậy được. Phong Phi Vân mang Long Thương Nguyệt trở về Thiên Quốc hỗn nguyên đại thế giới, chôn nàng trong hậu lăng chung với Long La Phù. Đôi tỷ muội đâu cả đời, lúc chết mới chung chỗ. 7 vạn năm qua đi, Phong Tiểu Long cũng qua đời. Đại đế Thiên Quốc đổi thành tằng tôn của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đến bên con sông lớn, vung tay, một hòn đảo trên sông bay ra ngoài. Bên dưới lộ ra con rùa to. Con rùa đã hóa thạch, người rơi đầy là vỏ đá. Con rùa nằm mấy vạn năm không nhúc nhích. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Lão Mao, ai? Đang kêu ta. Con rùa nằm trên mặt sông nhúc nhích, vỏ đá rơi ra. Con rùa bò ra ngoài. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Ngươi chưa chết. Mao Ô Quy ngồi bên sông lớn nhìn sương khói mặt sông, buồn bã nói. Sắp chết. Đại khái mấy ngày nay, đồ đệ của ta cũng đã chết, ta không muốn sống nữa, không sống. Phong Phi Vân rất nghi ngờ câu nói của Mao Ô Quy. 7 vạn năm trước lão già này nói mình sắp chết, kết quả mọi người chết hết mà nó còn sống. Phong Phi Vân nói, ta sắp đi. Cái gì, ngươi cũng sắp đi, ta chỉ có một bằng hữu cũ là ngươi. Ai, được rồi, ta biết ngươi ở lại hạ giới 30 vạn năm là vì cùng bọn họ sống hết một đời. Thực hiện trách nhiệm của mình. Tiễn bọn họ đi hết, người cũng buông xuống gánh nặng, nên đi làm chuyện của mình. Mao Ô Quy buông tiếng thở dài, bò vào sông lớn, biến mất. Sinh lão bệnh tử vốn là tất nhiên, trừ phi bể cạn, người người đều thành tiên, nếu không mỗi người đều phải trải qua nỗi khổ này. Phong Phi Vân lấy bạch ngọc cổ thuyền ra, cưỡi trên bạch ngọc cổ thuyền quay về quá khứ. Chỉ hy vọng có thể thành công đưa Đông Phương Kính Nguyệt về. Tuy quá trình sẽ rất nguy hiểm nhưng Phong Phi Vân phải làm. Bạch Ngọc cổ thuyền xuyên qua các tầng thời gian, mọi người xung quanh như bóng sáng biến mất. Phong Phi Vân đến bên bờ sông Tấn. Nước sông trong xanh, cây cối tùm. Dưới nước có các con thuyền lướt đi, vũ nữ xinh đẹp múa trên thuyền. Sư Sơn không có miếu thờ, bờ sông Tấn không có tượng đá to. Lúc này thần Tấn Vương Triều còn chưa xây dựng, còn thuộc thời kỳ hắc ám hỗn loạn. Phong Phi Vân tiến tới trước,
đến một làng nhỏ. Dưới đất đầy máu, xác chết rải rác, người trong thôn bị giết hết. Hu hu hu. Phong Phi Vân nghe tiếng bé gái khóc, Phong Phi Vân mở nắp tủ trong một gian nhà. Một tiểu cô nương 3, 4 tuổi ngồi trong tủ. Gò má tiểu cô nương có một vết đen, mắt sáng trong, rèm mi dài chớp chớp nhìn Phong Phi Vân. Tiểu cô nương trong trẻo hỏi. Ngươi là ma đại vương Nam Sơn sao? Không phải. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Tên ngươi là gì? Tiểu cô nương vẫn hơi sợ Phong Phi Vân, co ro trong tủ. Nguyệt Lượng, còn ngươi, tên của ngươi là gì? Ta. Phong Phi Vân nhìn ngoài khung cửa sổ, thấy chân trời phương đông có ánh nắng dâng lên, tia nắng ấm áp chiếu vào trong thôn, chiếu trên xác chết dưới đất, phản chiếu tia sáng đẫm máu. Phong Phi Vân chậm rãi nói. Ta tên Đông Phương. Phong Phi Vân dọn dẹp xác trong thôn, ở lại với tiểu cô nương. Nguyệt Lượng đứng sau lưng Phong Phi Vân, mắt to xoe tròn. Ma đại vương Nam Sơn rất thích giết người, người trong thôn đều sợ hắn. Nếu không giao tiền giao lương thực là hắn sẽ đổ thôn. Đông Phương ca ca có sợ không? Phong Phi Vân nói. Không sợ. Nguyệt Lượng tò mò hỏi. Đông Phương ca ca đang khắc cái gì? Khắc một khối bia đá. Phong Phi Vân giã khắc xong, dựng ở cửa thôn. Trên bia đá viết 3 chữ to, thôn 2 người. Nguyệt Lượng tò mò hỏi. Bên trên viết cái gì? Thôn 2 người. Phong Phi Vân nhìn bia đá, trầm ngâm nói. Nơi này là thôn thuộc về hai chúng ta, nếu ma đại vương dám phái người vào thôn thì ta sẽ đánh hắn. Phong Phi Vân và Nguyệt Lượng ở trong thôn 2 người, ngày qua ngày, năm này sang năm khác, 12 năm qua đi. Nguyệt Lượng đã 16 tuổi, thướt tha yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, tóc dài như su ô tí. Nguyệt Lượng cầm hộp cơm, từ xa la lên. Đông Phương ca ca, nữ thần sông Tấn là ai? Tại sao Đông Phương ca ca xây miếu thờ cho nàng? Ủa, sao nữ thần sông Tấn giống ta quá? Phong Phi Vân dừng lại, cười nói. Tiểu Nguyệt Lượng nhà ta không phải nữ thần bờ sông Tấn. Cô nương nhà ai đẹp bằng nàng? Cho ta mượn một linh hồn. Nguyệt Lượng ngạc nhiên, nàng chưa kịp phản ứng thì Phong Phi Vân đã rút một linh hồn của nàng. Phong Phi Vân búng tay, một đoàn lửa bay ra. Linh hồn rơi vào tượng thần nữ thần sông Tấn. Lửa rơi vào cốc dầu trong miếu nữ thần sông Tấn, dầu thắp đốt cháy, chiếu sáng nguyên miếu thần. Ầm 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 ầm. Ngoài thôn hai người đất rung núi chuyển, mà đại vương Nam Sơn dẫn theo một đám tu sĩ cưỡi dị thú lao vào thôn hai người. Ma đại vương Nam Sơn cầm ngân câu sắc bén hét to. Nguyệt Lượng ở đâu, mang ra cho bản đại vương. A, à, Phong Phi Vân vung tay, các tu sĩ rơi vào sông Tân, ma đại vương Nam Sơn oai phong cũng té dưới đất choáng váng mặt mày. Phong Phi Vân giẫm ngực ma đại vương Nam Sơn, hỏi. Tên của ngươi là gì? Ma đại vương Nam Sơn nói. Đông Phương đại gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta có mắt không biết nhìn cao nhân. Ta đáng chết, đáng đánh. Phong Phi Vân hỏi. Ta hỏi tên ngươi là gì? Ma đại vương Nam Sơn đáp. Ta không có tên, mọi người kêu ta là ma đại vương. Phong Phi Vân nói. Vậy cơ sau này ngươi theo họ ta, gọi là Đông Phương Ma. Bây giờ ta truyền một cách tu luyện cho ngươi, sau này ngươi là nhân vật hô phong hoán vũ trên mảnh đất thần Tấn Vương triều này. Đông Phương Ma được Phong Phi Vân tuyển dạy cách tu luyện thì mừng muốn khóc. Xem hắn như thần tiên. Đông Phương Ma không ngờ rằng Ngầm Ình sẽ là nhân vật kêu mưa gọi gió trên mảnh đất này, sáng tạo ngân câu phiệt Đông Phương gia tộc, một trong 4 môn phiệt. Đông Phương Ma dẫn theo đám cướp trốn ra thôn hai người. Đột nhiên trên sông Tấn thổi gió tà, thiên địa biến sắc, thần vân cuồn cuộn. Từng đợt tiên quang trắng xuyên qua mây mù. Thôn hai người bị các ánh sáng bao bọc biến hỗn độn như thần linh giáng thế. Các tên cướp quỷ dưới đất run cầm cập, liên tục dập đầu hướng thôn hai người. Đột nhiên thôn hai người biến mất khỏi mặt đất, một bức tranh từ bầu trời rơi xuống trước mặt Đông Phương Ma. Đông Phương Ma nhặt bức tranh lên, thấy trên tranh vẽ cảnh thôn hai người, còn có một miếu thần. Đông Phương Ma nhìn sông Tấn, mặt sông có một chiếc thuyền thần trăng sáng bay đi thiên ngoại. Trời, đây là thần linh. Là Nguyệt Lượng nữ thần. Nói nhảm, là Hà Bá sông Tấn. Các tên cướp quỳ dưới đất, cảm thấy đã gặp thần linh. Nhiều năm sau, câu chuyện thần thoại lan truyền khắp thôn xóm xung quanh, càng truyền càng ly kỳ, truyền kỳ, cuối cùng khác với sự thật. Bên bờ sông Tấn,
thôn hai người biến mất mỗi cách trăm năm sẽ xuất hiện ban đêm, tạo ra câu chuyện kinh dị. Đông Phương Ma xây dựng Đông Phương gia tộc, ít khi nhắc chuyện thôn hai người với hậu nhân. Sau khi Đông Phương Ma chết, bức tranh thô nhai người treo trong nhà tổ Đông Phương gia tộc. Nhiều năm sau, có đôi phu thê Đông Phương gia tộc đi nhà tổ bái tổ tiên, một linh hồn bay ra khỏi bức tranh chui vào bụng thê tử. Không lâu sau thê tử có thai, sinh ra một bé gái. Trong dòng sông thời gian hỗn loạn, Phong Phi Vân Phong Nguyệt Lượng vào tiên cốt, dùng lực lượng tiên cốt bảo vệ nàng. Phong Phi Vân cưỡng ép bắt ký ức Đông Phương Kính Nguyệt, Thủy Nguyệt Đình dung nhập vào tiên cốt, hợp nhất với ký ức của Nguyệt Lượng. Nhưng lực lượng trời phạt quá mạnh, khi Phong Phi Vân trở về thời không hiện thực thì lực lượng này còn đè ép Nguyệt Lượng và tiên cốt hợp nhất. Tay Phong Phi Vân nâng khối tiên cốt chỉ to cỡ móng tay, xương tỏa tiên quang mông lung. Phong Phi Vân đi vào Vân Chi Tiên giới ngay. Lực lượng bị Phong Phi Vân ức chế phát ra, tiên khí điên cuồng tuôn hướng hắn. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng vùn vụt, rất nhanh đến đẳng cấp tiên, khí thế mạnh hơn nhiều tiên nhân. Người Phong Phi Vân tỏa tiên quang ngũ sắc. Hoa hậu nương nương, tiếp dẫn đạo nhân bị lực lượng trên người Phong Phi Vân hù sợ, cùng bay đến bến đỏ tiên nhân. Hoa hậu nương nương, thân hình, linh hồn, ký ức của nàng bị tiên cốt ức chế không thể đi ra. Phong Phi Vân sợ Đông Phương Kính Nguyệt bị lực lượng cường đại của tiên cốt nuốt mất, hắn dùng tiên lực hỗ trợ nàng thoát thân nhưng vô dụng. Hoa hậu nương nương bình tĩnh nói. Chuyện này bình thường, lực lượng tiên cốt quá mạnh còn sức nàng quá yếu, như người nhảy vào lỗ đen, chất lượng quá nhẹ, lực lượng quá mạnh. Người không thể chạy ra khỏi lỗ đen. Phong Phi Vân hỏi. Vậy phải làm sao? Hoa hậu nương nương, tiếp dẫn đạo nhân nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Hai người đồng thanh kêu lên. Chỉ có một cách, nhưng không biết nàng phải khổ tu bao nhiêu năm tháng, không biết ngươi phải chờ bao nhiêu năm. Chính ngươi cũng sẽ trả giá lớn. Phong Phi Vân nhìn tiên cốt trong tay, dịu dàng nói. Vì nàng, ta chấp nhận bất cứ cái giá gì. Bờ bên kia vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu. Là thế giới cực lạc quên hết tất cả, Vân Chi tiên giới. Có một loại hoa. Vượt ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Sinh ở bờ bên kia bể khổ. Rực rỡ sắc đỏ. Đó là hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn nở, tình nhân quay về. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, trước mắt là sóng biển bể khổ. Phong Phi Vân lướt hướng bờ bên kia, lên bờ, chôn vê tiên cốt xuống. Nhiều năm sau trên bờ sinh ra chồi non, mọc hoa bỉ ngạn. Năm này sang năm khác, dễ mọc lá rụng. Khi nào hoa bỉ ngạn mở? Phong Phi Vân ngồi bên bờ, mỗi ngày tụng kinh cho hoa bỉ ngạn, trợ giúp hoa bỉ ngạn sinh trưởng. Phong Phi Vân không en chú nhích, tiếng niệm kinh không dứt. Những thứ tiên đi qua đều nói Phong Phi Vân là vị Phật. Độ thế Phật. Ngẫu nhiên có người dừng lại nghe Phong Phi Vân tụng kinh, lĩnh ngộ nhiều chân lý, gọi hắn là Phật sư, cung kính cúi đầu. Phong Phi Vân mặc kệ, hắn không quan tâm mình có phải là Phật hay không. Chỉ niệm kinh và Phật của mình. Bờ này có một đạo, bờ bên kia có một vị Phật. Đạo đang độ thế nhân, Phật độ tình nhân. Phật nói, ngày nào hoa chưa nở suốt đời không thành tiên, ngày nào hao chưa nở, suốt đời tụng sinh kinh, ngày nào hao không nở, suốt đời ở bờ bên kia. Nhiều thật nhiều năm sau, ngày nào đó, hoa nở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện Linh Chu. Phong Phi Vân.